cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 721, quá thiên vị đi. Trong vườn hoa nhỏ, vào lúc này Diệp Ngộ Phàm quần áo còn chưa kịp đổi, vẻ trột dạ trên mặt hoàn toàn không che giấu nổi, ông, ông chủ. Diệp Oản Oản lướt mắt từ trên xuống dưới nhìn anh ta một cái rồi nói chuyện gì đã xảy ra. Diệp Ngộ Phàm hết sức thông minh trực tiếp nhận sai, Oản Oản thật xin lỗi. Anh sai rồi, mặc dù khi đó tốc độ xe của anh có nhanh một chút, nhưng chủ yếu vẫn là vì đối phương ở phía trước đi ngược chiều nên xe bị đụng hỏng rồi có nơi nào bị thương hay không chân mày của diệp oản oản nhíu chặt hỏi chỉ bị chầy ra thôi diệp mộ phàm yếu ớt mà trả lời diệp oản oản anh không có việc gì là được rồi xe hỏng thì kệ đi oản oản diệp mộ phàm vừa nghe em gái không có trách cứ mình nhất thời nước mắt lưng tròng trước kia diệp oản oản đối với anh ta thật sự là quá nghiêm khắc làm hại anh ta hiện tại vừa thấy được cô thì không kinh sợ không được. Chuyện Hà Tuấn thành giải quyết thế nào rồi?" Diệp Oản oản hỏi. Diệp Mộ Phàm cười nói ngay, "Yên tâm, đã giải quyết xong xuôi rồi. Hắn ta mới vừa rồi còn muốn để anh lấy chứng cứ ra nữa chứ." "Ha ha, thật là hài hước." Ánh mắt của Diệp Mộ Phàm hơi sáng lên nhìn em gái trước mắt mình, "Oản oản, vẫn là em nói đúng, chỉ cần có tiếng nói thì lúc nào muốn đòi lại công bằng cho mình đều được." Thật ra thì trước kia anh ta đã có một đoạn thời gian, ngày qua ngày lòng tràn đầy oán giận, cảm thấy ông trời thật sự rất bất công, hận đời các loại, nhìn công việc tâm huyết của mình bị người khác chiếm đoạt, thế cho nên thiếu chút nữa đánh mất tâm tính của bản thân mình. Cuối cùng, chính lời nói của Oản Oản đã làm cho anh ta bình tĩnh trở lại, để anh ta đem tinh lực đặt ở trong tác phẩm của mình. Diệp Oản Oản nghe vậy, rồi nhìn tinh thần phấn chấn của Diệp Mộ Phàm, sắc mặt cũng nhu hòa không ít, giải quyết là được rồi, Buổi tối cùng em về nhà ăn cơm đi. Diệp Mộ Phàm, được rồi. Chấm. Buổi tối, Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm về đến nhà, Lương Uyển Quân làm một bàn đầy thức ăn. Thiệu Đình, anh uống ít thôi. Diệp Thiệu Đình ý cười đầy mặt nói, không có việc gì, hôm nay anh vô cùng cao hứng. Mắt thấy Oản Oản càng ngày càng hiểu chuyện, ngay cả Mộ Phàm cũng bắt đầu chứng chạc hẳn lên, sự nghiệp có khởi sắc, trong lòng của ông không khỏi thấy vui mừng và yên tâm loại vui mừng yên tâm này, dù có lấy bất kỳ thành tựu nào trước đây mà mình đạt được cũng đều không cách nào so sánh. Là ba có lỗi với các con, để cho các con chịu nhiều khổ cực như vậy, Diệp hiệu Đình rất rõ ràng, con đường tương lai phía trước của hai đứa con mình sẽ có bao nhiêu gian nan. Diệp Oản Oản ngọt ngào mở miệng đáp ba, ba đang nói nhăng nội cuội gì đó, ba là người ba tốt nhất trên thế giới này á. À? Nếu như không phải bởi vì cô, ba của cô làm sao có thể tới bước đường như ngày hôm nay được. Đối với những người trong vòng danh lợi này thì cốt nhục thân tình không đáng nhắc tới, có bao nhiêu người có thể làm được giống như Diệp Thiệu Đình, vì con gái của mình không một chút do dự nào buông tha hết thảy chứ. Diệp Thiệu Đình nhìn con gái mình, mặt đầy vẻ tự ái, nhưng khi nhìn về phía con trai mình, nhất thời lại nghiêm mặt nói, tiểu tử thúi, cái khuyết điểm này của con rốt cuộc lúc nào có thể thay đổi hả? Ba đã nói bao nhiêu lần rồi lái xe chậm chậm một chút. Thế mà con lại khăng khăng không nghe, con xem con một chút đi xe đắt tiền như vậy, nói phá hủy là bị hủy liền. Chúng ta phải đền bao nhiêu tiền đây? Diệp mộ phàm nghe lời phàn nàn của ba mình xong, nhất thời đau khổ không dứt ôm lấy đầu. Diệp oản oản vội mở miệng nói, ba, là đối phương mượn rượu đi ngược chiều trước, không phải là lỗi của anh trai, huống chi xe đã bị hư rồi, mua thêm một chiếc nữa là được thôi, dù sao chiếc xe kia cũng có chút cũ, lấy thân phận hiện tại của anh trai cũng nên đổi một chiếc rồi. Diệp thiệu đình nghe vậy gật đầu đáp, ừ, Oản Oản nói cũng có đạo lý. Diệp Mộ Phàm, Diệp Mộ Phàm thật là lệ rơi đầy mặt ba, ba quá thiên vị đi, con đã nói đi nói lại hơn 100 lần rồi nhưng cũng đều vô dụng, Oản Oản chỉ mới nói một chút ba liền nói đúng 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 không dứt rồi. Chương 722, em đối với anh ấy có ý đồ. Lương Uyển Quân phì cười lắc đầu, nhìn con gái và con trai của mình, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hiện tại một nhà bọn họ có thể ngồi ở chỗ này trò chuyện cười nói thật sự là điều mà bà chưa bao giờ dám nghĩ tới. Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt của Lương Uyển Quân hơi hơi trầm xuống, do dự mở miệng nói, "Đúng rồi, Thiệu Đình, ngày hôm qua mẹ có gọi điện thoại qua, nói lúc nào Mộ Phàm và Oản Oản có thời gian rảnh rỗi thì đến nhà cô ăn một bữa cơm." Nghe được lời của Lương Uyển Quân, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời lạnh xuống, "Đến đó làm gì? Con không đi." Diệp Oản Oản nhàn nhạt liếc Diệp Mộ Phàm một cái, chậm rãi mở miệng nói, Khoảng thời gian này anh con tương đối bận rộn, đoán chừng không rảnh. Tháng sau đi. Anh à, mấy ngày nay anh nhớ đi chọn chút đồ tặng cho ông nội bà nội, nhớ để tâm chọn một chút nha. Diệp ngộ Phàm tức khắc đổi giọng, ưm, anh biết rồi. Lương Uyển Quân bật cười bất đắc dĩ, mới vừa rồi con trai bà vẫn còn đang nổi điên thế, nhưng chỉ mới nghe hoan hoan nói vài lời, kết quả chính nó lại vô cùng nghe lời như vậy. Mặc dù hai người bên kia đối với bà không có khả năng thay đổi ý nghĩ của mình nhưng bà không hy vọng Oản Oản và Mộ Phàm bởi vì bọn họ mà bị làm liên lụy. Với cái tính tính này của Mộ Phàm, nếu ở chung chỗ với mẹ con Diệp Y Y, quá dễ dàng thua thiệt. Cũng còn may hiện tại có Oản Oản ở bên cạnh hỗ trợ khuyên nhủ Mộ Phàm, để cho bà an tâm không ít. Nhìn con gái mình càng ngày càng xinh đẹp và hiểu chuyện, trong lòng của Lương Uyển Quân so với ăn mật còn ngọt hơn, quan tâm hỏi, Oản Oản à, gần đây con cùng A Cửu có khỏe không? Vì để cho ba mẹ yên tâm, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, ân ân, vẫn khỏe. Con sắp kết thúc việc học ở trường rồi, qua một thời gian ngắn nữa hai đứa con chuẩn bị cùng nhau đi ra ngoài chơi tương đương. Diệp Mộ Phàm nghe xong, vẻ mặt khẩn trương nói, hai người các em một mình đi với nhau sao? Như vậy sao được, anh cũng phải đi. Không được, Diệp Oản Oản trực tiếp cự tuyệt. Diệp Mộ Phàm mặt nghiêm nghị, Oản Oản em quá ngây thơ rồi, du lịch một mình cái gì chứ? Tên kia nhất định là có ý đồ gì đó không tốt đối với em. Diệp Oản Oản liếc anh trai một cái, đúng vậy, đương nhiên là có ý đồ, bất quá, là em có ý đồ đối với anh ấy, cho nên, không cho phép anh đi cùng em. Diệp Mộ Phàm, đi đi, tức chết anh rồi mà. Chấm, ngày thứ hai, sự việc được truyền thông và báo chí thêm dầu thêm mỡ chuyển ra bên ngoài. Bất kể là truyền thông hay là người đi đường, tất cả đều nghiêng về Diệp Mộ Phàm, người có tài lại dáng rất đẹp trai, hiện tại thân phận lại ở vị trí cao, cho nên chỉ có ai không có việc gì để làm rảnh rỗi mới nói xấu anh ta mà thôi. Nếu không phải là nói xấu, vậy khẳng định là thật sự có chuyện như vậy rồi. Trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản đang tại lật xem tài liệu giám định một nhóm ngọc thạch, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Diệp Tổng Giám. Nhìn người tới, ánh mắt của Diệp Oản Oản không dễ dàng phát hiện lóe sáng. Mạn Châu, ngồi đi, có chuyện gì sao? Chống lại ánh mắt của Diệp Oản Oản, khuôn mặt nhỏ nhắn của thẩm mạn châu nhất thời đỏ bừng, đứng ở đó do dự hồi lâu, mới nhăn nhó mở miệng nói, cái đó, Diệp Tổng Giám, Felix anh ta có giúp tôi đem đồ vật cho anh sao? Ngón tay của Diệp Oản Oản nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn làm việc, nghe vậy mở miệng nói, số điện thoại của cô. Mặt của thẩm mạn châu nhất thời đỏ hơn, giọng nói hơi có chút ai oán, người ta đợi cả một đêm, đều không đợi được điện thoại của anh. Diệp Tổng Giám, anh có phải rất ghét tôi hay không? Diệp oản oản ho nhẹ một tiếng, hơi có chút nhức đầu nhéo nghi tâm của mình một cái. Loại chuyện cự tuyệt con gái này, cô thật sự đúng là không có kinh nghiệm á. Đương nhiên rồi, cô cũng không có khả năng có kinh nghiệm nha. Đàn ông ngược lại đơn giản hơn, cô có thể không có chút chướng ngại tâm lý nào nói ra khỏi miệng, nhưng đối phương lại là cô gái đáng yêu lại hiểu điệu như thế này, cô thật sự không thể hạ quyết tâm làm ảnh hưởng đến cuộc đời của cô gái này được chương 723, chồng nhìn nơi này nè. Diệp Oản Oản suy nghĩ nửa ngày tìm từ, sau đó mở miệng nói, Mạn Châu, cô là một cô gái tốt. Thẩm Mạn Châu nhất thời càng ủy khuất, tôi không muốn anh nói tôi là người tốt. Diệp Oản Oản, hay. Vào giờ phút này, cửa chính truyền thông Quang Diệu đã được phen bao quanh. Một chiếc xe bảo mẫu dừng lại nơi cửa, một chàng trai mặc tây trang màu đen phong cách anh cất bước đi xuống. Lạc thần vẫn trước sau như một áo sơ mi trắng và quần jean xuất hiện, Diệp Mộ Phàm bước xuống tiếp sau đó, phong cách của anh ta đã bắt đầu thay đổi, lại bớt đi một phần cấm dục, một thân trang phục kinh điển, chọc cho những người ái mộ muốn phun máu sôi trào. A à, à à, Lạc thần Lạc thần Lạc thần, Lạc thần em yêu anh. Người yêu duy nhất của tôi Lạc thần, ngôi sao vĩnh viễn không bao giờ quên. Chồng nhìn nơi này, à à à, bởi vì Kinh Long 2 được phát sóng hiện tại con người của lạc thần bùng nổ, trực tiếp một đường bước vào hàng ngũ diễn viên nam trẻ tuổi. Ngay ở lúc tiếng thét chói tai của những người ái mộ liên tục vang lên, bên trong xe bảo mẫu, lại một người đi xuống. Cung húc vẫn một đầu tóc rối xốc sách nhuộm màu hoa anh đào, nhưng tạo hình từ đầu tới cuối đều đã được diệp mộ phàm sửa đổi qua, không còn là hình ảnh màu mè sáng chói làm mù mắt người nhìn nữa, mà chú trọng hơn vào tính thưởng thức cùng cá tính, khi chất phách lối bướng bỉnh không thay đổi chút nào, nhưng đã không có chút gì của vẻ thiếu não nữa, hấp dẫn một đám người từ nhỏ đến lớn. Cung húc sửa sang lại cổ áo, mặt coi thường lên tiếng, chật chật, đầu năm nay phen thật là càng ngày càng không có phẩm vị, một mặt nhăn nhó có gì để nhìn đâu chứ. Nói xong, liền mỉm cười hướng về phía những người ái mộ lên tiếng chào, chào mọi người tương đương. Cái bộ dáng mỉm cười kia, so với ánh mặt trời còn trói mắt hơn, đáng yêu đến bất ngờ, còn mang theo mấy phần tả ác câu người nữa chứ chỉ có một từ để diễn tả cảnh này mà thôi, quá tuyệt vời. A à, a à, a à, a, à, à, cung húc cung húc, rất đáng yêu, tôi muốn sinh con cho anh a. À. Trời ạ, à, trời ạ, à, tôi muốn bất tỉnh. Lấy được nhiệt tình của những người ái mộ xong, cung húc cuối cùng mới có chút hài lòng. Tôi nói hai vị tổ tông của tôi ơi, nhanh vào đi thôi, nếu không chờ lát nữa bảo an đều không ngăn được nữa đâu. Hai người tiểu tình cùng đông tử vội vàng che chờ hai người này tiến vào trong cao ốc công ty. Cung Húc và Lạc Thần nhìn nhau đầy vẻ chán ghét, cũng không nói chuyện, cùng nhau trầm mặc đứng ở chỗ dành riêng trong thang máy. Cung Húc từ trước đến giờ là một người không thích gõ cửa. Đến cánh cửa phòng làm việc của Diệp Oản Oản, trực tiếp soạt một cái mở cửa ra. Diệp ca, em đã về rồi. Một giây kế tiếp người ngoài cửa liền nhìn thấy, trong phòng làm việc, Thẩm Mạn Châu đang ôm Diệp Oản Oản. Cung Húc, ây, Lạc Thần, bốn con mắt, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thật xin lỗi, đã quấy dày rồi. Cung húc là người phản ứng lại nhanh nhất, phanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Ôi chào mẹ ơi, mạnh mẽ như thế à à à à. Mới vừa đóng cánh cửa, cung húc liền bắt đầu gào lên, sau đó hưng phấn không thôi mà ghé sát mặt vào khe cửa với ý đầu nhìn lén. Sau lưng, chân mày của lạc thần nhíu chặt, hiển nhiên là đối với hành vi của cung húc rất không đồng ý. Phát hiện tầm mắt khinh bỉ của lạc thần, cung húc liếc cậu ta một cái cắt nhịn cái gì, giả bộ cái gì, chẳng lẽ cậu không muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì sao? Anh ta bây giờ lòng vô cùng hiếu kỳ và nổ tung rồi. Rốt cuộc tình huống gì đang xảy ra a? À? Diệp ca không phải là cong sao, làm sao lại cùng thẩm mạn châu, hử. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc, Diệp oản oản quả thật là nhức đầu không thôi, không cần nghĩ cũng biết cung hút cái người não tàn nào đó sẽ hiểu lầm thành cái dạng gì rồi. Thật ra thì mới vừa rồi cái gì cũng không phát sinh, chính là Thẩm Mạn Châu bị cô từ chối sau đó có chút kích động, nhào tới ôm cô một cái mà thôi. Cô không có chút phòng bị nào, liền bị ôm lấy, ai biết vừa lúc đó, cung húc đột nhiên đẩy cửa phòng tiến vào cơ chứ. Chương 724, kiểu con gái yêu thích. "Đúng, thật xin lỗi, có phải là gây thêm phiền toái cho anh hay không?" Thẩm Mạn Châu một mặt xin lỗi nói. "Không có việc gì, tôi sẽ tự mình giải thích." diệp oản oản đưa một tờ khăn giấy tới một lát sau thẩm mạn châu từ bên trong đi ra cung húc đã sớm trông mòn con mắt vừa nhìn thấy người đi ra nhất thời giống như đánh cướp tay đem người kéo đến góc tối không người bên trong hỏi ôi chao không nhìn ra được a thẩm mạn châu cô thích diệp ca sao thẩm mạn châu bị cự tuyệt tâm tình thật sự không tốt chừng mắt liếc anh ta một cái đáp lại không được sao được 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 dĩ nhiên là được diệp ca của tôi đẹp trai như vậy đến cả tôi cũng động tâm, cô thích anh ấy cũng không phải là chuyện rất bình thường sao? Tiến triển như thế nào rồi hả? Cung hút gấp gáp dò hỏi. Thẩm Mạn Châu vẻ mặt đưa đám, chỉ cần nhìn biểu tình liền biết mọi chuyện không có tiến triển thuận lợi liền nói, Diệp tổng giám hoàn toàn chính là người không gần nữ sắc. Cung Húc nghe Thẩm Mạn Châu ai oán than phiền, Cung hút tỏ vẻ, đó là đương nhiên, người ta thích đàn ông á, cô gái ngốc ạ. À. Con người của Cung hút nhanh như chấp chuyển động, cũng không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên lộ ra một nụ cười đếu hừ hừ hiện tượng tốt ga à? hiện tại số lượng con gái thích diệp ca càng ngày càng nhiều không làm được có thể đem diệp ca kéo trở về đây anh ta thực sự rất không thích cái người đàn ông khí thế âm trầm đó cùng diệp ca không có chút nào xứng đôi mà nghĩ tới đây cùng húc nhìn thẩm mạn châu lời nói ý vị sâu xa mở miệng mạn châu à cô đã nghĩ cách làm sao để theo đuổi và nắm diệp ca trong tay mình chưa Tinh thần mặt mày của Thẩm Mạn Châu đang xa suốt nhất thời nhìn sang anh ta hỏi lại, chẳng lẽ anh biết sao? Cung húc vỗ ngực, một mặt kiêu ngạo, đó là điều đương nhiên, tôi chính là nghệ sĩ dưới tay được sủng ái nhất của Diệp Ca, tất nhiên hiểu rõ sở thích của anh ấy nhất rồi. Lạc thần, cung húc trợn mắt nhìn lạc thần, làm gì? Cậu có ý kiến gì sao? Vẻ mặt cho dù có ý kiến cũng không thèm phản bác. Lạc thần nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái, không có phản ứng đến anh ta, chỉ bất quá cũng không tự chủ nhìn cung húc muốn biết câu trả lời kia sở thích của diệp ca sao cậu ta quả thật không biết diệp ca rốt cuộc thích gì kiểu con gái gì anh nói mau đi thẩm mạn châu thúc giục cung húc nhìn cô ta chậm rãi mở miệng cô nói cho tôi biết trước trước kia cô dùng cách nào để theo đuổi diệp ca mặt của thẩm mạn châu nhất thời đỏ lên tôi tôi để cho felix giúp tôi đưa số di động của tôi cho anh ấy cung húc hỏi tiếp sau đó còn gì nữa không? Thẩm mạn châu đáp, sau đó tôi vẫn luôn chờ điện thoại, kết quả chờ đến sáng hôm nay cũng không đợi được nữa, tôi liền đến tìm Diệp Tổng Giám. Cung húc vẫn đang chờ nghe tin tức bái quái, nhưng nghe đến đó một mặt đầy thất vọng, không còn. Chỉ có như vậy thôi sao? Thẩm mạn châu rậm chân nói, đúng vậy, anh còn muốn như thế nào nữa chứ? Tôi để cho Felix giúp tôi làm trung gian, điều này đã lấy hết tất cả dũng khí của tôi rồi đó có được hay không hả? cung hút than thở không ngừng lắc đầu khoát tay hát không được không được cái này hoàn toàn không được a à? cô có biết diệp ca thích kiểu con gái gì sao nói nhảm chính là không biết mới hỏi anh mà anh rốt cuộc có nói hay không đừng thừa nước đục thả câu nữa thẩm mạn châu tức giận mở miệng lại đây tôi cho cô biết cung hút ngoác ngoác ngón tay thẩm mạn châu lập tức tiến tới cung hút kéo dài âm thanh thần thần bí bí mà mở miệng tôi cho cô biết diệp ca á thích lãng mạn nha, càng lãng mạn càng tốt, càng cởi mở càng tốt, càng chủ động càng tốt. Thẩm mạn châu, giống như lơ đáng không để tâm nhưng lạc thần cũng đang vỉnh tai lên nghe lén. Thẩm mạn châu sừng sốt một chút, mặt đầy trần chờ hỏi lại, anh chắc chắn chứ? Nhìn bộ dạng của Diệp Tổng Giám, hẳn là thích kiểu người ngọt ngào đáng yêu đơn thuần tự nhiên chứ? Phía sau còn nữa, ta muốn tốn thời gian sửa đổi sửa sang một chút lại phát lên tương đương cảm giác thân thể bị móc sạch, không xác định tổng cộng có thể càng nhiều hơn ít, ta làm hết sức hắc. chương 725, làm sao buổi tối lại tới? Cung hút giọng điệu khẳng định nói, sai, sai hoàn toàn, cho nên đây chính là lý do cô thất bại đó. Hiểu chưa? Thẩm Mạn Châu vẫn có chút không quá tin tưởng, thực sự sao? Vẻ mặt của cung hút giống như là đang nói chân lý, chính xác trăm phần trăm. Cho nên, yên tâm to gan lên đi cô em của tôi thấy cung hút nói khẳng định như vậy, cộng thêm anh ta lại là nghệ sĩ tương đối gần gũi của Diệp Bạch, Thẩm Mạn Châu cuối cùng cũng tin tưởng, vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, tôi còn tưởng rằng Diệp Ca thích rẻ đặt một chút, thì ra là như vậy. Hắc hắc, còn lại cũng không cần tôi dạy cho cô đi. Hiểu hiểu rồi, cảm ơn cung hút, nếu thành công tôi sẽ cho anh bao lì xì. Thẩm Mạn Châu biểu tình đương nhiên sẽ trả công nói. Khách khí khách khí. Sau khi Thẩm Mạn Châu rời đi chân mày của lạc thần nhíu chặt nhìn về phía cung húc, cậu lại đang nói nhăng nói cuội gì đó. Cung húc liếc anh ta một cái, tôi ở nơi nào nói bậy chứ, cậu biết Diệp ca không thích lãng mạn sao? Lạc thần muốn mở miệng, nhưng lại không cách nào phản bác được. Mặc dù cậu ta là nghệ sĩ của Diệp ca, Diệp ca hết thảy đối với cậu ta đều rất hiểu biết, nhưng cậu ta đối với Diệp ca lại biết rất ít. Sau khi tám chuyện xong, cung húc mới đẩy cửa tiến vào, Diệp Ca tương đương hắc hắc hắc, diễm phúc không cạn nha. Diệp Oản oản quét mắt nhìn vẻ mặt hề hề của Cung Húc, tiện tay ném tới một tờ báo, qua thông tin trên tờ báo lại là hình ảnh của Cung Húc cùng một nữ minh tinh nào đó. Cung Húc nhất thời không dám coi thường, gào một tiếng kêu lên, Diệp Ca, oan uổng a. À. Lần này là cô gái kia ác ý đụng chạm em, người ta rất kén chọn đó có được không? Làm sao có thể để ý đến kiểu người này được chứ? Ban đêm, đế cảnh châu Giang diệp oản oản lướt mắt nhìn danh sách thẩm định một nhóm phỉ thúy ngọc thạch trên bàn uống trà sau đó đem một sấp tài liệu thật dày từ trong tay tư dạ hàn chuẩn bị cho cô tiện tay ném qua một bên trước kia cô nói với ba mẹ phải đi du lịch thật ra thì chính là cô muốn đi myanmar một chuyến cô ở tại tập đoàn tư thị thực hiện nhiệm vụ đầu tiên chính là chọn mua nguyên thạch đây là công việc đầu tiên cô làm với vị trí là chủ mẫu tương lai dĩ nhiên là cực kỳ quan trọng bất quá loại đồ thạch này đừng nói là cô hiện tại bắt đầu học thêm để bù lại những kiến thức mà mình thiếu thì coi như cô là chuyên gia cao thủ cũng không thể nói là có thể kiếm bộn tiền được nhưng cô vẫn lựa chọn nhiệm vụ có độ nguy hiểm rất lớn này diệp oản oản vẫn đang trầm ngâm suy tư lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên hử tư giả hàn nhanh như vậy đã tới diệp oản oản vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa kết quả cánh cửa vừa mở ra lại phát hiện người vừa tới không phải là tư giả hàn mà là thẩm mạn châu mạn châu nhìn người mới tới diệp oản oản có chút kinh ngạc cũng còn may là cô còn chưa có thay đổi quần áo bất quá đã trễ như vậy cô ấy còn tới nơi này làm gì diệp diệp tổng giám tôi có thể vào không thẩm mạn châu mặc một bộ áo khoác màu đen rộng lớn cả người bao lại chặt chẽ mời vào sau khi vào phòng diệp oản oản rót cho thẩm mạn châu một ly nước mạn châu trễ như vậy còn qua đây, là có chuyện gì gấp sao?" Thẩm Mạn Châu thoạt nhìn tựa hồ có chút khẩn trương, bưng ly nước lên ực ực uống hơn phân nửa ly, nghĩ đến lời dặn dò của cung húc, vì vậy cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Diệp ca, anh thực sự không thể suy nghĩ tới tôi một chút nào sao?" Diệp Oản Oản sừng sốt một chút. Hóa ra là vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhưng ban ngày rõ ràng cô đã nói rất rõ rồi mà, làm sao buổi tối lại tới nữa rồi hả? Trên mặt của Diệp Oản oản xẹt qua một tia hoài nghi, ngay sau đó tính khí vô cùng nhẫn nại mở miệng nói, "Mạn Châu, cô hẳn là biết nguyên tắc của tôi đi." Chương 726, mau mặc quần áo vào. Thẩm Mạn Châu gật đầu liên tục, "Tôi biết, tôi đương nhiên biết đến điều đó chứ, trong giới giải trí này có người nào không biết Diệp ca anh không dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ dưới quyền của mình chứ?" Nhưng Diệp ca anh chớ hiểu lầm, "Tôi không phải là có ý đó, tôi không muốn anh an bài cho tôi bất kỳ gì." cũng không có muốn anh sử dụng quy tắc ngầm với tôi, tôi chỉ là rất đơn thuần, rất đơn thuần." Thẩm Mạn Châu mặc dù không nói ra khỏi miệng, nhưng Diệp Oản Oản chỉ cần nghe đến đó thôi đã rõ cô ấy muốn gì rồi. Cô ấy không có ý định chơi đùa quy tắc ngầm, chỉ đơn thuần muốn ngủ với anh mà thôi. Quả thật là đủ đơn thuần mà. Thẩm Mạn Châu nói xong, hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, sau đó, đưa tay đang che ở trên đai lưng của áo khoác mình nói, "Diệp tổng giám Diệp Oản Oản thấy vậy, hơi nhíu mày, đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. Chỉ thấy, một giây kế tiếp, tay thẩm mạn châu kéo một cái, áo khoác liền mở ra. Bên trong thẩm mạn châu lại chính là trống không, chỉ mặc một bộ đồ hết sức hấp dẫn, nội, y, tình, thú. Diệp Oản Oản Trong đầu của Diệp Oản Oản giống như cuốn lên một trận sóng thần. Ti em đi, em gái, cô cũng quá chủ động rồi đó. Rõ ràng ban ngày còn đang mất tự nhiên, thế nào vào buổi tối lại đột nhiên hỏa phong đột biến, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế này? Dù là Diệp Oản Oản lãnh đạm lại bình tĩnh, vào lúc này cũng trợn tròn mắt, mãnh liệt sặc ho lên. Ngay lúc Diệp Oản Oản bởi vì quá lờ mở bức bách mà trong đầu ong ong vang dội, thì lại cạch một tiếng. Cửa trước, đột nhiên truyền tới âm thanh khóa cửa mở ra, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc. Nghĩa nó, xong đời cô rồi á. À? vào lúc này có thể tiến vào phòng, hơn nữa còn có chìa khóa trực tiếp mở cửa, chỉ có thể là một người mà thôi. Chờ Diệp Oản Oản phản ứng lại đã không còn kịp nữa rồi. Tư giả hàn đã cất bước đi vào, hơn nữa liếc nhìn tình huống trong phòng khách. Diệp Oản Oản, trong nháy mắt nhìn thấy rõ hình ảnh trong phòng khách, con người của tư giả hàn chợt co rút nhanh chóng, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Mà Diệp Oản Oản, lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất, nhặt lên cái áo khoác bên cạnh chùm lên người thẩm mạn châu bao kín lại sau đó nhanh như mũi tên vào tới trước mặt của tư giả hàn đưa tay ra một cái bịt lại ánh mắt của tư giả hàn rồi nói nhắm mắt lại đọc khúc này có ai giống tôi cô cười đau cả bụng a à, lúc này thẩm mạn châu cũng phát hiện có người đi vào sợ đến kêu lên một tiếng trong phòng khách tình cảnh hỗn loạn Rơi ạ à, đây gọi là chuyện gì a à? diệp oản oản quả thực là sứt đầu mẻ chán mà một bên đứng như chết nhìn trầm trầm tư giả hàn không cho anh mở mắt, một bên nhìn về phía thẩm Mạn Châu mở miệng nói, Mạn Châu, cô mặc quần áo xong, bây giờ rời đi, người này là bạn của tôi, sẽ không nói ra đâu. Thẩm Mạn Châu xấu hổ tăng lên, vẫn không quên lời cung hút dặn dò, Diệp Tổng Giám, tôi, tôi là thật sự là yêu thích anh. Em gái, chưa nói gì nữa cầu xin cô đó. Cũng còn may là Mạn Châu còn kiêng kỵ đến chuyện trong phòng còn có người khác, nên thẩm Mạn Châu không có chờ lâu, nói xong liền mặc quần áo tử tế, nhanh chóng rời đi. Cuối cùng thẩm mạn châu cũng đi rồi. Diệp oản oản thiếu chút nữa hạ canxi, sau lưng mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng. Mấy giây sau, Diệp oản oản nâng mắt nhìn qua, chỉ thấy tư giả hàn vẫn như cũ đứng ở chỗ trước cửa, nhắm mắt lại. Vừa nghĩ tới cảnh mới vừa rồi tư giả hàn có khả năng thấy được cái gì đó, Diệp oản oản dù đang sợ hãi chuyện tư giả hàn có thể tức giận đều quên sạch, bởi vì chính cô đã giận đến không chịu được nữa. Vì vậy, bạch 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 vò tới, tư giả hàn. Anh làm sao đi vào cũng không gõ cửa. Cho dù có chìa khóa, anh giàu gì cũng nên gõ cửa một cái. Anh thấy được gì rồi đúng hay không? Khẳng định thấy được rồi á. À? Anh thấy được bao nhiêu? Hừ tức chết em rồi. chương 727, trong mắt của anh chỉ nhìn thấy em. Tư giả hàn mở mắt ra. Không cho mở ra, em còn đang tức giận đấy. Diệp Oản Oản lập tức nói. Thật ra thì, mặc dù Diệp Oản Oản là ôm lấy thái độ phát giận trước để bảo vệ mình, nhưng nghĩ đến chuyện Tư Giả Hàn thấy được cái gì đó, trong lòng cũng không quá thoải mái. Tư Giả Hàn lại lần nữa nhắm chặt hai mắt lại, mặt không thay đổi mà mở miệng nói, "Thu hồi ngay ý tưởng lung tung trong đầu của em lại đi, anh không thấy những thứ kia đâu." Diệp Oản Oản bĩu môi, gạt người, rõ ràng chính là thấy được. Nếu không thấy thì tại sao vẻ mặt mới vừa rồi của anh lại đáng sợ như vậy được chứ? đây hoàn toàn là nói dối không chớp mắt mà. a à, không đúng, lúc vào đây anh ấy đang nhắm mắt mà. Bộ dáng tư giả hàn nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, thật sự là quá dụ hoặc người khác mà. Diệp Oản Oản đang suy nghĩ lung tung, tư giả hàn trầm mặc một hồi sau đó đột nhiên mở miệng, không có, anh chỉ thấy được em thôi. Lẽ ra, đêm hôm khuya khoác nhìn thấy một người phụ nữ lấy điệu bộ này xuất hiện trong phòng người yêu của mình, tức giận hẳn là anh. Kết quả, Nhà đầu này lại như ác nhân một phen cáo trạng trước, cộng thêm bộ dạng mặt nhỏ nhắn kia vội vã cuống cuồng ghen tuông, trong nháy mắt làm cho lửa giận của anh dập tắt. Cái này là lần đầu tiên cô vì anh mà thể hiện sự ghen tuông của mình. Cho dù biết, khả năng này chẳng qua chỉ là do cô muốn phát tiết, nhưng trong lúc tức giận này, cũng không biết có mấy phần thiệt giả, nhưng trái tim vẫn không nhịn được vì đó lay động. Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản trực tiếp sợ ngây người. A à, thế mà cô còn được tư giả hàn nói lời tỏ tình cho mình nữa rồi hả? Đây là tình yêu trong truyền thuyết sao? Trong mắt của anh không thấy được người khác, chỉ có nhìn thấy em mà thôi. Thực sự là, không dễ dàng. Được rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tư giả hàn nói cô có thể trực tiếp nghe hiểu lời tỏ tình, vẫn là cho chút mặt mũi tốt rồi. Diệp Oản Oản đang chuẩn bị hào phóng tha thứ tư giả hàn, kết quả, một giây kế tiếp, thì nhìn thấy tư giả hàn đã mở mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng vô cùng có lực uy hiếp rơi vào trên mặt của cô cho nên, em giải thích chuyện này đi. Diệp Oản Oản nhìn ánh mắt bắt đầu muốn hỏi tội của đại ma đầu liền ấp úng đáp ấy. Thực sự là, cảm động không quá một giây mà. Diệp Oản Oản hoàn toàn không dám động đậy, cười khổ ha ha mà đứng ở đó nói, bảo bối à, anh sẽ không ăn giấm của một cô gái chứ, đúng không? Vẻ mặt của tư dạ hàn, đã là câu trả lời của anh, không có loại giấm nào anh không thể ăn. Diệp Oản Oản cố gắng lấy bình tĩnh đáp, cái này không thể trách em nha, em thề là vào buổi sáng em đã từ chối không tiếp rồi, em cũng không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên thay đổi như thế nữa. Lại nói thêm là em cũng không thể có chức năng đó à, nếu có chắc tỷ cũng sơi dầu khe khe, cô ấy coi như muốn có quan hệ với em thì em còn có thể đem cô ấy làm ra như thế nào được chứ? Còn có a à, bởi vì sai lầm của anh là không gõ cửa, dẫn đến chuyện anh lại có thể thấy được thân thể của người phụ nữ khác, em cũng rất tức giận cho nên chúng ta hòa nhau có thể không nghe được câu em cũng rất tức giận này của diệp oản oản thần sắc của tư giả hàn cuối cùng hòa hoãn mấy phần quét mắt nhìn tài liệu giải rác khắp nơi trong phòng khách ngay sau đó mở miệng nói ngày mốt lên đường em chuẩn bị xong chưa diệp oản oản ho nhẹ một tiếng a đã tương đối đầy đủ rồi tư giả hàn ở trên ghế salon ngồi xuống sau đó cầm lên một quyển sách chuyên ngành nói đều xem xong rồi sao thế mà cô không hề để ý đến câu hỏi của Tư Dạ Hàn chỉ một mực bày ra tư thế anh phải bồi thường cho cô nhất thời mặt Diệp oản oản đầy đau đớn đến mức không muốn sống nữa nói ư đừng a à, những ngày qua em vẫn luôn nhìn những thứ này đầu của em cũng sắp hỏng luôn rồi hiện tại em chỉ muốn nhìn anh thôi nha kết quả Tư Dạ Hàn lại có thể cũng không màng đến chuyện đó nữa gọi cô qua nói lại đây Diệp oản oản nhanh chóng thề thốt nói bảo bối anh yên tâm đi nếu em đã dám từ trong tay Tần Nhược Hy đoạt lấy nhiệm vụ này, thì chắc chắn sẽ không để cho anh thất vọng đâu. Nhất định sẽ làm cho anh thỏa mãn. Thật đấy. Trường 728, kỹ thuật diễn xuất vô cùng cao siêu. Thật ra thì, cũng không thể trách chuyện tư giả hàn không yên tâm về cô được. tiếp trước tư giả hàn phí tâm phí sức vì cô mà chuẩn bị bao nhiêu con đường nhưng tất cả đều bị cô làm bậy làm hỏng. Nhưng lần này, cô tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước nữa. Ngày hôm sau, trong phòng họp tập đoàn tư thị, tư giả hàn ngồi ở ghế chủ tịch, bên tay trái là Diệp Oản Oản một thân mặc đồ công sở màu xanh. Tay nắm tay lâu như vậy rồi ai cũng đã biết đến mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng rốt cuộc đây cũng là lần đầu tiên tư giả hàn chính thức mang Diệp Oản Oản đến công ty, hơn nữa chức vị còn là trợ lý đặc biệt của anh nữa chứ. Tư giả hàn để cho cô muốn nhúng tay vào ngành nào cũng được, muốn cô có thể trong thời gian nhanh nhất quen thuộc với tình hình bên trong của công ty, tích lũy kinh nghiệm cùng mối quan hệ giao thiệp với người khác. Chào mọi người, sau này còn xin được chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Oản Oản tự nhiên hào phóng đứng dậy, đơn giản lên tiếng nói chuyện. Bởi vì hiện tại có tư giả dạ hàn ở nơi này, cho nên bất kể người nào ở phía dưới kia có tâm tư yêu ma quỷ quái trong lòng hay có ý tưởng không tốt gì, thì trên mặt tất cả mọi người đều vẫn thể hiện sự nhiệt tình hoan nghênh, Tần Nhược Hy là người đầu tiên đứng lên vỗ tay. Bởi vì thân thể của Tư Tổng không thích hợp với bôn ba đường dài, lần này đi bên Myanmar là do tôi thay mặt xuất ngoại. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Chuyện đi Myanmar vốn đã chỉ định Tần Nhược Hy, nhưng bây giờ lại bị Diệp Oản Oản chặn ngang một cước đoạt mất. Tần Nhược Hy bộ dạng lại không có chút nào khó chịu, vẻ mặt bình thường mở miệng nói, lần đi thu mua ngọc này, bên tôi đã chuẩn bị không ít tài liệu, thị trường điều tra cũng đã làm một chút, Trợ lý Diệp nếu có cái gì không biết, có thể bất cứ lúc nào tới hỏi tôi." Lời này vừa nói ra, không phải là đang muốn nhắc nhở mọi người, Diệp Oản Oản là đang muốn cướp công lao của cô ta sao? Diễn xuất của Tần Nhược Hy đã phô ra, Diệp Oản Oản tự nhiên cũng đi theo, làm như vẻ cái gì cũng đều không rõ đáp, ha ha, cảm ơn tổng giám Tần, tôi đây sẽ không khách khí. Phía dưới những người ủng hộ Tần Nhược Hy, nhìn thấy Diệp Oản Oản lớn lối như vậy, vào lúc này cũng gần như không đè ép được lửa giận của mình nữa, nhưng nhìn tư giả hàn đang nhàn nhạt ngồi đằng trước, liền run như cầy sấy ngay cả một cái rắm cũng không dám thả, chỉ có thể người sau theo người trước nói lấy lời hay. Mặt của Diệp Oản Oản lạnh đi trông thấy, đột nhiên cảm thấy những người quản lý cấp cao này cũng không dễ dàng, không chỉ nghiệp vụ phải vượt qua cửa ải, kỹ thuật diễn xuất còn phải vô cùng cao siêu. Tư giả hàn, tan họp, trợ lý Diệp, cô tới phòng làm việc của tôi một chút. Vâng, Mặt Diệp oản oản đầy vẻ đau khổ, đuổi theo bóng lưng lạnh lùng cứng rắn phía trước. Hay, khẳng định là đối với cô lại suy nghĩ linh tinh rồi. Đối với cô cứ như vậy không yên lòng sao? Ngày hôm qua đều đã cảm giảm với cô đến hơn nửa đêm, bây giờ còn không buông tha cô sao? Chấm. Mới vừa rồi trong lúc họp, không ai dám nói một chữ, đến lúc không có ai, tất cả những điều muốn nói đều nói ra toàn bộ. Tổng giám tần chính là bị hồ ly tinh như vậy chèn ép sao? Nhìn người phụ nữ có hình dáng yêu tinh quyến rũ đó, đàn ông liền muốn ăn cô ta, coi như là boss của chúng ta cũng không ngoại lệ. Coi như boss thích cô ta, vậy cũng không thể thiên vị lợi hại như vậy được chứ? Chuyến đi đến Myanmar lần này, vốn phải là do tổng giám Tần đi, cô ta ngược lại tốt rồi, vừa đến công ty liền đem chuyện của người khác đoạt đi. Tổng giám Tần cùng boss là Thanh Mai Trúc Mã, cô ấy đương nhiên là không muốn cùng với cô ta đối địch nha. Cha cha. chấm chấm Đêm khuya, Tần ra. Trong sân, để một cổ bàn trà tầm thấp, cạnh bàn trà là một tấm đệm hình tròn để ngồi. Tần Nhược Hy ngồi trên tấm đệm đó pha trà. Nhìn Tần Nhược Hy với bộ dáng bất động như núi, có người không nén được tức giận. "Nhược Hy tiểu thư," tay của người phụ nữ kia càng duỗi càng dài, hiện tại thậm chí đã bắt đầu nhúng tay vào công việc của công ty rồi, còn cố ý đoạt chuyện trên tay tiểu thư, thật sự là quá đáng mà." Sắc mặt Nguyên Sinh âm hiểm nói, "Nhược Hy tiểu thư tôi đã sớm điều tra, người phụ nữ kia đối với đổ thạch hoàn toàn một chữ cũng không biết, lại còn nói khoác mà không biết ngưỡng chủ động xin đi nữa chứ, chúng ta chỉ cần hơi hơi dùng chút thủ đoạn, cũng đủ để cho cô ta đem chuyện này làm hư hại, đến lúc đó. chương 729, nhất định khiến tiểu thư hài lòng. Tần Nhược Hy nghe vậy, thản nhiên quét mắt nhìn hắn ta, ra lệnh nói cái gì cũng không cho phép làm, Nguyên sinh nghe xong có chút nóng này, cái này đều đã đến mức khi dễ muốn đi lên đầu của tiểu thư rồi, chẳng lẽ tiểu thư còn phải tiếp tục nhịn xuống nữa sao? Mắt thấy thập nhất và phong huyền diệt đi theo phía sau diệp oản oản chiếm hết chỗ tốt, lợi ích của tần nhược hy cũng dần dần chịu ảnh hưởng, hắn ta đương nhiên cuống cuồng lo lắng. Không đợi tần nhược hy mở miệng, tiết lệ ở một bên vẻ mặt khinh thường nói, hừ, ngu xuẩn. Lần này đi đến Myanmar đánh cược ngọc, Lúc trước nhược hy tiểu thư cũng đã sớm làm vô số chuẩn bị, người phụ nữ kia coi như thành công, thì đó cũng là công lao của nhược hy tiểu thư, cùng với cô ta có quan hệ gì chứ? Người của công ty lại không phải là người ngu, sẽ không biết đến điểm này hay sao? Nguyên sinh nghe xong, tâm tình lúc này mới hòa hoãn mấy phần, lẩm bẩm mở miệng nói, đây cũng đúng, cô ta cướp công lao của nhược hy tiểu thư như vậy, sẽ chỉ để cho người khác đối với cô ta càng thêm phản cảm mà thôi. Đáy mắt của tiết lệ thoáng qua một vệt sáng, đến lúc đó chúng ta tùy tiện lợi dụng chuyện này một chút, cũng đủ để cho người có lòng với cô ta mất hết. Tần Nhược Hy nhấp một ngụm trà, lần này anh đi cùng, nên làm như thế nào, biết không? Tiết lệ vội mở miệng đáp, Nhược Hy tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định khiến tiểu thư hài lòng. Chấm. Đảo mắt đã đến ngày xuất phát. Bên trong phi trường lớn quốc tế, một đám người Diệp Oản Oản và Phong Huyền Diệp đang ngồi chờ máy bay. Lần này Diệp Oản Oản đi đến Myanmar, trừ tiết lệ cùng đoàn chuyên gia giám định ngọc thạch đi theo, thì Phong Huyền Diệp cùng mười mấy thành viên ám đội thập nhất cũng cùng nhau đi theo. Bởi vì lần này hành trình hơi vội vàng, lại là tạm thời quyết định, cho nên đám người Diệp Oản Oản cũng không có đặt trước máy bay riêng. Chờ khoảng nửa giờ, đám người Diệp Oản Oản mới lên chuyến bay đi tới Myanmar. Lúc này trên chuyến bay trừ người của Diệp Oản Oản còn một đôi vợ chồng trung niên mang theo bé trai 11-12 tuổi. Từ đế đô đến Myanmar, toàn bộ hành trình ước chừng khoảng 5 giờ. Diệp Oản Oản ngồi lên máy bay, ở trong tiếng vàng ầm ầm cất cánh của máy bay, ánh mắt của cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, dần dần ánh vào mí mắt của cô là hình ảnh vạn dặm quang đáng của trời xanh, từng tia mỏi mệt chạy lên não, hai con mắt của cô khép hờ, một phút kia tia hắc ám bao trùm toàn bộ đôi mắt, kiếp trước đã qua trượt tràn vào trong đầu của cô. Kiếp trước, Tư Giả Hàn cũng bởi vì thân thể bị ốm bệnh, cho nên không có đích thân đi đến Myanmar được, cuối cùng là do Tần Nhược Hy thay mặt đi. Bản thân của Tần Nhược Hy đối với chuyện có liên quan đến đá quý cũng có chút nghiên cứu, cộng thêm lần này là cô ta thay mặt Tư Giả Hàn đi đến Myanmar thu mua đá quý, cho nên, kiếp trước khi Tần Nhược Hy lên đường, cô ta đã cố ý tìm hiểu cụ thể rõ ràng đối với giá cả đá quý trên thị trường Myanmar. Có thể nói, kiếp trước Tần Nhược Hy đi đến Myanmar lòng tin tràn đầy, nhưng không ai từng nghĩ tới. Khi đó ngành nghề đá quý tại Myanmar dường như xảy ra một chút chấn động, Tần Nhược Hy tuy đã làm đủ mọi chuẩn bị trước khi đi đến đó, nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống tình cảnh mất hết vốn liếng. Cụ thể chi tiết, Diệp Oản Oản không có nhớ rõ. Tiếp trước, mặc dù cô theo chân đoàn người Tần Nhược Hy cùng nhau đi đến Myanmar, nhưng đám người Tần Nhược Hy chưa bao giờ để cho cô nhúng tay vào bất kỳ chuyện liên quan đến đá quý nào cả. Ngay cả trong ngày thường, cũng chỉ để cho cô đi theo một bên, chưa bao giờ để cho cô tham dự qua bất kỳ vấn đề mang tính thực chất nào cả. Có thể nói, kiếp trước Diệp hoàn hoàn đi Myanmar chính là một bình hoa di động có cũng được không có cũng được mà thôi. đám người tần nhược khi căn bản chưa từng để cô ở trong mắt. mặc dù là như như thế, có đều ở kiếp trước khi Diệp hoàn hoàn đi đến Myanmar, toàn bộ hành trình cũng luôn chăm chú theo nhìn hồi lâu, cho nên đối với chuyến đi liên quan đến đổ thạch lần này trong lòng cũng có thêm vài phần chắc chắn. chương 730, nhóc con. Diệp Oản Oản tuy không hiểu rõ chuyên ngành về đổ thạch này, nhưng hai chữ, đổ thạch, này có dính đến chữ, đánh cược, cho nên đại khái cũng đều có một chút vận may ở bên trong. Kể cả với những người trong ngành đổ thạch, mài rũ hơn mấy chục năm, kinh nghiệm lão làng như thế nào hay kỹ xảo phong phú hơn người ra sao đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không dám ra cửa khoe khoang tài năng của mình, nếu không, ngành nghề đổ thạch này chỉ sợ ngay từ trăm năm trước đã mất tích rồi, lúc đó trên thế giới này, há chẳng phải khắp nơi đều là phú hào sao. Từng hình ảnh từ kiếp trước thoáng qua trong đầu của Diệp Oản Oản, không bao lâu sau, Diệp Oản Oản chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn mây trắng ngoài cửa sổ từ từ lướt qua, cô từ bên trong chiếc túi nãy giờ mang theo người mình, lấy ra một quyển sách có liên quan đến đổ thạch, chuẩn bị ngoan ngoãn làm theo sự dặn dò của tư dạ hàn, trước tiên tìm hiểu rõ một chút về nền tảng đổ thạch nhưng cô chỉ mới đem quyển sách kia lật được ba bốn trang. Một cái tay chợt xuất hiện trên sách của cô, đột nhiên cái tay kia rực lấy cuốn sách của cô. Diệp Oản Oản hơi sừng sờ, theo bản năng ngẩng đầu lên. Lúc này mới nhìn thấy, lấy cuốn sách của cô, lại là bé trai ước chừng 11-12 tuổi kia. Thằng bé đó không có chút nào cảm giác được chuyện mình đang làm là không đúng, tự ý cầm cuốn sách kia, nghênh ngang rời khỏi chỗ của Oản Oản sau đó như muốn trở về vị trí của mình. Diệp Oản Oản chợt nhìn về phía thằng bé rồi nói, "Người bạn nhỏ, có thể đem sách trả lại cho chị được không?" "T. Dựa vào cái gì mà tôi phải trả cho chị?" Thằng bé không cho là đúng quay đầu hỏi lại, trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản thấy đứa bé trai này trợn mắt lên nhìn cô quả thực có chút không biết nên nói gì nữa. Trước đây ở trên Weibo thấy qua không ít tin tức có liên quan đến những đứa nhóc như thế này, không nghĩ tới hôm nay cô lại gặp một vật thể sống ngay trước mắt mình trước kia cô và tư giả hàn đã bàn luận về vấn đề có liên quan đến con cái rồi cho nên hiện tại thấy cảnh này thật sự không thể trách cô có cảm giác không quá vui vẻ với đứa bé như thế này được trắng trợn cầm đồ của người lạ không những không có chút áy náy nào lại coi đó là một chuyện đương nhiên nó muốn làm gì cũng được dù nhìn thấy cảnh đó nhưng đôi vợ chồng trung niên ngồi ở bên cạnh kia đối với hành động của cậu con trai mình lại coi như không nghe không thấy cũng như không có bất kỳ hành vi ngăn lại nào cả càng không có nửa điểm muốn giải thích với Diệp Oản Oản chuyện đang xảy ra hoặc ý tứ ái náy. Hai người là người giám hộ của cậu bé này sao? Chân mày của Diệp Oản Oản nhíu lên, nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên đó hỏi. Đúng thế đấy, có chuyện gì nào? Người phụ nữ vóc người có chút phát tướng, ánh mắt sắc nhọn lông mày lãnh đạm, không kiên nhẫn nhìn về phía Diệp Oản Oản. Con của cô cầm đồ của tôi, Diệp Oản Oản nói. Nghe xong, người phụ nữ kia khinh thường cong khóe môi, quét mắt nhìn cuốn sách mà con mình mới lấy được một chút, sau đó, xem thường nói, không phải chỉ là một cuốn sách thôi sao, tôi thấy cô là người lớn rồi, so đo với một đứa trẻ làm cái gì cơ chứ. Cho con tôi mượn xem một chút thì có chuyện gì đâu. Lại nói, loại sách này, cô xem có hiểu không? Một câu nói của người phụ nữ này, quả thực làm cho Diệp Oản Oản không còn gì để nói nữa. Cái này thật đúng là... Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì đào hang mà ý là nòi nào giống nấy đấy. Ba mẹ dạng nào sẽ nuôi dưỡng ra con cái mình dạng đó. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, thập nhất chợt rời khỏi chỗ ngồi của mình, trầm mặt một cái, không nói hai lời, trực tiếp từ trong tay cậu nhóc kia, đem sách đoạt lại. Chú dám cướp sách của tôi, cậu nhóc nhìn sách trong tay mình bị người khác đoạt đi, nhất thời tức giận, gần như là theo bản năng nhấc chân lên, muốn đạp về phía đùi của thập nhất. Bước chân của thập nhất hơi hơi di chuyển một cái, cậu nhóc kia ngay cả ống quần của anh ta cũng đều không có chạm đến được một chút nào, sắc mặt của thập nhất càng ngày càng âm trầm, hít mắt, nhìn cậu nhóc không biết sống chết kia lạnh lùng nói, nhà ai lại có thể dậy ra đồ mất dậy như vậy thế này. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Trường 731, trên đường đi gặp cực phẩm. Cậu nhóc bị thập nhất trầm mặt gầm một tiếng, ngay lập tức sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không có chút nào chuột dạ, lại trực tiếp ủy khuất quay mặt sang nhào vào trong ngực của mẹ mình nói, Mẹ, chú ta mắng con. Anh đang làm gì vậy? Nhìn thấy con trai nhà mình bị hủy khuất, người phụ nữ trung niên đâu còn để ý đến chuyện ai đúng ai sai nữa. Trực tiếp đứng dậy, hướng về phía vai trái của thập nhất đẩy đẩy rồi nói: Anh đường đường là một người đàn ông, lại làm chuyện khi dễ một đứa con nít thì có bản lĩnh gì chứ? Anh là người có mẹ sinh không có cha nuôi, đồ phế vật. Cái gì cơ? Đứa con nít sao? Đứa nhỏ này đều đã mười mấy tuổi rồi, còn có thể coi là một đứa con nít được sao? cô còn đẩy nữa, có tin tôi sẽ đánh cô hay không? Hàn quang trong mắt thập nhất lóe lên, anh ta bình sinh mặc dù không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng đối với loại người không biết lý lẽ như người phụ nữ ở trước mắt này, hẳn cũng không muốn xem đó là phụ nữ nữa. Chuyến bay đi đến Myanmar này có thể sử dụng máy bay tư nhân mà đến, nhưng hiện tại hoàn hoàn tiểu thư không muốn tạo tiếng đồn, lung lạc lòng người, cho nên không thể quá đặc biệt hóa chuyến đi này được, nếu không lại phải chịu cảnh miệng lưỡi thế gian cậu đánh tôi sao? Người phụ nữ kia nhất thời cao giọng lên tiếng, cậu là một người cao lớn thế mà lại muốn ra tay đối với một đứa trẻ và một người phụ nữ tay không tất sắt sao? Cậu có còn biết từ xấu hổ viết như thế nào hay không hả? Tới đây, cậu đánh tôi thử xem. Cậu là cái thứ gì vậy, khi dễ đàn bà và con nít? Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn một mực yên lặng không nói một lời bỗng nhiên đứng dậy, vung quyền làm bộ muốn đánh về phía thập nhất. Nhưng một quyền này còn chưa kịp hạ xuống, Mười mấy thành viên ám đội ngồi trên máy bay ngay lập tức đứng lên. Mười mấy người đàn ông thân hình cao lớn cùng nhau đứng dậy, đối với hiệu quả thị giác ở trong máy bay khép kín cỡ này càng dễ thấy hơn. Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt người đàn ông trung niên liền có chút ngây ngẩn, bốn phía mấy chục con mắt nhìn chằm chằm trên người của ông ta, cái cảm giác như đang ngồi trên bàn trông, nhất thời làm cho người đàn ông đang dương quả đấm ở giữa không trung, đứng nguyên ở chỗ đó, hồi lâu cũng không có thể đánh xuống được tiếng cãi vã bên này truyền tới sự chú ý của mấy tiếp viên hàng không. Thấy trên máy bay xảy ra chuyện, tiếp viên hàng không vội vàng chạy tới, dùng từ ngữ tốt đẹp, nhẹ nhàng khuyên nhủ, ngăn chặn lại sự mâu thuẫn này. Ban đầu đôi vợ chồng trung niên kia thể hiện sự kiêu căng phách lối của mình là do nghỉ oản oản chỉ đi một mình, ai ngờ bọn họ cũng không nghĩ tới bên cạnh cô lại còn có nhiều người như vậy, lập tức cũng không dám tiếp tục ồn ào nữa, thuận thế mượn lời khuyên của tiếp viên hàng không, Xem như là bậc thang bước xuống của mình, lần nữa trở về chỗ ngồi của mình. "Mẹ kiếp, chờ đến Myanmar đi, chúng ta lại đến tìm mấy người này tính sổ." Người đàn ông trung niên mặc dù đã ngồi xuống, nhưng khẩu khí kìm nén kia lại vùi ở ngực, khóe mắt của ông ta quét qua từ trên người đám người diệp oản oản, lạnh giọng nói, "Đồ có mắt không tròng, ngay cả lão tử cũng dám chọc, nhìn xem lão tử đến lúc đó không giết chết bọn mày không làm người." Thập nhất Lười cùng một nhà toàn những người cực phẩm cỡ này nói nhảm, đem sách liên quan đến đổ thạch giao cho Diệp Oản Oản, sau đó, ám chỉ những ám vệ khác ngồi xuống, mà tiết lệ cùng đoàn chuyên gia kia cũng không có ai nói câu nào, chẳng qua chỉ lạnh mắt nhìn náo nhiệt này mà thôi. Diệp Oản Oản cầm lấy sách, cũng không nói gì nhiều, xem chuyện mới xảy ra như một đoạn nhạc ngắn mà thôi, nên cũng chưa từng có ý định muốn để ở trong lòng. Tới chiều hôm ấy, lần này chuyến bay cuối cùng đã đến chỗ cần đến. Myanmar, Thành Hát. Nhóm người Diệp Oản Oản mới vừa đi xuống máy bay không bao lâu, một nhà ba người trên máy bay cũng tới chỗ này. Các người nhiều người nên thấy rất chảnh đúng không, chờ đấy đi. Đôi vợ chồng trung niên hung ác trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Diệp Oản Oản quả thực lười so đo với mấy người kiểu này, ngay cả phản ứng muốn trả thù cũng không có, rồi cùng đám người thập nhất lấy hành lý, đi về chỗ cửa ra vào sân bay còn chưa chờ mấy người Diệp Oản Oản đi ra khỏi sân bay, một người đàn ông đeo kính mặc áo đen, nhanh chân bước tới, trong tay còn dơ lên bảng hiệu có ghi tên đám người bọn cô như muốn đón bọn họ vậy. chương 732, Thành Đổ Thạch Thập nhất và tiết lệ tiến lên, cùng người mới tới chào hỏi, nhìn qua như đã quen nhau. Sau khi hai bên chào hỏi lẫn nhau, người đàn ông áo đen đó liền ý cười đầy mặt nhìn về phía Diệp Oản Oản, khách khí mở miệng nói, Diệp Tiểu Thư, cô thật sự đã đến rồi, tôi gọi là Mã Binh, là bạn của hứa dịch tiên sinh tại Myanmar. Được biết lần này Diệp Tiểu Thư đại giá đến đây, hứa dịch tiên sinh đặc biệt dặn dò để tôi tới tiếp đón mọi người. Nghe vậy, Diệp Oản Oản gật đầu, trước lúc tới Myanmar, hứa dịch cũng đã cùng cô nói qua chuyện này rồi. Người gọi là Mã Binh này, tại thành hát vô cùng có danh tiếng và tiếng nói, nghe nói hắc bạch lưỡng đạo đều có chân tay của anh ta, hơn nữa đối với đổ thạch cũng có kinh nghiệm phong phú, Thành hát ở Myanmar được xưng là thành đổ thạch, đổ thạch mang lại một nguồn lợi nhuận kết xù, đủ để mang đến phồn vinh với huyên náo cho tòa thành này, nhưng bên trong này cũng là thành phố rất hỗn loạn, an ninh trật tự nơi này vô cùng hỗn loạn, thuộc về nơi rồng rắn lẫn lộn, tự bản thân mình phải bảo vệ chính mình mà thôi. Có câu nói là, thế lực lớn đến mấy cũng không nên ép buộc đám rắn độc, nếu như chỉ dựa vào đám người thập nhất và phong huyền diệt, vẫn còn có chút không ổn, dù sao bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên hứa dịch mới nhờ đến sự giúp đỡ của Mã Binh. Mã Binh ở thành hát thập phần nổi danh, thuộc thành phần anh chị ở đây, có Mã Binh bên cạnh cũng sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Anh khỏe chứ, Mã Binh tiên sinh, làm phiền anh rồi. Diệp oản oản nhìn phía Mã Binh cười nói. Ôi, Diệp Tiểu Thư, cô là chủ mẫu tương lai của tư gia, tôi có thể vì Diệp Tiểu Thư làm việc, thật sự đó là phúc khí của tôi, hơn nữa. Tôi và hứa dịch là bạn thâm giao, năm đó nếu như không phải là do có hứa dịch trợ giúp tôi đã sớm đói chết tại myanmar rồi mã binh sảng khoái cười nói diệp oản oản cũng không khách khí nữa mọi người đi theo mã binh nhanh chân rời khỏi sân bay dọc theo con đường đi diệp oản oản hỏi thăm mã binh một chút tình huống ở thành hát và đổ thạch mã binh dĩ nhiên rất sảng khoái mà trả lời từng câu cho oản oản thành hát ở myanmar được xưng là thành đổ thạch nhưng cũng là nơi nguy hiểm lớn nhất không giống với đổ thạch phổ thông khác, đổ thạch ở thành hát, tất cả các đổ thạch đều là phỉ thúy, giá trị phỉ thúy bây giờ cực cao, trên thị trường quốc tế đều có giá trị lớn vô cùng, với mức lợi nhuận lớn như thế, từng người một đều muốn đến đây, hy vọng mình có thể giàu lên trong nháy mắt, vì thế số lượng người đến thành hát nhiều không kể xiết. Hơn nữa, đổ thạch của thành hát cũng là nơi có đổ thạch đắt tiền nhất trên thế giới, không nơi nào sánh bằng, tất cả đổ thạch nơi này đều là được quyết định dựa trên màu sắc của kích cỡ viên đá lớn hay nhỏ. Đổ thạch phổ thông quốc nội chỉ có giá dao động từ mấy ngàn tới mấy chục ngàn một cân mà thôi, nhưng ở Myanmar, thành hát này, giá cao hơn không chỉ là một chút, thậm chí cao đến mấy trăm ngàn một cân, nếu như cân một cục đá trên trăm cân, lúc đó cần tiêu tốn ngàn vạn, nhưng một khi mở ra bên trong không có thạch, vậy thì xem như là đã mất hết vốn liếng rồi. Ở thành hát, chỉ có hai trường hợp đối với người đổ thạch là phát tài trong một đêm, hoặc là phá sản chỉ trong nháy mắt mà thôi. Những người đổ thạch này, vì muốn nhanh chóng giàu lên, đã có biết bao nhiêu người táng ra bại sản, kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có thể tại một phút khi mở thạch ra mới có thể biết được, bọn họ đánh cuộc bằng tài sản cũng như tính mạng của mình để chờ đợi giờ phút huy hoàng kia. Ha, Diệp tiểu thư, đổ thạch này là kinh doanh, hoặc là một đêm trật giàu, không thì chính là mất hết vốn liếng. Mã Bình bước nhẹ bước chân tới trước người Diệp Oản Oản, nói thật ra thì, mấy tháng trước, một nhà ở thành hát chúng tôi đổ ra được một khối đá lớn 300 cân, bất luận là theo màu sắc, phẩm chất, cũng đều được coi là cực phẩm, giá cả lên đến 40 vạn một cân, ai cũng nói rất có thể khai thác ra được phỉ thúy thượng hạng. không bao lâu sau, một vị phú thương mang theo đoàn chuyên gia giám định đổ thạch đến đây, tốn hơn 100 triệu, mua khối cự thạch này, Diệp Tiểu Thư, cô đoán xem kết quả thế nào. Như thế nào á? À? Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng, vẻ mặt cảm thấy hứng thú truy hỏi. Nhưng mà trên thực tế, kết quả chuyện này, lúc ở kiếp trước khi cô tới Myanmar cũng đã nghe nói qua rồi. chương 733, cô dám đánh tôi sao? Mã Binh vỗ đùi, nói 300 cân đá tốn rất nhiều tiền, hơn 100 triệu đó, kết quả sau khi đập ra, bên trong không có thứ gì hay ho cả. Tài phú thương kia ngay trong ngày hôm đó liền từ tòa lầu hơn 30 tầng nhảy xuống, cú nhảy đó, Đối với loại tin tức này, Diệp Oản Oản cũng người phần bất đắc dĩ, một khối đổ thạch này coi như là người nắm giữ thủ đoạn cực kỳ phong phú cùng chuyên nghiệp, cũng không dám nói có thể thu lợi được một cách hoàn toàn, nhưng những người đó so với người bình thường đã có lợi thế tốt hơn rất nhiều lần rồi. Ở Thành Hát, tình huống như phú thương kia tuyệt đối không phải là số ít. Tiếp trước, Tần Nhược Hy đã bỏ ra công sức chuẩn bị biết bao nhiêu lâu, nhưng kết quả vẫn thảm bại mà trở về, nếu không phải là do tài sản của tư gia hùng hậu, đổi thành các phú thương khác, với tình trạng mất nhiều tiền như thế, họ liền mất hết tất cả can đảm mà sống tiếp sợ là chỉ có một con đường chết mà thôi. Trên đường đi Mã binh vừa nói cho Diệp Oản Oản nghe chuyện ở thành hát, vừa đưa đoàn người Diệp Oản Oản dẫn tới khách sạn tốt nhất thành hát, sau đó, nhanh chóng đem mọi người an bài xong, Mã binh liền vội vã rời đi. Diệp Oản Oản để cho Phong Huyền Diệp và đám người thập nhất nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lại hoàn toàn rồi mới tiếp tục tiếp việc mà mình muốn làm. Ở trong phòng khách sạn, Diệp Oản Oản sắp xếp hành lý xong, sau đó đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn phía dưới tòa nhà chọc trời lượng người qua lại đông như nước, đầy suy tư. Thành Hát ở đất nước Myanmar này, trừ ngành nghề đổ thạch tương đối văn minh ra thì cũng có những chỗ vô cùng hỗn loạn khác. Thành Hát ở tại phía Bắc Myanmar, thuộc về khu vực nhạy cảm, thậm chí có không ít phần tử vũ trang ở đây. Một thành phố hỗn loạn, nắm giữ cơ duyên cực lớn, có thể nói là khắp nơi đều là hoàng kim nhưng chỉ cần hơi không cẩn thận một chút cũng sẽ bị chôn xương nơi xứ lạ. Nguy hiểm và cơ hội cùng nhau tồn tại, nơi này là nơi có đông đảo người đổ thạch nên trong lòng làm gì có người tốt được. Chẳng qua là dù biết nơi này không tốt nhưng ai cũng lao vào, không biết đã chôn bao nhiêu là hài cốt của những người táng ra bại sản ở đây rồi. Âm. Uhm, một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên kéo Diệp Oản Oản trở về hiện tại. Ngay lập tức, chân mày của Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lên ánh mắt nhìn nơi phát ra âm thanh. Ngoài cánh cửa phòng cứng rắn, giờ phút này bị tiếng đập tác động vang lên những tiếng ầm ầm. Ầm. Bất quá trong nháy mắt, cửa phòng khách sạn đã bị người đập vỡ. Cửa phòng bị phá ra, hơn mười mấy người thanh niên trực tiếp ùa vào trong phòng Diệp Oản Oản. Những người thanh niên này, từng người một đều mang dáng vẻ lưu manh, trong tay cầm theo dao gậy gộc, cầm đầu chính là đôi vợ chồng trung niên trên máy bay kia. Chính là cô ta. Người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản đứng ở trước cửa sổ sắt đất, liền hô to chỉ tới. Nói xong, người phụ nữ đó đầy khí thế hung hăng tiến lên, cánh tay nâng lên, trực tiếp đánh xuống hướng Diệp Oản Oản. Ba, nhưng trong nháy mắt ngay khi tay người phụ nữ đó đánh xuống, vẻ mặt của Diệp Oản Oản đột nhiên đầy bình tĩnh, vẻ hơi hợt không quan tâm lúc trước chợt biến mất, sau đó nắm lấy cổ tay của cô ta. Một cái tát này của người phụ nữ chưa thực hiện được, lại miễn cưỡng bị Diệp Oản Oản dơ cao ở giữa không chung. Cô còn dám chống trả sao? Người phụ nữ hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản nói, cô có tin hôm nay tôi sẽ giết chết cô hay không? Nghe được lời nói này, trong mắt Diệp Oản Oản hàn quang chợt lóe lên, giơ tay lên đánh người phụ nữ đó một cái vào mặt. Ba, một tiếng vang thanh thúy nhất thời vang lên. Trên gò má của người đối diện Oản Oản, trong nháy mắt in một dấu năm ngón tay đỏ tươi hẳn lên mặt. Cô dám đánh tôi sao? Người phụ nữ bị Diệp Oản Oản đánh đứng xứng sờ tại chỗ, có chút không thể tin tưởng được. Có loại ba mẹ như hai người thế này cũng dễ hiểu là tại sao có thể dạy dỗ ra được loại con cái không có phép tắc như vậy. Diệp Oản Oản nhàn nhạt nói. Cô cái đồ thối tha này, người phụ nữ tức giận mở miệng mắng to. Ngay khi tiếng nói hạ xuống, một cái bà tai nữa lại từ tay của Diệp Oản Oản in ở trên mặt cô ta. Không ai nghĩ tới, cô gái ở trước mắt nhìn gầy yếu như vậy, lại có lá gan lớn như vậy, lại có thể tát người phụ nữ trung niên hai cái, làm cho những người đi theo cô ta nhìn đến có chút sừng sờ. chương 734, kết quả bất ngờ. Đánh chết cô ta cho tôi. Người đàn ông trung niên là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, lúc này hướng về bốn phía quát lên. Nghe tiếng nói ông chủ của mình, hơn 10 người thanh niên trong nháy mắt tiến lên, vây diệp oản oản lại diệp oản oản lạnh mắt nhìn những người vây mình ở giữa đáy mắt không có chút chấn động nào đánh chết cô ta cho tôi người phụ nữ che lấy gò má bị đánh sưng đỏ cao giọng hét cô gái này lại dám đánh cô ta sao ngay sau đó những người thanh niên kia ngay lập tức mặt như hung thần áp sát nhào qua phía diệp oản oản nhưng mà còn chưa kịp động thủ mười mấy thân ảnh bất ngờ xông vào bên trong căn phòng Thập Nhất cùng Phong Huyền Diệp và mười mấy ám vệ đồng loạt hướng vào giữa phòng, nhìn những người kia đang đem Diệp Oản Oản bao vây ở trong đó. Trong nháy mắt sắc mặt của Thập Nhất trầm xuống, gian phòng của anh ta ngay bên cạnh phòng của Diệp Oản Oản, mới vừa rồi nghe được có động tĩnh lớn, thì ngay lập tức nâng lên sự cảnh giác có gì đó không đúng lắm, lúc này mới dẫn người chạy tới, nhưng không nghĩ tới, người gây chuyện lại chính là đôi vợ chồng cực phẩm trên máy bay kia, bọn họ dẫn người tìm tới đây muốn trả thù ngay sau đó thập nhất vẫn nổ quát các người muốn tìm chết sao người đàn ông trung niên nhìn đám người thập nhất trên mặt không sợ hãi chút nào ngược lại cười lạnh nói tìm chết sao tôi thấy người muốn tìm chết chính là đám người rác rưởi các người đó nơi này là thành hát ở myanmar đó là địa bàn của lão tử các người là thứ gì chứ dù là rồng là chủ ở nơi khác đến cũng phải thu lại móng vuốt cho tôi dù hổ báo thế nào cũng phải nể mặt tôi vài phần đấy hơn 10 người thanh niên đi theo người đàn ông trung niên nhìn thấy đám người thập nhất, mặt đầy vẻ cười lạnh. Chỉ sợ là đám người ngoại quốc ngu ngốc mới tới này, còn chưa biết được người đàn ông trung niên này có thân phận gì đâu, người này nghe nói là người nằm vùng tại thành hát ở Myanmar của trợ lý hứa dịch ở tư gia nước Hoa, cho nên ở thành hát cũng có thế lực nhất định. Đám ngoại quốc này cũng là số con dẹp, trêu chọc ai không trêu, hết lần này tới lần khác lại đi trêu chọc đến người đàn ông trung niên này, đây không phải là biểu hiện muốn chết sao? cặp mắt của thập nhất hơi hơi nheo lại, nhìn vẻ kiêu căng phách lối người đàn ông trung niên kia, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn bốc khói. Đánh cho tôi! Thập nhất cũng không để ý bên kia có bao nhiêu người, trực tiếp mang theo mười mấy ám vệ sông lên. Những người ám vệ này, tất cả đều đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, cho nên hơn mười mấy người thanh niên như một đám người ô hợp kia, rơi vào trong tay nhưng ám vệ này làm gì có lực mà chống đỡ. Không quá nửa phút, hơn 10 người thanh niên liền bị đánh ngã trên đất, thống khổ rên rỉ liên tiếp kêu rên, làm gì còn có sự kiêu căng phách lối mới vừa rồi nữa. Mắt nhìn thấy người mà mình mang tới, trong chớp mắt thì bị đánh ngã hết, vẻ đắc ý trên mặt của đôi vợ chồng trung niên trong nháy mắt đông đặc băng liệt. Đều là người được huấn luyện sao? Người đàn ông trung niên xứng sở tại chỗ, mười mấy người này, thân thủ của mỗi một người đều là bất phàm, người bọn họ mang tới đều là lưu manh, đừng nói là muốn phản kháng một vài chiêu, căn bản đều bị nhấn trên mặt đất, không có bất kỳ lực chống đỡ nào. Thấy vậy, người phụ nữ cao giọng mắng các người mù mắt rồi sao? Chúng ta là người của tư gia nước hoa, các người dám đụng đến một cọng lông sợi tóc của chúng ta thử xem. Trong nháy mắt khi tiếng gào của người phụ nữ vừa dứt, nhóm người thập nhất, nhất thời sửng sốt một chút. Nước hoa, tư gia sao? Người phụ nữ thấy vậy, còn tưởng rằng danh hiệu tư gia này có thể chấn trụ được những người này, lúc này vô cùng đắc ý nhìn về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên khôi phục vẻ phách lối mới có vừa rồi, sau đó nhìn đám người thập nhất lạnh giọng cười nói, bất kể các ngươi là người phương nào, trêu chọc tôi, liền không có kết quả tốt đâu. Nhưng mà, ánh mắt đám người thập nhất nhìn đôi vợ chồng này, càng thêm quỷ dị. Đứng một bên Diệp Oản Oản cũng thật bị danh hiệu mà đối phương mới nói ra làm cho có chút sợ, rồi. chương 735, Chủ mẫu tương lai nhưng còn chưa đợi đám người thập nhất mở miệng, Mã Binh đã trở lại. Mã Binh mới vừa bước một chân vào căn phòng của Diệp Oản Oản, liền nhìn thấy người bị đánh nằm đầy đất ngoài cửa, sắc mặt tối sầm lại, khi anh ta ngẩng đầu lên, lúc thấy cặp vợ chồng đang rượu võ dương oai kia, sắc mặt càng khó coi tới cực điểm. Chu sán lão đệ, ghê góm à, sao lại gây chuyện lớn như vậy? Mã Binh nhìn về phía người đàn ông trung niên, cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy Mã Binh, vợ chồng trung niên cả kinh, vẻ kiêu căng trên mặt nhất thời biến mất hoàn toàn. Người tên Mã Binh này, ở thành hát thế lực cực lớn, hơn nữa còn là anh em với hứa dịch cấp trên của bọn họ. Chỉ có điều bọn họ đang không hiểu, tại sao Mã Binh lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ, Mã Binh cùng những người này, có quan hệ gì đó sao? Ê, anh Mã, người đàn ông trung niên không kịp suy nghĩ nhiều, trên mặt đầy vẻ tươi cười, vội vàng tiến lên, ân cần từ trong túi móc ra thuốc lá, đưa cho Mã Binh. Ha ha, Mã Binh cười lạnh, nhìn người đàn ông trung niên đưa thuốc lá tới, cũng không thể nhận nhẹ khẽ lắc đầu nói, không được không được, hiện tại mặt mũi của chu lão đệ quá lớn, tôi cũng không dám tiếp nhận thuốc lá của chu lão đệ được. Anh Mã hình như đang có hiểu lầm gì đó hay không, những người này là người quen của anh Mã sao? Nhìn Mã Binh có vẻ mặt này, trong lòng người đàn ông trung niên thầm cảm thấy không ổn, trước kia hắn ta mặc dù không có tiếp xúc gì nhiều với mã binh thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy thôi mặc dù mã binh cùng hắn ta không quá quen thuộc nhưng cũng không bao giờ cho hắn ta sắc mặt lớn như thế hai người không phải là người dưới quyền của hứa dịch sao làm sao đến vị tiểu thư này mà lại không biết vậy mã binh cười lạnh nói a à, vị này là trong lòng người đàn ông trung niên giật mình lúc này nhìn chầm chằm diệp oản oản đáy mắt hơi nghi hoặc một chút cùng khẩn trương chu lão đệ à cậu hẳn biết lão đại của hứa dịch là người nào chứ mã binh liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên biết biết hứa lão đại là người của tư gia nước hoa tôi đây sao lại không biết được người đàn ông trung niên thận trọng mở miệng nói nếu đã biết vậy cậu bây giờ đang làm cái gì mã binh lạnh giọng hỏi ngay sau đó nhìn về phía diệp oản oản nói vị tiểu thư trước mắt cậu này là chủ mẫu tương lai của tư gia đó cái gì cơ người đàn ông trung niên trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Chờ sau khi hắn ta lấy lại được tinh thần, liền nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản đang ở phía trước mặt mình lãnh đạm thờ ơ như băng, con người đột nhiên rụt lại. Mới vừa rồi Mã Binh nói cái gì? Cô gái này là chủ mẫu tương lai của tư gia. Giờ phút này này, trong đầu người đàn ông trung niên trống rỗng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống đất. Nếu quả thật như Mã Binh nói, cô gái này là chủ mẫu tương lai của tư gia, như vậy, mười mấy người được huấn luyện bên cạnh cô ấy chính là ám vệ của tư gia rồi. Khó trách thân thủ của mấy người đó rất giỏi, mấy chục người bị bọn họ đánh đến không còn sức đánh trả chút nào. Người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy một thân đầy mồ hôi lạnh, hắn ta căn bản không bao giờ nghĩ ra, chủ mẫu tương lai tư gia lại đi tới thành hát của Myanmar, mà hắn ta trước đó cũng không có nhận được điện thoại của hứa dịch. Hơn nữa, thân là chủ mẫu tương lai của tư gia, coi như thật sự có tới Myanmar, chắc cũng phải đi máy bay tư nhân mới đúng chứ. Làm sao lại có thể cùng bọn họ ngồi trên cùng một máy bay được? Cái gì mà chủ mẫu tương lai tư gia chứ, Mã Binh, chỉ dựa vào lời anh ta nói thì đó chính là sự thật sao? Chúng tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng lời anh nói chứ? Giọng nói the thế của người phụ nữ vang lên. Cô không tin sao, mã binh trợn mắt, lúc này một cái tát in vào trên mặt của người phụ nữ, một cái tát này, trực tiếp đem người phụ nữ lăn trên mặt đất. chương 736, xây dựng thế lực. Nhìn thấy chồng mình có chút đờ đẫn ngồi liệt trên đất, người phụ nữ trung niên đẩy tới một cái, anh có phải là đàn ông hay không, vợ mình lại để cho người khác đánh, anh còn ngồi đờ ra đó làm gì nữa vậy? Cô đồ tiện nhân này, người đàn ông trung niên phục hồi lại tinh thần, lúc này tức giận quát một tiếng, một quyền đem người phụ nữ trung niên đánh ngã trên đất ha ha, Mã Binh nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên nói, tôi nói chu lão đệ à, cậu hiện tại không bình thường lắm đâu, con đường làm ăn này rõ ràng đã bị chặt đứt rồi, hiện tại ngay cả chủ mẫu tương lai của tư gia là Diệp Tiểu Thư cũng dám đắc tội, nếu tôi là cậu, tôi sẽ muốn cậu làm tiểu đệ sai bảo, cậu cảm thấy có được không? Nghe vậy, người đàn ông trung niên mồ hôi lạnh càng nhiều hơn, đánh chết hắn ta cũng không nghĩ ra, cô gái này lại là chủ mẫu tư gia nếu như biết thì dù cho hắn ta một trăm cái lá gan hắn ta cũng không dám đắc tội với cô gái này đâu Diệp tiểu thư Diệp tiểu thư là tôi không biết có mắt như mù Diệp tiểu thư cô đại nhân đại lược nếu tôi biết thân phận của cô cho dù cô có cho tôi mười ngàn cái lá gan tôi cũng không dám a à Diệp tiểu thư dưới sự kinh hoàng người đàn ông trung niên trực tiếp dầm quỳ xuống ở trước mặt Diệp oản oản run run mở miệng cút trong đó một ám vệ một cước đem người đàn ông trung niên đá qua một bên. Dùng danh hiệu của tư gia, ở chỗ này làm mưa làm gió, gan lớn đến mức cánh cửa của Diệp Tiểu Thư mà ngươi cũng dám phá. Một người ám vệ khác nhìn người đàn ông trung niên, cười lạnh không dứt nói. Như vậy đi, người này để tôi đến giúp đỡ xử lý đi, còn có cả đám hỗn đản này nữa. Mã Binh nhìn lướt qua hơn 10 thanh niên đang nằm la liệt đưới đất kia. Phiền toái Mã Tiên sinh rồi, Diệp Oản Oản khẽ gật đầu, nhưng trong lòng có chút giở khóc giở cười. Không nghĩ tới chính mình vừa đến thành hát, sẽ gặp phải loại chuyện như thế này, hơn nữa đối phương lại còn là thuộc hạ của hứa dịch. Diệp tiểu thư, cô quá khách khí rồi, điều này cũng tại tôi không có phát hiện ra chuyện này sớm hơn. Mã binh thở dài, sau đó hướng về phía ngoài cửa phất phất tay. Sau đó, mười mấy người đàn ông mặc áo đen xông vào, đem hai vợ chồng trung niên cùng những người thanh niên kia toàn bộ đều mang ra ngoài. Thời điểm hai vợ chồng bị kéo ra khỏi phòng, hai người đó vẫn còn đang không ngừng cầu khẩn xin tha. Nhưng thanh âm kia sớm đã bị bọn họ kéo ra ngoài cách xa mà dần dần nhỏ xuống. Xử lý tốt con cọp giấy dựa hơi người khác làm mưa làm gió này, Mã binh lúc này mới đến phòng quản lý khách sạn đổi cho Diệp Oản Oản một căn phòng mới, hơn nữa còn cảnh cáo quản lý khách sạn lo liệu mọi việc về an ninh cho chặt chẽ hơn, tránh xảy ra tình trạng như lúc nãy. Dù sao Người đàn ông trung niên này có thể tra được số phòng của Diệp Oản Oản, nhất định cũng phải nghe được chút tin tức từ trong khách sạn, nếu như quản lý này lại không biết nặng nhẹ như vậy, vậy thì không thể giữ lại được nữa. Chờ đến khi hết thảy mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa lúc này mới rời đi. Bên trong phòng, Diệp Oản Oản xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lấy toàn cảnh thành hát. Trải qua chuyện hôm nay, Diệp Oản Oản càng phát giác tầm quan trọng của thân thế cùng thực lực của bản thân mình cô không có khả năng chỉ mãi mãi dựa vào uy danh của tư gia được. Chỉ có tự bản thân mình có thế lực vững chắc mới là tiền đặt cược lớn nhất của cô mà thôi. Nếu như, cô có thể nắm giữ cho riêng mình một chút thế lực. Bỗng nhiên, trong mắt Diệp oản oản lóe lên, tựa như là nhớ ra cái gì đó. Nhớ mang máng thì trong kiếp trước khi cô đi theo tới thành hát ở Myanmar, mặc dù là không thường xuyên tự mình đi ra ngoài đi đi lại lại, nhưng cô cũng từ trong miệng những ám về kia cũng có nghe được một chút tin tức liên quan tới thành hát nghe nói kiếp trước tại bên ngoài thành hát có một nhóm thổ phỉ cùng với thế lực ở địa phương chiến đấu ác liệt cuối cùng toàn bộ đều bị giết sạch nếu như muốn thành lập một nhánh thuộc với thế lực của mình tựa hồ đây là một khởi điểm rất tốt nếu như cô có thể cứu được nhóm người thổ phỉ kia biến thành của mình thì cặp mắt của diệp oản oản hơi hơi lóe lên lúc này cô mở danh bạ ra gọi đến một dãy số Chương 737, thuê nhóm 5 người. Người ngoại quốc rời gạch, alo, ai ở đầu dây vậy, gọi tới là muốn mời rời gạch sao? Diệp Oản Oản, rời gạch. Tôi là Diệp Hữu Danh. Diệp Oản Oản nhéo mi tâm, cái nghề này nghe qua thấy có chút kỳ lạ. Ồ, ông chủ Diệp, cô đổi nghề rồi sao? Muốn mời tôi rời gạch sao? Âm thanh của người ngoại quốc rời gạch có chút cấp bách. Không, không phải vậy, tôi muốn hỏi thăm một chút. Anh xác định đây là điện thoại di động của anh à? Diệp hoàn hoàn thở dài, rõ ràng người cô đang muốn gặp là một đạo sĩ trẻ mà. Ồ, đây không phải là điện thoại của tôi. Âm thanh người ngoại quốc rời gạch truyền ra, thần côn, điện thoại của cậu. Rơi à, cậu cầm điện thoại di động của lão tử làm gì vậy? Tôi nói nha nếu điện thoại di động của tôi không tìm được, phản nhất có khách hàng gọi đến muốn tôi đi coi bói cho họ. Chế nãi chuyện làm ăn của tôi thì dù cậu có rời gạch một tháng cũng không thể bồi thường nổi đâu. Alo, tôi là Thần Hư đạo sĩ, xem phong thủy hay là coi bói, cô muốn đến chỗ tôi để coi hay là tôi đến chỗ cô, nếu tôi đến chỗ cô thì tôi sẽ thu thêm phí đến nhà." Thần Hư đạo sĩ nghe điện thoại, rất nhanh chóng nói ra một loạt lời như đã ghi âm từ trước. Diệp Oản Oản không biết nên nói gì nữa, nhưng vẫn cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nói, "Vừa không coi bói, cũng không xem phong thủy." "Thần Hư đạo sĩ, cô có bệnh sao, vậy cô muốn tìm tôi để làm gì?" Diệp Oản Oản trong lòng than nhẹ một tiếng, tùy tiện nói tôi là Diệp Hữu Danh. "Ơ, ờ, hóa ra là cô em Hữu Danh." Thần Hư đạo sĩ lập tức đổi giọng nói, "Ông chủ Diệp, có cái gì cần tôi chiếu cố sao?" Thần Hư đạo sĩ lần trước ở đoàn kịch, được sự chiếu cố của Diệp Hữu Danh, diễn vai người chết sau đó cầm được 100 đồng xem như tiền công, việc đó vô cùng đơn giản mà tiền lại đến rất nhanh. Hôm nay Diệp Oản Oản bỗng nhiên tìm tới anh ta đương nhiên thần hư đạo sĩ cho là lại có vụ mua bán nào mà cần đến sự giúp đỡ của anh ta nữa các anh có đủ người không diệp oản oản cười hỏi tất cả đều đang có mặt ở đây ông chủ diệp yên tâm đi có ông chủ diệp chiếu cố chúng tôi không có mặt cũng phải cố gắng tập hợp cho đầy đủ lần này ngay cả đội trưởng của chúng tôi cũng có thời gian rãnh cô nói đi muốn diễn cái gì lần này có thể có đủ tiền cho chúng tôi ăn cơm không ừ diệp oản oản trầm tư trong chốc lát cố gắng sắp xếp lại từ ngữ của mình, rồi nói, xác thực là có một vụ, tốt nhất là các anh nên có đủ người, ngoài ra tôi còn muốn các anh xuất ngoại nữa. Xuất ngoại sao? Thần hư đạo sĩ nhất thời xứng sờ, giọng nói chợt phát ra vang vọng cả phòng, ông chủ diệp có công việc cho chúng ta, nhưng công việc đó cần chúng ta xuất ngoại, mọi người có muốn tiếp nhận hay không? Từ trong điện thoại di động, truyền tới âm thanh ồn ào, sau đó, thần hư đạo sĩ lại nói, ông chủ diệp, phải đi đến quốc gia nào, đoàn kịch của cô đi ra ngoài quay ngoại cảnh à. Cứ coi là vậy đi, thành hát ở Myanmar, các anh xem có rảnh để đi tới đó một chuyến hay không? Diệp Oản Oản nói, đi Myanmar, đội trưởng, chúng ta có đi hay không? Một lát sau, thần hư đạo sĩ mở miệng nói, ông chủ Diệp, là như vậy, chúng tôi mặc dù nguyện ý tiếp nhận công việc này từ cô, nhưng chúng tôi không có tiền đi máy bay, một người, vé máy bay qua lại đến 3.000 đồng, chúng ta 5 người chính là 15.000 nha tôi thanh toán, Diệp Oản Oản nói. Tiền vé máy bay, không phải là vấn đề về thanh toán nữa rồi, nếu không thì vậy đi, cô trước tiên gửi cho chúng tôi 15 ngàn đi, Diệp Tiểu Thư, cô yên tâm, chúng tôi dù gì cũng là người quen, sẽ không lừa gạt cô đâu. Thần hư đạo sĩ vỗ ngực bảo đảm nói. Diệp Oản Oản cũng vô cùng dứt khoát, ghi lại số tài khoản của thần hư đạo sĩ, sau đó đem tiền vé máy bay chuyển đến tài khoản đó. Chờ một chút, ông chủ Diệp, lần xuất ngoại này, chúng tôi cần thêm tiền A, trừ thanh toán tiền vé máy bay, chúng tôi còn muốn thanh toán thêm tiền ăn ở, mỗi một người ít nhất một ngàn đồng, nếu không chúng tôi sẽ không đi. Âm thanh của thần hư đạo sĩ truyền ra, bộ mặt làm như mình đang nắm giữ được phần thắng nên không có chút nào e rẻ với Diệp Oản Oản cả. Khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi hơi co rút. Lúc này lại có thể yêu cầu tăng giá tiền nữa sao, tiền vé máy bay cô đã chuyển rồi, bây giờ mà cô không đáp ứng cũng không được đi chương 738, cuộc gọi video từ tiểu ma đầu. Có thể, yêu cầu của các anh tôi sẽ đáp ứng, hơn nữa mỗi người ngoài một ngàn thù lao trên căn bản, tôi sẽ cho các anh thêm một ngàn nữa. Diệp Oản Oản nói, mỗi một người thêm một ngàn là thật sao? Thần hư đạo sĩ muốn xác định cho chắc chắn nên hỏi lại. Đúng vậy, mỗi người thêm một ngàn, anh nghe không sai đâu. Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ nói lại, cảm giác chính mình cũng không phải là người thích hợp để cùng với mấy người này nói chuyện làm ăn, nói chuyện cùng bọn họ, thực sự rất mệt mỏi. Ha ha, ông chủ Diệp quả nhiên là rộng rãi, ông chủ Diệp yên tâm đi, cô có yêu cầu gì chỉ cần cô giao phó một câu, chúng tôi đều sẽ làm đến nơi đến chốn cho cô. Khóe miệng của Diệp oản oản hơi hơi co rút, nói cặn kẽ những điều mình cần nói cho thần hư đạo sĩ sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Không thể không nói tới, hiệu suất làm việc của nhóm năm người này là cực cao trời mới sáng ngày thứ hai khi oản oản có mặt tại đây bọn họ đã đi tới thành hát cũng không để cho diệp oản oản đến sân bay đón mình mà tự mình cũng đã tìm được đến khách sạn mà cô ở rồi ha ha hữu danh chúng ta lại gặp nhau rồi nhiếp vô danh một thân mặc quần áo bình thường mặc dù là hàng giá rẻ nhưng mặc ở trên người của nhiếp vô danh lại rất khéo lộ ra vẻ hết sức thoải mái nhất chi hoa vẫn là ăn mặc trang điểm xinh đẹp hùng hục đi theo sau lưng nhiếp vô danh vừa tới căn phòng của diệp oản oản băng sơn mỹ nam lấy quan tài sau lưng ra sau đó cả người liền nằm ở trên mặt đất chồng anh mau dậy đi ở trước mặt ông chủ diệp cũng không cần diễn vai người chết đâu nhất chi hoa nhìn thấy băng sơn mỹ nam nằm dưới đất mở miệng nói nhưng mà băng sơn mỹ nam lại không có chút ý tứ nào muốn đứng dậy đứng lên cho tôi anh không có xương sao nhiếp vô danh quát lên bị nhiếp vô danh lên tiếng trách mắng băng sơn mỹ nam vô cùng không tình nguyện từ trên mặt sàn nhà đứng lên ha ha ông chủ diệp dạy dỗ không nghiêm chê cười rồi nhiếp vô danh mặt đầy lúng túng nói ô không có việc gì tôi thấy không sao diệp oản oản cũng thấy có chút lạ nhìn băng sơn mỹ nam này diệp oản oản không khỏi có chút hiếu kỳ người này rốt cuộc là làm sao thuyết phục được nhân viên khách sạn để cho anh ta đem quan tài mang vào đây vậy ông chủ diệp lần này có cái gì cần làm vậy nhiếp vô danh đặt mông ngồi xuống trên ghế salon hai chân đong đưa bộ dáng như người làm ăn đang thương lượng công việc ha tổ tông ngài gọi video tới rồi ha tổ tông ngài gọi video tới rồi còn chưa đợi diệp oản oản mở miệng điện thoại di động của nhiếp vô danh đột nhiên vang lên hơn nữa tiếng chuông điện thoại gọi đến rất là kỳ lạ nghe tiếng chuông này xong sắc mặt của nhiếp vô danh nhất thời biến đổi thần hư đạo sĩ và đám người nhất chi hoa, cũng chố mắt nhìn nhau, lại là tiểu tổ tông đó gọi đến sao. Ưm, ừ, tôi cần nhận điện thoại, nhiếp vô danh ấy náy hướng Diệp Oản Oản cười cười, rồi nhấn nút kết nối video. Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn qua, thấy trên màn hình điện thoại di động của nhiếp vô danh, một bé trai mặc một bộ đồ âu phục màu đen theo phong cách anh được chế tác riêng, ngồi ở bên trong một ngôi nhà sang trọng thật là một đứa bé xinh đẹp, Diệp Oản Oản đã cố gắng khống độ mê trai của mình nhưng trong nháy mắt cũng bị đứa bé trai trong video hấp dẫn ánh mắt. Gương mặt bé trai này thật giống như được đúc từ ngọc vậy, không có một chỗ nào không phải là đẹp đẽ tinh xảo, nhưng gương mặt lại không chút cảm xúc, khuôn mặt nhỏ nhắn với cách biểu hiện đó nhìn qua so với tuổi tác của đứa bé rất không thích hợp. Diệp Oản Oản đứng ở sau lưng nhiếp vô danh, tò mò len lén đánh giá bé trai, kết quả, một giây kế tiếp, Đúng lúc cùng cậu bé bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt khi bốn mắt nhìn nhau, Diệp Oản Oản đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Đứa nhỏ này, tại sao lại nhìn quen mắt như vậy? Diệp Oản Oản vừa nghĩ vừa quan sát tỉ mỉ bé trai trong video, nhìn một chút, nhất thời sửng sốt hơn nhiều. Thần thái này, tướng mạo này, khí chất này, cái khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị không cảm xúc không dính khói bụi Trần Gian này. Thật giống như phiên bản thu nhỏ của Tư Dạ Hàn a. Quả thật là quá thần kỳ. Chương 739, cô là mẹ con sao? Cô là mẹ con sao? Đôi mắt của bé trai vốn không dao động chút nào nhưng từ khi nhìn thấy Diệp Oản Oản lại nổi lên một tia rung động. Ha, cái gì? Mẹ con sao? Diệp Oản Oản bị câu hỏi của đứa bé làm cho bối rối. Cô còn chưa có lập gia đình đó, lấy ở đâu đứa con trai lớn như vậy được? Nhưng nếu như cô có đứa con xinh đẹp như vậy, cô thật đúng là không ngại mà nhận a. À tiểu tổ tông của cậu ơi, con cũng chưa nói lung tung nữa, đây là khách hàng của cậu, không phải là mẹ con. Nhiếp vô danh nghe xong vội la lên. Ồ, vậy sao? Nghe nhiếp vô danh nói như vậy, đôi mắt của bé trai lại lần nữa trở về bình thường. Cho nên nói, mẹ con còn chưa có tìm được, đúng không? Đứa bé nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ không nói ra lời được. Ê, con có thể hiểu như vậy, nhưng chúng ta đã có manh mối, Nhiếp Vô Danh nhìn thấy nụ cười của tiểu tổ tông nhà mình, không khỏi có chút trột dạ. Những lời này, cộng thêm lời hôm nay cậu nói, đã là lần thứ 10 rồi. Mặt đứa bé không chút thay đổi nói: "Ặc khụ khụ, đừng có gấp, cậu nhất định sẽ tìm mẹ cho con mà." Nhiếp Vô Danh thở dài nói: "Cho nên, cậu tính tùy tiện tìm một người phụ nữ giả làm mẹ con?" Đứa bé nói. Còn chưa đợi Nhiếp Vô Danh tiếp tục mở miệng nói, đứa bé đã lạnh đạm thờ ơ cắt đứt rồi nói tiếp qua mấy ngày nữa con sẽ đích thân đi đến nước hoa trước thời gian đó tốt nhất cậu nên tìm được ba mẹ con nếu như con thực sự qua bên đó thì con sợ tinh thần của cậu sẽ suy sụp đấy nói xong đứa bé cũng không cho nhiếp vô danh cơ hội mở miệng nhìn diệp oản oản thêm mấy lần rồi sau đó bình tĩnh cúp điện thoại diệp oản oản vốn còn muốn nhìn thêm mấy lần nữa nhưng phát hiện ra video đã bị cắt đứt đứa bé này mặc dù không bao nhiêu tuổi nhưng khí thế mà nó mang lại quả thật rất lớn a à. Con của anh à, Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản hỏi xong, nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, cô thật sự là có chút kinh ngạc, không nhìn ra được, vị đội trưởng không đáng tin cậy này lại có một đứa con trai xinh đẹp như vậy. Hát, dáng dấp kia, thật là xinh đẹp, thật đáng yêu. Nhiếp vô danh nghe vậy không còn gì để nói, nếu anh ta có đứa con trai đáng sợ như vậy, thì anh ta không còn muốn sống nữa đâu. Là con trai của em gái tôi, nhiếp vô danh trả lời. Vậy, cậu bé không biết mình mẹ sao? Vẻ mặt Diệp oản oản vô cùng cổ quái, mới vừa rồi cậu bé đó rõ ràng nhìn cô chằm chằm rồi kêu lên một tiếng mẹ, chẳng lẽ ngay cả mẹ ruột của mình cũng chưa từng nhìn thấy sao? Hát, nhiếp vô danh ra vẻ cảm thán vỗ đầu một cái rồi nói, một lời khó nói hết à? Như là trước đây cũng không có người nào để kể ra chuyện này, bây giờ nhiếp vô danh kéo Diệp oản oản lại, đem toàn bộ những điều mà mình cất giấu bao lâu kể cho oản oản nghe, em gái và tôi từ nhỏ đã rời khỏi nhà. Thật ra ban đầu, trong nhà tôi đã định sẵn cho nó một vị hôn phu rồi. Nhưng ai biết được nha đầu chết tiệt kia chính là không trở về nhà. Còn ở bên ngoài tìm một người đàn ông, sau khi sinh con ra liền mất tích tiểu tổ tông của tôi, đừng nói là không biết mẹ mình như thế nào, ngay cả ba nó cũng không biết dáng dấp ra sao nữa. Has, Diệp Oản Oản, hai người cha mẹ này thật đúng là đủ hiếm có, lại có thể để cho con ruột của mình bơ vơ, không nơi nương tựa như thế, thật sự là điều không phải ai cũng làm được đâu. cô em hữu danh, cô không biết đứa nhỏ này có bao nhiêu khó chịu không? nó quá lợi hại quá dọa người mà, vẻ mặt nhiếp vô danh như đưa đám. qua mấy ngày nữa, tiểu ma đầu kia muốn đến nước hoa, anh ta lại không tìm được nhiếp vô ưu, vậy thật sự phiền toái đã tới rồi. bỗng nhiên nhiếp vô danh giống như nghĩ tới điều gì đó, một đôi mắt chăm chú nhìn diệp oản oản, chiếu lấp lánh. cô em hữu danh à, không bằng cô giúp tôi một việc được không? Nhìn thấy nhiếp vô danh bộ dáng cấp bách, Diệp Oản Oản không chút do so dự mở miệng nói, không có tiền, không làm. chương 740, đột nhiên có thêm con trai. Nhiếp vô danh, không phải, tôi muốn nói là, cô diễn làm em gái tôi đi. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Oản Oản đầy sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu được nhiếp vô danh này đang muốn tính toán làm điều gì, Bèn cười nói, anh sẽ không phải là muốn để cho tôi đóng giả làm mẹ của cháu anh đấy chứ. Đúng 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 vậy nha." Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục, tôi chính là có ý này đó. Khóe miệng Diệp Oản Oản co rút, thời đại này là thế nào vậy, ngay cả mẹ đẻ cũng có thể giả mạo được sao? Nhiếp Vô Danh làm cậu làm đến cái mức này, cũng thật là uất ức anh ta rồi. Nhưng không biết bởi vì cứ gì, trong đầu Diệp Oản Oản luôn hiện lên hình ảnh đứa bé một thân âu phục màu đen được chế tác riêng mặt đầy nghiêm túc đó. Mặt của đứa bé không cảm xúc, thần thái bộ dáng kiêu ngạo, thật giống một con mèo con kiêu ngạo. Nếu như thật sự phải đóng giả làm mẹ của cậu bé, dường như cô cũng không quá bài xích. Hơn nữa, thành hát ở Myanmar này, Diệp Oản Oản cũng còn cần đến sự hỗ trợ của mấy người nhiếp vô danh, giờ phút này chẳng bằng ra sức cho anh ta một món nợ ân tình. Nhưng mới vừa rồi trong video anh không phải đã nói, tôi là khách hàng của anh sao, Tôi nhìn thấy được cháu của anh không hề giống như người có thể dễ dàng bị lừa gạt đâu." Diệp Oản Oản trầm tư một lát sau đó đem ý nghĩ của mình nói ra. "Không sao, dù thông minh lanh lợi thế nào thì đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, đến lúc đó tôi sẽ nói, tôi muốn cho nó một niềm vui bất ngờ, cho nên mới không có thừa nhận cô là mẹ của nó." Thấy Diệp Oản Oản đã đáp ứng yêu cầu của mình, mặt của Nhiếp Vô Danh đầy vẻ kích động, so với lúc anh ta được ăn 10 chén sủi cảo còn cao hứng hơn nhiều. Được rồi, anh là cậu của thằng bé, chuyện đó tùy anh định đoạt. Diệp Oản Oản tỏ vẻ sao cũng được nhún nhún vai nói. Đúng rồi, đúng rồi, kha kha kha, cô xem thử, cô có thể giúp nó tìm một người đóng thành ba của nó hay không? Nhiếp vô danh cười nói. Cái gì cơ, Diệp Oản Oản còn cho là mình đang nghe lầm. Làm người tốt thì làm tới cùng đi, cô lại tìm cho nó một người ba nữa đi, có thể để cho bạn trai cô hoặc là chồng cô đóng giả một chút thôi, thế nào, được không? nhiếp vô danh nói diệp oản oản nghe được trong nháy mắt nhớ tới tư giả hàn lúc này cả người dùng mình một cái không nói đến chuyện tư giả hàn có muốn đáp ứng hay không thì chính bản thân cô dường như cũng không có cách nào giải thích được chuyện này huống chi cho dù tư giả hàn đáp ứng hai băng sơn đụng vào nhau chỉ sợ sẽ đem cả thế giới đều cho đóng băng mất thôi cô vẫn luôn cảm thấy đây không phải là chủ ý gì tốt cả tôi để tôi suy nghĩ thêm một chút đi tạm thời vẫn không thể cho anh câu trả lời được yêu cầu này chúng ta sau khi về nước sẽ tính tiếp diệp oản oản thở dài nói tại sao phải sau khi về nước mới có thể cho câu trả lời nhiếp vô danh có chút bất mãn hỏi chẳng lẽ chuyện đột nhiên có một đứa con trai tôi không cần cùng người yêu tôi trao đổi kỹ càng một chút sao diệp oản oản cảm giác có chút nhức đầu theo bản năng nhéo mi tâm được rồi được rồi điều này cũng đúng vậy làm phiền hữu danh cô em rồi Nhiếp Vô Danh gật đầu, chỉ cần cô ấy đáp ứng, tất cả mọi chuyện đều dễ giải quyết rồi. Thần hư đạo sĩ cùng mấy người nhất chi hoa, vẻ mặt kinh sợ, dồn dập lắc đầu. Cái này nếu như nếu như bị tiểu ma đầu kia phát hiện Nhiếp Vô Danh tìm người đóng giả ba mẹ cậu bé, hậu quả khó mà lường được á. Lá gan của đội trưởng bọn họ có phần cũng lớn quá rồi đó. Bọn họ không biết, bọn họ cái gì cũng không biết, chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ gì cả đâu xảy ra chuyện gì cũng là do đội trưởng của bọn họ gánh. Trước tiên nói chuyện tôi muốn các anh làm đi đã, Diệp Oản Oản nghiêm mặt nói. Nghe lời nói này, tinh thần mấy người đó nhất thời tỉnh táo, rồi giết ngồi ngay ngắn lại, hết sức chăm chú. Ông chủ Diệp, chúng tôi đã nói, ngoài chi trả tiền vé máy bay, bao ăn bao ở, mỗi một người thù lao lại có thêm 2 ngàn đúng không? Thần hư đạo sĩ liền vội vàng mở miệng, loại chuyện này anh ta vẫn luôn nhớ không thể nào sai được. Diệp Oản oản đáp, không sai. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 741, trả giá. Đúng vậy chúng ta vẫn nên tập trung vào chuyện chính sự đi đã, ông chủ Diệp, lần này chúng tôi cần phải diễn vai gì, vẫn là vai quần chúng à, có thể cho nhân vật tốt một chút hay không? Tôi cho là, tôi có thể trở thành nhân vật có võ thuật, dĩ nhiên, nếu như là vai diễn như vậy, vậy càng được, tôi rất thích hợp với vai diễn nữ hiệp, nữ ma đầu nữ đạo tặc, nữ tướng quân các loại nhất chi hoa mặc bộ đồ màu hồng xinh đẹp hơn con gái vội vàng tiến lên trước đưa ra ý kiến của mình tôi cũng có thể người ngoại quốc rời gạch giơ tay lên nói diệp hoàn hoàn nhìn nhóm người kỳ lạ này hoàn toàn là cạn lời không thể nào nói được lời nào nữa không thể không nói bộ dáng của tiểu đạo sĩ cùng nhất chi hoa quả thực không tầm thường nếu như trải qua mài rũa tuyệt đối có thể trở thành diễn viên trẻ có thực lực cao trong giới mất dù sao căn cơ của mấy người này cũng khá tốt. Diệp Oản Oản nhìn qua một vòng, người trong nhóm này có tư chất tốt nhất chắc là băng sơn Mỹ Nam thích giả chết, ngoài ra còn có nhiếp vô danh, chỉ là băng sơn Mỹ Nam này, nếu để cho anh ta diễn vai là một cỗ thi thể thì 89 phần có thể cầm được giải ảnh đế, nếu diễn vai khác thì chỉ cần nghĩ thôi cũng không thể nào nghĩ đến được rồi, cái kia hay là thôi đi. Cô chưa từng thấy người nào lười như anh ta dù cô đã trải qua cả hai kiếp rồi mà nhiếp vô danh lại thuộc về người có hình tượng cực kỳ sáng chói như ánh mặt trời, giá trị nhan sắc cũng rất cao, nếu như anh ta mở miệng nói chuyện, khí chất hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết tất cả những người đang có mặt trước mặt anh ta. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm mấy người nhiếp vô danh, ánh mắt cô chợt thay đổi, tại sao lúc trước cô lại không có phát hiện ra điều này được cơ chứ? Mấy người này thật sự là báu vật tiềm ẩn nha. Diệp Oản Oản rất có lòng tin, nếu như mình mở lời mời bọn họ gia nhập giới giải trí nhất định bọn họ sẽ đồng ý đi theo cô đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ một phía của cô mà thôi ông chủ diệp theo tôi nhớ thì thành hát ở myanmar này là nơi nổi tiếng với chuyện đổ thạch các cô muốn quay phim liên quan tới đổ thạch sao thần hư đạo sĩ hiếu kỳ hỏi diệp oản oản phục hồi lại tinh thần ánh mắt lóe lên ngay sau đó cười nói thật ra thì lần này gọi các anh đến đây cũng không phải là quay phim truyền hình gì cả chủ yếu là muốn để cho mấy người các anh làm vệ sĩ cho tôi. Vệ sĩ sao? Nghe Diệp Oản Oản nói xong, thần hư đạo sĩ cùng nhất chi hoa chố mắt nhìn nhau. Ông chủ Diệp, đây chính là việc mà cô cần chúng tôi làm sao, chúng tôi còn tưởng rằng cô muốn chúng tôi đi đóng phim cơ đấy. Mặt của nhất chi hoa đầy vẻ không tình nguyện nói tiếp, làm vệ sĩ riêng cần thêm tiền á, chỉ hai ngàn đâu có đủ. Đúng đúng, cái này cần thêm tiền, ngoại quốc rời gạch liên tục gật đầu phụ họa, thêm tiền gì nhiếp vô danh nhíu mày lại ánh mắt sắc bén quét qua mấy người kia ngay khi nhiếp vô danh mở miệng thần hư đạo sĩ cùng ngoại quốc rời gạch rất là thức thời ngậm miệng lại em gái hữu danh là như vậy chúng tôi có nguyên tắc của mình không dùng vũ lực làm bất kỳ chuyện phạm pháp nào cả coi như là chết đói chúng tôi cũng nhất định không làm nhiếp vô danh nói xong nhìn về phía thần hư đạo sĩ cùng nhất chi hoa tôi nói đúng không thần hư đạo sĩ đúng nhất chi hoa, đúng. Hai người kia hoàn toàn hiện lên vẻ ỉu xìu, thật vất vả mới tìm được một việc làm có thể thu được khoản tiền lớn như vậy, thanh toán từ vé máy bay, đến việc ăn uống cũng được bao toàn bộ, hơn nữa, mỗi một người còn có thêm 2.000 tiền thù lao, không phải chỉ làm vệ sĩ thôi sao. Cái này cũng không được. Bọn họ thiếu việc làm đến muốn phát điên rồi. Anh chắc chắn chứ, Diệp Oản Oản tựa như cười mà không cười nhìn chằm chằm nhiếc vô danh. Tôi đương nhiên xác định, vẻ mặt nhiếp vô danh nghiêm túc gật đầu được diệp oản oản khẽ vuốt cằm lúc này mới mở miệng nói vậy anh nên tìm người khác đi giả mạo ba mẹ cho cháu của anh đi còn có lúc mới vừa rồi trong cuộc gọi video tôi đã ghi nhớ số điện thoại của cháu anh rồi vạn nhất một ngày nào đó lúc tôi uống say nói cho cháu anh biết anh tìm người giả mạo ba mẹ nó vậy thì anh sẽ không trách tôi chứ nghe diệp oản oản nói như vậy cả người nhiếp vô danh đều ngơ ngẩn ở tại chỗ anh ta đang tưởng tượng đến cảnh nếu như tiểu ma đầu nhà mình biết được chuyện anh đi tìm người giả mạo ba mẹ nó thì. chương 742, có phải anh có con riêng hay không? Em gái hữu danh, cô xem lời tôi nói này thật sự không ra gì mà. Lúc này, thái độ của nhiếp vô danh đã thay đổi 180 độ, cười dạng dỡ nói, tôi mới vừa rồi có nói đến quy tắc, đó là đối với người khác, còn với em gái hữu danh thì khẳng định không phải là loại quy tắc này đâu. Hơn nữa, làm vệ sĩ thì thế nào, chúng tôi không làm chuyện phạm pháp làm loạn kỳ cương cho nên cũng không nhất định sẽ phải dùng đến vũ lực. Thần hư đạo sĩ, Nhất Chi Hoa, ngoại quốc rời gạch, băng sơn mỹ nam. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh, cười nhạt nói, nếu coi như là không có chuyện gì thì tôi cảm giác rất miễn cưỡng, lại nói, không dùng tới vũ lực là nguyên tắc của các anh từ trước tới nay rồi, vì tôi mà phá bỏ thì. Không miễn cưỡng, hoàn toàn không có chút miễn cưỡng nào cả. Nhiếp vô danh lắc đầu liên tục nói, chúng tôi đều hết sức vui vẻ làm vệ sĩ cho em gái hữu danh, dù sao chúng tôi cũng được bao cả ăn lẫn uống, còn cả vé máy bay nữa, chuyện tốt như thế này chúng tôi làm sao có thể tìm được ở chỗ khác chứ. Thực sự là không sao chứ, đáy mắt của Diệp Oản Oản đầy ý cười. Đúng như vậy, vẻ mặt của nhiếp vô danh hoàn toàn chắc chắc, quét mắt qua mấy người nhất chi hoa, tôi nói đúng đúng không? Nhất chi hoa, đội trưởng nói đúng thần hư đạo sĩ, đó cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Ngoại quốc rời gạch, thêm tiền đi. Băng sơn Mỹ Nam. Nhưng mà, chúng tôi muốn thêm ít tiền công nữa, em gái hiếu danh, cô nhìn thử đi, thành hát quá loạn, cho nên cho mỗi một người chúng tôi thêm 500 đi, thế nào? Nhiếp vô danh đến gần Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Thật ra Diệp Oản Oản dự định cho mỗi người thêm một ngàn nữa, nhưng nếu như nhiếp vô danh đã chính mình đề nghị chỉ cần tăng thêm 500 tiền công thì Diệp Oản Oản cũng chỉ đành đón nhận mà thôi. Lần này tôi đến Thành Hát là muốn thực hiện một đơn hàng liên quan đến đổ thạch. Diệp Oản Oản đem ngọn nguồn, cặn kẽ nói cho đám người nhiếp vô danh nghe. Sau khi cùng mấy người nói chuyện xong, Diệp Oản Oản ở khách sạn này, an bài cho mỗi người trong nhóm của nhiếp vô danh một phòng. Tu xếp nhóm người nhiếp vô danh xong, Diệp Oản Oản lúc này mới yên tâm đi nghỉ. Thật ra thì lần này cô kêu mấy người nhiếp vô danh tới, chủ yếu vẫn là muốn lừa gạt, không đúng, là đi cứu một nhóm người kia sắp bị giết chết. Đương nhiên, chuyện này có chút phức tạp, Diệp Oản Oản dự định sẽ sắp xếp lại suy nghĩ của mình, sau đó, ngày mai lại đến nói cho đám người nhiếp vô danh nghe, nếu không, một khi cô nói ra yêu cầu thật sự, chỉ sợ nhiếp vô danh lại nói tới nguyên tắc gì đó của mình nữa, đến lúc đó bọn họ không nguyện ý sử dụng vũ lực, phủi mông một cái rời đi, đó cũng không phải là điều mà cô hy vọng nhìn thấy. Chấm chấm. Lúc đêm khuya, Diệp Oản Oản nằm ở trên giường, chẳng biết tại sao, trong đầu lại hiện ra bộ dáng cùng thần thái ngạo mạn của bé trai kia. Cái khuôn mặt nhỏ nhắn đó đủ để cho Diệp Oản Oản có sự nghi ngờ. Đứa bé này từ thần thái đến khí chất thật sự là quá giống Tư Dạ Hàn. Có khả năng, Tư Dạ Hàn chính là người đàn ông trong miệng nhiếp vô danh, là ba của cậu bé đó hay không? Càng nghĩ như thế, Diệp Oản Oản càng cảm thấy hai người giống nhau như đúc, ngay cả phong cách mặc quần áo cùng giọng điệu đều một dạng. Chẳng lẽ là con riêng của anh ấy sao, chân mày của Diệp Oản Oản nhíu lên, ở trên giường vội vã lăn qua lăn lại, nửa đêm không ngủ được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Còn không đợi Diệp Oản Hoàn tiếp tục trầm tư, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, Tư Giả Hàn đột nhiên gửi tin nhắn tới. Tư Giả Hàn, đã ngủ chưa? Diệp Oản Oản lập tức ba 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 thật nhanh đánh chữ trả lời, trước tiên đừng hỏi em đã ngủ chưa, hiện tại em có chuyện muốn hỏi anh. Tư giả hàn lập tức trả lời, em nói đi. Diệp Oản Oản tiếp tục đánh chữ, em hỏi anh, có phải ngoại trừ em ra, anh còn có người phụ nữ khác hay không? Tin nhắn gửi đi xong, đầu kia điện thoại di động trầm mặc trong chốc lát. Đinh! Là âm thanh tin nhắn từ điện thoại di động báo tới. Tư giả hàn trả lời, không có. Diệp hoàn Oản, anh suy nghĩ thật kỹ đi, nói không chừng anh đã cùng một người phụ nữ nào đó xảy ra quan hệ rồi còn có thêm một đứa con nữa. Tư giả hàn. Tư giả hàn cơ hồ không bao giờ dùng biểu hiện im lặng tuyệt đối, nhưng hiện tại lại im lặng không muốn trả lời, hiển nhiên đại biểu cho việc tâm tình hiện tại của anh không hề tốt một chút xíu nào cả. chương 743, bị tiểu ma đầu ghét bỏ. Tư giả hàn, em nằm mơ sao? trừ cái đó ra anh không thể nghĩ tới được nguyên nhân là gì để cho cô có thể nảy sinh ra được ý tưởng quỷ dị như vậy. Diệp Oản Oản ôm lấy điện thoại di động, ở trên giường vội vã lăn mấy vòng rồi nhắn tin tiếp, không có đâu, hôm nay tình cờ em thấy được một đứa bé có dáng rất vô cùng đáng yêu, quan trọng chính là khí chất của đứa bé kia cùng với anh thật sự rất giống nhau, ngạo mạn lạnh lùng không ai bì nổi, trên mặt thể hiện như cùng những người ngu xuẩn khác nói chuyện như là kéo thấp sự thông minh của mình, hiển nhiên đó là một tiểu ma đầu, là bản sao của anh mà thiếu chút nữa em đều nghĩ đó là con riêng của anh tư giả hàn nhắn lại ngạo mạn lạnh lùng không ai bì nổi mà đầu sao a à, xong đời rồi cô lại có thể không cẩn thận bại lộ ý nghĩ chân thật của mình đối với tư giả hàn rồi cô vừa nói cái gì khí chất của đứa bé kia cùng tư giả hàn giống như như đúc rồi còn nói đứa bé đó ngạo mạn lạnh lùng há chẳng phải đồng nghĩa với việc đang nói tư giả hàn cũng như vậy sao Diệp Oản Oản vội vàng cứu vãn tình hình nhắn tin lại, quan trọng là dáng dấp của đứa bé kia thật sự là quá đẹp, làn da phấn điêu ngọc chắc cùng vẻ ngoài như đồng tử quan âm, phải là người có gen mạnh và đẹp như thế nào mới có thể sinh ra được đứa bé đẹp mắt như vậy chứ? Em cảm thấy trừ phi là gen của hai chúng ta cộng lại, mới có thể sinh ra được đứa bé xinh đẹp như vậy nha tương đương. Tư giả hàn, muốn có đứa bé sao? Diệp Oản Oản nhớ lại đứa bé trong video khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, không khỏi dùng mình nói ối con cái là chuyện của trời mà nhưng em thấy hay là cùng con nhà người khác chơi đùa một chút nếu chỉ là nuôi mấy ngày thì có thể nha tương đương nếu như nhiếp vô danh nghiêm túc cô cũng không ngại thử xem một lần nhưng cô không thể ngừng sự tưởng tượng của mình lại được hiện tại bên cạnh cô đã có một đại ma đầu rồi cũng đã đủ cho cô chịu đựng rồi nếu giờ còn một đứa nhỏ như vậy nữa cô còn có cuộc sống an ổn qua ngày sao diệp oản oản đã trễ lắm rồi anh còn chưa ngủ sao? Trải qua khoảng thời gian điều dưỡng này, giấc ngủ của Tư Dạ Hàn đã càng ngày càng ổn định, cho dù cô thỉnh thoảng không ở bên người, cũng có thể tự mình chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ của anh ấy đã được cải thiện hơn nhiều rồi, ngay cả tâm tình cũng đều ổn định hơn nhiều, bản chất đã tốt lên không ít. Tư Dạ Hàn trả lời, đang chuẩn bị đi ngủ. Nghe âm thanh đầu dây bên kia giống như khàn khàn trầm thấp, Diệp Oản Oản gọi một cú điện thoại qua, anh có muốn nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ hay không? tư giả hàn đáp được. Diệp oản oản ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc bắt đầu kể chuyện xưa, rất lâu trước kia, có một cô bé, bởi vì bà ngoại cô bé đưa cho cô bé một cái khăn đỏ rất đẹp để choàng, cho nên mọi người gọi là cô bé quàng khăn đỏ. Rồi một ngày kia, cô bé quàng khăn đỏ đi đưa bánh ngọt cho bà ngoại, kết quả trên đường đi, đã gặp phải một con sói xám lớn, cô bé quàng khăn đỏ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua một con sói có bộ dạng to lớn như vậy, vì vậy dùng bánh ngọt đem lão sói xám lửa gạt đến trong một góc rừng cây không người. Cô bé quàng khăn đỏ hung tợn nói, đã ăn bánh ngọt của tôi, vậy chính là sói của tôi rồi. Tư giả hàn, coi như mình chưa từng nghe qua chuyện cổ tích, cũng biết câu chuyện này mà, có phải là có chỗ nào không đúng hay không a? À? Chấm chấm, sáng ngày thứ hai, nhóm năm người mới đến này tất cả đều lấy vành mắt đen mà xuất hiện. Ngược lại Diệp Oản Oản tinh thần phấn chấn xuất hiện, nhìn thấy bọn họ từng người một ai nấy cũng đều có vành mắt đen cô liền cảm thấy có chút kỳ quái liền hỏi tối hôm qua các anh đi ăn trộm hay sao mà hôm nay lại tàn tạ như vậy thần hư đạo sĩ làm sao có thể chứ chúng tôi là một đội vô cùng đứng đắn nha nhất chi hoa cũng lên tiếng đúng chuyện trộm cướp chúng tôi đã sớm không làm rồi diệp oản oản không nói gì xem ra là lúc trước có làm qua nha ngoại quốc rời gạch trả lời ông chủ vì muốn diễn cho tốt vai làm vệ sĩ, đội trưởng đã ra lệnh cho chúng tôi xem qua rất nhiều phim, nhiệm vụ lần này, ông chủ có thể yên tâm đi. Diệp Oản Oản nghe vậy, tỏ vẻ rất cảm động, không nghĩ tới mấy người này cũng có lúc đáng tin, liền nói, khổ cực cho mấy anh rồi, thật là có tâm. Yên tâm, chuyện làm ăn lần này nếu như làm xong và thành công, tôi sẽ cho mỗi người các anh thêm một cái bao lì xì nữa. Chương 744, nhóm 6 người tụ họp. Nhiếp Vô Danh, ông chủ, hôm nay hành trình là gì? Thần côn, ghi lại. Được rồi, Thần hư đạo sĩ tìm kiếm một hồi, nhưng không thể móc ra được quyển sổ hay nào để ghi chép, cuối cùng lại lôi ra một chồng bùa vàng thay thế, rồi nói, "À, quên mang viết rồi." Nhất Chi Hoa khinh bỉ nhìn anh ta, sau đó đưa cho anh ta một cây viết. Khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi kéo ra ho nhẹ một tiếng, "Hôm nay chúng ta đi đến khu vực đổ thạch." tôi chỉ cần các anh ở phía sau tôi làm bộ giả trang là được không cần làm gì khác đâu nhiếp vô danh thề son sắt nói em gái hữu danh cô có thể yên tâm chúng tôi bảo đảm ngay cả một con ruồi cũng đều không thể đến gần thân thể của cô được nói xong nhìn bốn người kia hôm nay nên làm như thế nào đều biết rồi chứ bốn người cùng kêu lên đã rõ nhiếp vô danh khẩu hiệu của chúng ta là gì bốn người hữu danh là ông chủ xinh đẹp như hoa mỹ 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 mỹ, tịnh 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 tịnh. Nghe được khẩu hiệu của đối phương, Diệp Oản Oản thiếu chút nữa phun máu ra ngoài tê. Vạn vạn lần không nghĩ tới, khẩu hiệu xấu hổ như vậy một ngày kia lại có thể rơi vào trên đầu của cô. Khụ khụ khụ, ý tốt này tôi xin ghi nhận trong lòng, còn khẩu hiệu này liền miễn, miễn đi. Diệp Oản Oản đang cùng năm người nói chuyện, lúc này, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân, thập nhất và phong huyền diệp đang đi tới soạt soạt soạt, nhất chi hoa, ngoại quốc rời gạch, thần hư đạo sĩ thoáng cái ngăn cản trước người của cô, tiến vào trạng thái phòng bị cấp 1, băng sơn Mỹ Nam cũng bị nhiếp vô danh đá một cước đến phía trước cô làm lá chắn. Nhất chi hoa, người nào mới đến? Ngoại quốc rời gạch, hai người kia rất nguy hiểm, ông chủ lui về phía sau. Thần hư đạo sĩ, yêu nghiệt phương nào mau lên tiếng. Diệp oản oản quả thật là lệ rơi đầy mặt, bình tĩnh một chút, hai người này là người mình. Nhất Chi Hoa lập tức mở miệng nói, ông chủ, biết người biết mặt nhưng không biết lòng á, tôi nhìn thấy người phía sau mặc quần áo đỏ, trên tay đeo nhấn cũng rất có vấn đề. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhìn về hướng phong huyền Diệp đang đi tới, trang phục của tổng đội trưởng đội ám vệ là màu đỏ sậm, trên tay mang chiếc nhẫn chu tước. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng, người này là đệ tử của tôi, do một tay tôi mang ra ngoài, mấy người không nên hoài nghi. Oản Oản tiểu thư, những người này là... Ánh mắt của thập nhất đầy vẻ hoài nghi mà đánh giá năm người xa lạ kia đang đứng trước hoàn hoàn. Phong Huyền diệt chính là vẻ mặt mê mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thuê vệ sĩ riêng. Diệp Hoàn Hoàn thực sự rất không muốn thừa nhận bản thân thuê những người này làm việc cho mình. Thập Nhất nghe vậy, nhất thời hơi nhíu mày, hỏi lại vệ sĩ sao? Anh ta và Phong Huyền Diệp cùng nhau theo tới đây, kết quả Hoàn Hoàn tiểu thư lại tự mình tìm vệ sĩ cho riêng mình, chẳng lẽ là không tín nhiệm bọn họ sao? Diệp Oản Oản nhìn một cái liền biết Thập Nhất đang suy nghĩ điều gì, liền mở miệng giải thích, "Đừng suy nghĩ nhiều, tình cảnh của tôi bây giờ cậu cũng biết, nếu tôi sử dụng quá nhiều tâm phúc của Tư Dạ Hàn, ở trong mắt người khác xem ra khó tránh khỏi chuyện cáo mượn oai hùm, như vậy dễ dàng hơn một chút, hơn nữa qua mấy ngày nữa tôi có chút chuyện riêng phải đi làm, các anh không có tiện để ra tay làm được." Diệp Oản Oản đơn giản giải thích tình huống một chút, sau đó giúp bọn họ giới thiệu để nhận thức lẫn nhau một chút đang chuẩn bị mang theo bọn họ xuống lầu, Phong Huyền Diệp vẫn một mực không lên tiếng lắp ba lắp bắp mở miệng, oản, 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 oản tiểu thư. Thế nào? Diệp oản oản hỏi. Phong Huyền Diệp, tiểu, đi tiểu, tôi, tôi muốn đi, đi, đi nhà vệ sinh. Ồ, đi đi, chờ lát nữa ở đại sảnh tập họp là được. Diệp oản oản mở miệng nói. Vâng, Phong Huyền Diệp lập tức hướng phòng vệ sinh mà chạy đi. Đối diện, nhiếp vô danh cười cười, ái trà, ông chủ, đột nhiên phát hiện tôi cũng có chút muốn đi ngoài, xin lỗi không tiếp chuyện được, xin lỗi xin lỗi. Thần hư đạo sĩ nghe vậy cũng xông tới, tôi cũng phải đi, đi nhà vệ sinh. Nhất chi hoa vèo một tiếng theo sát mấy người kia nói, tôi cũng đi, tôi cũng đi. Ngoại quốc rời gạch, ô, oh, tôi cũng đi đây. chương 745, người một nhà quan trọng nhất chính là phải đồng tâm hợp lực. Băng Sơn Nam suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy tôi còn có thể nhịn thêm một chút nữa. Nhất chi hoa đang trên đường đi liền quay trở lại, một tay đem băng sơn Mỹ Nam kéo tới, chồng à, đừng nói nhảm nữa, mau tới đây, người một nhà quan trọng nhất chính là phải đồng tâm hợp lực. Diệp Oản Oản Diệp Oản Oản vẻ mặt không nói gì nhìn sáu người kia cùng nhau tiến vào phòng vệ sinh. Cái quỷ gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ đàn ông cũng có thể cùng nhau có sở thích đi vệ sinh tập thể sao? Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn về phía thập nhất, ách, thập nhất, cậu không phải đi sao? thập nhất mồ hôi rơi ra, khụ khụ, tôi không cần, tôi đi xuống lầu nhìn một chút xem bên tiết lệ đã chuẩn bị xong chưa. Diệp oản oản, được rồi, cậu đi đi. Cuối cùng có một người bình thường một chút rồi. Cùng lúc đó, trong toilet nam, ngay lập tức nhất chi hoa đem phong huyền diệt ép ở trong góc tường, rồi nói, đệt. Đồ cà lăm chết tiệt kia, cuối cùng cũng bắt được cậu rồi. Đội trưởng, thằng này dám dùng mánh lưới, núp ở tư gia ăn no chờ chết, anh còn có quản hay không? thần hư đạo sĩ bắt đầu dở trò tra khảo đối với phong huyền diệp tiền đâu tiền đâu. Nhanh lấy ra một chút đi, tiền lương của tổng đội trưởng ám vệ nhất định rất cao đúng không? Nhất chi hoa nghiêng đầu chừng mắt nhìn băng sơn Mỹ Nam, còn không qua đây hỗ trợ sao? Băng sơn Mỹ Nam, không đánh lại nên không qua đâu. Đệt, anh là một người đàn ông vô dụng, tiểu điềm điềm cậu tới đây, nhất chi hoa lại nhìn về hướng ngoại quốc rời gạch. Ngoại quốc rời gạch cẩn thận cân nhắc một chút rồi đáp, tôi mặc dù có thể đánh nhau, nhưng mà tôi không dám. Nhất chi hoa giận lên nói, có đội trưởng làm chỗ dựa rồi, cậu sợ cọng Long Á, lần này là cậu ta phạm quy trước. Ngoại quốc rời gạch nhìn về hướng đội trưởng đang đứng đối diện và phong huyền diệt, đội trưởng sẽ cho chúng ta chỗ dựa, hoa hoa, cậu xác định sao? Dĩ nhiên xác định rồi, nhất chi hoa đang muốn mở miệng, kết quả ngẩng đầu lên một cái thì thấy nhiếp vô danh và phong huyền diệc đã cùng nhau đến gần để nói chuyện phong huyền diệc nghiêng người về sau dựa lưng vào bệ cửa sổ đội trưởng cho tôi điếu thuốc nhiếp vô danh móc ra thuốc cùng bật lửa đưa cho phong huyền diệc chính mình cũng ngậm một điếu rồi châm lửa đầu hai người ở chung một chỗ làm cho điếu thuốc của mình cũng đỏ lên nhiếp vô danh mở miệng nói nói đi tình huống hiện tại là gì phong huyền diệc hít một hơi thuốc sau đó vẻ mặt ngoài ý muốn lướt qua mấy người một cái, không nghĩ tới các anh cũng điều tra được, lại có thể so với trong tưởng tượng của tôi nhanh hơn nhiều. Thần hư đạo sĩ, điều tra được cái gì? Nhất chi hoa, điều tra được thứ gì? Cậu đang ở đây nói cái gì? Ngoại quốc rời gạch, có ý gì? Băng sơn Mỹ Nam. Khóe miệng của phong huyền diệt không dễ phát hiện mà giật giật, quên đi, xem như tôi không hề nói gì. Không nên đánh giá quá cao chỉ số thông minh của các anh được thần hư đạo sĩ nhất thời nổi giận cậu có ý gì vậy chứ nhất chi hoa hiếm khi thấy cùng thần hư đạo sĩ đứng ở chung một chiến tuyến đúng vậy vòng vo lòng vòng xỉ vả ai đó phong huyền diệt lướt mắt nhìn mấy người này rồi hỏi nếu không phải là điều tra được cái gì vậy các anh lăn lộn ở bên cạnh cô gái này làm cái gì nhất chi hoa diệp tiểu thư là khách hàng của chúng tôi thần hư đạo sĩ lần trước cô ấy thuê chúng tôi làm vai quần chúng lần này là muốn chúng tôi diễn vai vệ sĩ, ra giá, giá rất cao đấy. Ngoại quốc rời gạch, ừ, đưa tiền rất rộng rãi. Băng Sơn Mỹ Nam, đúng là như thế đấy. Phong huyền diệt nghiêng đầu nhìn nhiếp vô danh, đội trưởng, anh xác định không muốn tuyển lại đội viên mới sao. Nhất chi hoa giận không chịu được, lên tiếng nói, mẹ nó chứ. Phong huyền diệt cậu cái tên khốn kiếp này, lại dùng cái khích bác ly dán sao, bà đây liều mạng với cậu nhiếp vô danh khoát khoát tay, ra hiệu cho ngoại quốc rời gạch đem nhất chi hoa kéo ra, sau đó miệng hỏi Phong Huyền Diệp cậu đã phát hiện ra cái gì sao? chương 746, khóc ngất ở nhà vệ sinh. Thân phận của cô gái này, có vấn đề. Phong Huyền Diệp mở miệng nói. Nhiếp vô danh phun ra một vòng khói, tướng mạo của cô ấy và vô ưu có ba phần tương tự, nhưng tuyệt đối không thể là vô ưu Nhất chi hoa lập tức phụ họa nói, cậu cho chúng tôi là đồ mốc thì được, Chứ chẳng lẽ lại xem đội trưởng của chúng ta cũng ngốc luôn sao? Từ lúc nào đội trưởng có thể bỏ qua dấu vết rồi hả? Cô gái này chúng tôi đã sớm điều tra qua rồi, đó là cháu gái nhỏ nhất của Diệp Hồng Duy sở hữu tập đoàn Diệp thị tại Đế Đô, Diệp Oản Oản, thân phận không có bất cứ vấn đề gì cả. Phong Huyền Diệp cũng mở miệng, tôi cũng đã điều tra qua, thân phận quả thật không có bất cứ vấn đề gì. Đệt, vậy mới vừa rồi cậu còn nói có vấn đề, chỉ số thông minh của cậu mới có vấn đề đi. Phong huyền diệt liếc nhất chi hoa một cái, ai nói cho cậu biết, điều tra không ra liền đại biểu không có vấn đề. Nhất chi hoa cả giận nói, quả thật là lời lẽ sai trái, không điều tra được thì chính là không có vấn đề. Đội trưởng, anh không cần tin câu chuyện hoang đường của cậu ta đâu, tôi thấy là chính cậu ta lười biếng muốn báo cáo chuyện cho qua thì có. Thần hư đạo sĩ liên tục phụ họa, đúng, cậu ta rõ ràng là được ở đó ăn uống miễn phí. Đừng mơ tưởng hù dọa bần đạo, tư ra nuôi mập cậu rồi đội trưởng anh nhìn cậu ta đều đã mập lắm rồi đó. Nhiếp vô danh trầm ngâm nhìn qua Phong Huyền Diệp rồi nói, cậu chắc chắn chứ. Phong Huyền Diệp bấm tàn thuốc trong tay, mở miệng nói, hai năm trước, tôi thuận theo một chút đầu mối điều tra được ở nước Z, đặt mục tiêu ở trên người của Diệp Oản Oản, nhưng đúng như những chuyện đội trưởng điều tra ra được, thân phận của cô gái này không có bất cứ vấn đề gì, ban đầu tôi cũng đã chuẩn bị rút lui, nhưng... Nhiếp vô danh, nhưng làm sao? Phong huyền diệt, bất quá trong khoảng thời gian gần đây, tôi đột nhiên phát hiện, cô gái này có chút vấn đề. Nhất chi hoa lập tức kêu lên trước, mẹ nó chứ. Đội trưởng, cái tên này không chỉ ăn no lười biếng, còn giả danh mượn việc chạy đi tán gái. Thần hư đạo sĩ trầm ngâm, khẳng định là tán gái, không phải là muốn chết sao. Ai chẳng biết nhiếp vội yêu và kỳ hoàng có hôn ước, không muốn sống nữa sao, dám cho kỳ hoàng cắm sừng. Phong huyền diệt không có phản ứng lại điều hai người mới nói, tiếp tục mở miệng nói thân thủ của cô gái này thật sự rất tốt, mặc dù so với đám phế vật của đội ám vệ cao hơn, lại có thể nhìn thấu hành động của người khác, cũng có chút khác biệt, các anh cho là một tiểu thư khuê các bình thường như cô ấy, mà lại có thể có thân thủ cùng nhận thức cao như vậy sao, thậm chí có thể chỉ điểm cho ám vệ tư gia, cái này là bình thường à. Phong huyền diệt đem những chi tiết mà trong khoảng thời gian này điều tra được đều cùng mấy người này nói một lần, năm người kia nghe xong cũng không có lên tiếng. Tư gia tin tức nghiêm ngặt, nếu không phải là hôm nay Phong Huyền Diệp nói cho bọn họ biết, bọn họ cũng không có phát hiện ra cô gái xinh đẹp đó, lại còn có thân thủ tốt như vậy được. Nhiếp vô danh, có chuyện khác thường nên cần điều tra thêm đi. Phong Huyền Diệp cười một tiếng, không sai. Nhất Chi Hoa vẫn còn có chút không cam lòng, không phải chỉ đánh bại được mấy phế vật mà thôi sao. Có cái gì tốt hiếm lạ đâu chứ, thần hư đạo sĩ, có thể cô ấy đã trải qua huấn luyện rồi chuyện này cũng không phải là không có khả năng, nói cô ấy cùng đại tiểu thư có quan hệ gì đó, vẫn là quá gượng gạo rồi. Mấy người đang nói chuyện, một âm thanh tin nhắn vang lên. Phong huyền diệt dập tắt điếu thuốc dưới lòng bàn chân, mở miệng nói, tóm lại, các anh muốn chơi thế nào tùy các anh, đừng làm hỏng việc của tôi là được rồi. Nhiếp vô danh yên lặng chốc lát, cuối cùng quét mắt nhìn đám người nhất chi hoa mở miệng nói, Khoảng thời gian này làm bộ như không nhận biết nhau đi, đừng làm lộ chuyện này ra. Nhất Chi Hoa, nhất là cậu, hiểu không? Nhất Chi Hoa ở tại chỗ khóc ngất. Đội trưởng, anh lại có thể đối xử với tôi dữ như vậy sao? Tên Cả Lam này vừa mới trở lại một cái, anh liền hung hăng với người ta rồi. Anh quả nhiên là cùng tên Cả Lam này có quan hệ mập mờ mà. Thần Hư đạo sĩ nói, à, các cậu đừng nói sang chuyện khác nữa. Trọng điểm là tiền đâu tiền đâu chương 747, xem như vật trang trí. Diệp Oản Oản mang theo phong huyền diệp, cùng nhóm người nhiếp vô danh xuống lầu dưới, rồi cùng thiết lệ và đoàn chuyên gia tụ họp. Bên cạnh Diệp Oản Oản trừ thập nhất, phong huyền diệp còn mang theo một nhóm 5 người bộ mặt lạ hoắc, một nhóm tổng cộng có 8 người, tạo thành thanh thế thật lớn. Tiết lệ thấy vậy hơi nhíu mày một chút, cũng không để ý Oản Oản mang người nào tới, trực tiếp mở miệng nói, Diệp tiểu thư, lần này thời gian cho hành trình có hạn, chúng ta không nên để trễ nãi thời gian đâu, trực tiếp đi tới nơi lớn nhất thành hát tập trung đi. Tổng giám tần đã sớm đút lót được rồi, ông chủ bên đó đã giúp chúng ta để lại một nhóm vật liệu phẩm chất cực tốt. Sau lưng tiết lệ là ba người chuyên gia đó đều là người của tần nhược hy, giờ phút này cũng rối rít mở miệng, diệp tiểu thư, đối với chuyến đi lần này có thể bớt lo hơn một chút. Tổng giám tần đối với thị trường thành hát bên này rất là quen thuộc, kinh nghiệm so với chúng tôi đều hơn nhiều phần, trước khi qua đây cũng đã điều tra kỹ càng rồi không sai, tổng giám tần tự mình chọn hàng, không có sai được đâu, tiểu thư chỉ cần dựa theo mà mua thôi, không cần xem xét gì nhiều đâu. Mấy người kia nói nghe vẻ rất là khách khí, nhưng trong lời nói nói ra rõ ràng đều là vẻ diễu cợt, chỉ coi cô là vật trang trí mà thôi. Diệp Oản Oản cũng không phản bác gì cả, chỉ cười một tiếng rồi mở miệng nói, được rồi, đi xem một chút đi. Thành hát không hổ là thành đồ thạch của Myanmar, khắp con đường tất cả đều là cửa tiệm lớn nhỏ mọc nhiều như rừng, chung quanh đều là thương nhân muốn mua phỉ thúy đến từ các nơi trên thế giới, ông chủ có tiền và du khách, trên đường phố vô cùng náo nhiệt. Cái gọi là đổ thạch, là thuật ngữ giới châu báu, phỉ thúy tại thời điểm mới vừa khai thác ra, bên ngoài có một tầng phong hóa bao quanh, bất kể là dùng bất kỳ phương pháp thăm dò nào cũng đều không có cách biết được bên trong là nguyên thạch tốt hay xấu, hay ở trong đá đó rốt cuộc có phỉ thúy hay không, nhất định phải cắt ra đến cuối cùng mới có thể biết được chất lượng của phỉ thúy. Nếu như cắt ra bên trong có ngọc, hơn nữa chất lượng cao, đó chính là thắng cuộc, nếu như bên trong không có thứ gì, thì đó chỉ là một khối phế thạch mà thôi, vậy thì khẳng định là thua cuộc rồi. Hiện tại giá cả nguyên thạch thấp thì mấy trăm khối, nếu có chất lượng tốt, có thể cho ra phỉ thúy với phần trăm cao thì nguyên thạch đó phải tốn mấy trăm ngàn hoặc trên một triệu thậm chí hơn trăm triệu, một khi thua cuộc, đó chính là táng ra bại sản. Dĩ nhiên, nếu như thắng thì sẽ nhận được lượng tài sản lớn gấp mấy chục lần số tiền mình bỏ ra, chỉ trong một đêm chính là giàu đột ngột. Châu Báu là một trong những nghề nghiệp kinh doanh của tập đoàn tư thị, trong đó kinh doanh phỉ thúy chiếm tỷ trọng khá lớn. Đối với kinh doanh phỉ thúy mà nói, quan trọng nhất chính là chọn mua nguyên thạch. Ví dụ như, trước đây không lâu đối thủ cạnh tranh của tư gia trong ngành châu báu liền thông qua việc đổ thạch này tìm được một khối phỉ thúy cực phẩm loại thủy tinh, giá trị liên thành, trong nháy mắt thanh danh bùng nổ, hấp dẫn nhóm khách hàng lớn đỉnh cấp. Thấy ánh mắt của Diệp Oản Oản đánh giá chung quanh, đáy mắt tiết lệ xẹt qua vẻ khinh bỉ, Diệp Tiểu Thư, những thứ tiệm nhỏ ven đường này không cần nhìn đâu, không nói trước vật liệu phế vật, làm giả cũng nhiều, làm giả vỏ, khảm nạm thiếp phiến, đào tâm tô sắc, ngụy trang phong hóa sao cô hoàn toàn không hiểu việc, rất dễ dàng bị lừa. Sao không hiểu lắm chỗ này nên để y vậy luôn mặt cười. Ở dưới sự hướng dẫn của tiết lệ, một nhóm người đi tới một trong những tiệm đổ thạch lớn nhất thành hát, phường tập trung. Dưới lầu rộng rãi sáng ngời, ở trong phòng khách, trên cái giá theo thứ tự chất đầy tất cả vật liệu đá lớn nhỏ, không ít người đang ở bên trong cầm lấy kính lúc cùng đèn pin kiểm tra cẩn thận phía trên nguyên thạch. Nhóm người Diệp Oản Oản mới vừa vào cửa, thì có một người lẽ mắt nhiệt tình tiến lên đón tiếp. Ô, Tiết Tiên Sinh, ngài tới rồi, mời mau tiến vào. Tiết lệ và tần nhược hy trước kia đã tới đây nhiều lần, nên người kia nhìn một cái liền nhận ra, biết đó là quản lý cấp cao của tập đoàn tư thị nước hoa, thái độ tự nhiên ân cần. Thấy lần này cùng đi đến với tiết lệ là cô gái có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, người nọ không nhịn được nhìn thêm mấy lần, nhưng cũng rất thông minh không có lắm miệng hỏi bậy. chương 748, tay quá đen. Ông chủ của chúng tôi chờ mọi người đã lâu, mời mọi người ngồi bên này đợi một chút, tôi sẽ nhanh chóng đi mời ông chủ, nhân viên trong cửa tiệm để cho người pha trà rồi chạy lên lầu gọi người từ lúc mới bước vào cửa tiệm đến giờ diệp oản oản phát hiện cặp mắt của thần hư đạo sĩ sáng rực cả lên muốn thử một lần sao diệp oản oản khẽ cười một tiếng hỏi nhiếp vô danh quét mắt nhìn thần hư đạo sĩ sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói chúng tôi không được tham gia bất kỳ việc nào có liên quan tới đánh bạc thần hư đạo sĩ liên tục phụ họa đùa sao loại ăn chơi như đánh bạc này sao có thể thu hút tôi được nhìn tôi như là cao nhân phiêu giật thoát tục thế cơm mà ngoại quốc rời gạch gãi đầu một cái mở miệng nói chẳng lẽ không phải là bởi vì chúng ta quá mức xui xẻo sao nhất chi hoa ở bên cạnh cười nói tiếp tiểu điềm điềm nói bậy gì thế diệp oản oản nghe vậy không khỏi bật cười đối với loại đánh cược như đổ thạch này thì người ta có ba phần dựa vào thực lực bảy phần còn lại dựa vào vận may trừ kinh nghiệm ra vận may cũng rất quan trọng về phần cô có thể nói là thuộc về loại người thực lực hay vận may cũng không có, kiến thức chuyên nghiệp mấy ngày nay vừa mới bắt đầu học, vận may cũng không lớn, số của cô cũng gọi là không có quá nhiều may mắn. Để tránh cho những người xung quanh nhìn quen mắt năm người này ảnh hưởng đến chuyện cô cần họ làm sau đó, lúc này Diệp Oản Oản dặn dò mấy người đi uống nước gần đó, không có sự phân phó của cô thì không được có bất kỳ hành động lạ nào cả. Chờ đợi một lúc, một người mặc đồ màu nâu ước chừng 4 50 tuổi từ trên lầu đi xuống nhìn thấy tiết lệ và đoàn người chuyên gia, ông chủ hầu mậu phong cười ha hả chắp tay nói, tiết tiên sinh, đã lâu không gặp. Đường xa mà tới, không có từ xa tiếp đón. Tiết lệ cười nói, ông chủ hầu, đều là người quen cũ, không cần khách khí như vậy. Tiết lệ, đoàn chuyên gia cùng ông chủ chào hỏi lẫn nhau một phen, lúc này ông chủ hầu mới nhìn về phía sau anh ta, vẻ mặt hoài nghi mở miệng hỏi, tần tiểu thư đâu? Làm sao lần này không có đi cùng anh? ánh mắt của thiết lệ thản nhiên nhìn về hướng diệp oản oản đang ở sau lưng sau đó giới thiệu cho ông chủ là như vậy lần này tới đây cùng đi với chúng tôi là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc diệp oản oản diệp tiểu thư diệp tiểu thư vị này chính là ông chủ của cửa hàng lớn nhất thành hát hầu mậu phong ông chủ hầu ông chủ hầu diệp oản oản đơn giản lên tiếng chào hỏi hầu mậu phong quan sát diệp oản oản từ trên xuống dưới một cái sắc mặt cũng không quá tốt tiết tiên sinh trước kia người mà tôi trao đổi là Tần Tiểu Thư, vào lúc như thế này tại sao lại đột nhiên đổi người vậy? Tôi là để ý đến mặt mũi của Tần Tiểu Thư, mới đưa nhóm vật liệu này đến, ngay cả ông chủ hoàng tự mình đến đây, tôi cũng chưa đưa ra. Hiện tại bên tiên sinh lại tùy tùy tiện tiện phái một người mới qua đây, như vậy mà muốn đem đồ vật của tôi mang đi sao? Đột nhiên bị hầu mậu phong làm khó dễ, sắc mặt của thập nhất và phong huyền diệt đều có chút khó coi cái gì gọi là tùy tùy tiện tiện phái một người mới tới chứ? Thập nhất nghiêm nghị mở miệng nói, ông chủ hầu, vị này là chủ mẫu tư gia tương lai của chúng tôi, ý của ông là, chủ mẫu của chúng tôi tự mình qua tới đây cũng không đủ đem lại mặt mũi cho ông sao? Hầu mậu phong ngồi xuống một bên, bưng ly trà, nhẹ nhàng dùng tay lắc nhẹ ly trà, vẻ mặt rất là ngạo nghễ. nhóm hàng này là vì tần tiểu thư mà tôi lưu lại, những người khác tới nhận, cũng chưa chắc tôi giao ra đâu. Cái gì mà là chủ mẫu tương lai chứ? Một ít chuyện ở tư gia bên kia, ông ta có nghe thấy một ít, coi như vào lúc này dựa vào gương mặt này cùng công phu để dụ dỗ được chủ nhân của tư gia, thì chắc chắn cũng không lâu dài được mấy ngày, làm sao có thể so với tần gia dễ sâu cây lớn được chứ? Một người là chân chính chủ mẫu như ván đã đóng thuyền, một người là tình nhân tùy tiện vui đùa một chút, mặt mũi làm sao có thể là một dạng được. Lại nói, ở Myanmar này đổ thạch là địa bàn của ông ta, coi như là tư gia đến nơi này cũng phải nhìn mặt mũi của ông ta. Muốn nguyên thạch tốt nhất, vậy chỉ có thể theo ông ta để đi chọn hàng mà thôi. chương 749, mất hết vốn liếng. Tiết lệ thấy hầu mậu phong không chịu nhả hàng ra, sắc mặt nhất thời khó coi nhìn về hướng diệp oản oản. Nếu như không phải là bởi vì cô ta cướp đoạt chuyến đi này thì làm sao lại có thể sinh ra nhiều chuyện như vậy được chứ? Giờ phút này, ba chuyên gia giám định cũng đều nóng nảy, thay nhau ở trước mặt Hầu Mậu Phong đưa ra lời khuyên, thế nhưng Hầu Mậu Phong lại hoàn toàn không hề bị lay động. Ánh mắt ba người nhìn Diệp Oản Oản đều có chút oán trách, trong tay ông chủ Hầu có giữ một nhóm nguyên thạch rất khó có được, trên đỉnh đã mỡ ra tiên xong lần trước tôi đã có xem qua, là loại thủy tinh cực phẩm khó thấy, rất có khả năng chứa phỉ thúy thượng hạng trong đó, hoặc là mãn lục. Không chỉ có ông chủ Hoàng, chúng ta đã đối đầu với khá nhiều nhà đấu thầu, và để có được cơ hội này thì tổng giám tần đã hao tốn rất nhiều tinh lực mới thuyết phục được ông chủ hầu để lại cho chúng ta, lần này sợ là tất cả đều bị lỡ hết rồi. Nếu không có vẻ ngoài nhìn như yêu tinh kia thì cô ta thật sự cho rằng chỉ cần cáo mượn oai hùm dựa vào tư tổng là có thể để cho bất kỳ ai nhìn thấy mình cũng cho cô ta thể diện sao? Chấm chấm. Tiết lệ và ba chuyên gia thay phiên nhau cùng hầu mộ phong thương lược, Diệp Oản Oản từ đầu tới cuối cũng không có nhúng tay vào, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở một bên uống trà chuyện này đã không hề có chút liên quan nào với Diệp Oản Oản rồi, cứ để cho đám người tiết lệ giận dữ đi. Thập nhất thấy vậy mặt lộ vẻ lo lắng nói, Oản Oản tiểu thư, có muốn tôi đi liên lạc với trợ lý hứa, để cho anh ta hỗ trợ tìm mã binh qua đây hay không, có lẽ ông chủ hầu có thể cho chúng ta mấy phần mặt mũi. Ngoặc kép, Diệp Oản Oản đặt ly trà xuống, không nhanh không chậm mở miệng nói, không cần. Bên kia, Tiết Lệ thấy hầu mậu phong không chịu thương lược, chỉ có thể gọi điện thoại cho Tần Nhược Hy. Ông chủ hầu, ông chờ một chút, chúng tôi gọi điện thoại cho tổng giám tần. Tiết lệ không biết ở trong điện thoại nói với tần như khi cái gì, sắc mặt dường như hòa hoãn không ít, ngay sau đó đi tới trước mặt hầu mậu phong, rồi nói ông chủ hầu, tổng giám tần của chúng tôi muốn tự mình nói với ông. Hầu mậu phong nhận lấy điện thoại di động, thái độ nhất thời thay đổi không ít. Alo, tần tiểu thư, trước kia đã hẹn xong rồi, hôm nay đích thân tiểu thư sẽ tự mình qua đây kiểm hàng, làm sao lúc này lại đổi người hàng hóa quan trọng như vậy tôi làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác được cô nói xem chuyện này có lý không cơ chứ ô tần tiểu thư mặt mũi của cô tôi sao có thể không cho được rồi nếu tần tiểu thư cô đã nói như vậy tôi ở bên này đương nhiên không có vấn đề hầu mậu phong trò chuyện với tần nhược hy chừng mấy chục phút cuối cùng mới cúp điện thoại tiết lệ đi lên phía trước nói ông chủ hầu người xem hầu mậu phong bưng ly trà lên vẻ mặt điệu bộ gắng gượng nói, nếu tần tiểu thư đã bảo đảm, dĩ nhiên tôi không có vấn đề, các người theo tôi lên kiểm hàng đi. Tốt tốt rồi, làm phiền ông, ông chủ hầu, tiết lệ thở phào nhẹ nhõm. Ba người chuyên gia cũng lộ ra nụ cười, quả nhiên vẫn là tần tiểu thư có biện pháp. Trời, thật là, nếu bây giờ tần tiểu thư tới đây thì làm sao lại có nhiều sự tình như vậy được chứ? Hại cho chúng ta còn bị người khác bày ra sắc mặt khó chịu vậy. Rất nhanh, Hầu Mậu Phong để cho người đem khối nguyên thạch mà Tần Nhược Hy đã đặt trước mang tới. Trong tiệm người làm kéo hai chiếc xe kéo tới, trong đó một chiếc phía trên là mấy tảng đá, mỗi khối nặng mười mấy cân, một cái xe kéo khác trên đó để đơn độc một khối đá ước chừng trên trăm cân. Muốn xem đó có phải là đổ thạch chứa đựng ngọc quý hiếm hay không thì phải cần nhìn vào hai điểm, một điểm là chủng loại, có nghĩa là xem đến phẩm chất của loại đá đó, một điểm khác chính là nơi sản xuất nguyên thạch. Phẩm chất được, nơi sản xuất lại đáng tin cậy, chính vì thế có khả năng chọn được loại đá quý hiếm cũng rất lớn. Mà phẩm chất cùng nơi sản xuất ra rốt cuộc như thế nào, toàn bộ đều cần phải dựa vào kinh nghiệm mà phán đoán. Diệp Oản Oản gần đây cũng đã làm một ít khảo sát, nhìn thấy được khối đá này sẽ cho ra phần lớn là đá màu xám trắng chứ không phải loại đá quý hiếm nào cả. Thì ra chính khối đá này là lý do trong kiếp trước làm cho Tần Nhược Hy mất hết vốn liếng chương 750, ai nói tôi muốn mua. Khối đá này là một trong những loại đá tốt nhất hiếm gặp nhất, hiện giờ số lượng dự trữ đã vô cùng ít, mà kích thước còn lớn như vậy càng là hiếm thấy. Càng khó hơn chính là bên ngoài tảng đá này không chỉ có màu đen tuyền bao quanh, mà còn có một hình mãng xà màu xanh lá cây bọc trên đó nữa. Cái này có thể gọi là lục bì tiến tẩu, cho nên khối đá này khả năng cho ra nguyên thạch có chất lượng cao sẽ rất lớn. Về phần khối đá có, mãng xà, bao quanh, đa số là do phỉ thúy Ngọc Thạnh tạo thành, độ cứng cực lớn, hình cái mang nhô ra, tạo thành hình ảnh mãng xà. Mãng xà được phân thành hơn mấy chục loại, mỗi một chủng loại có thể cho ra loại phỉ thúy nào thì không ai có thể xác định được, nhưng có mãng xà bao quanh bên ngoài liền chứng minh được bên trong nhất định có thể cho ra phỉ thúy. Hầu mậu phong chỉ vào hai nhóm cục đá, vẻ mặt đắc ý mở miệng nói, mấy khối này vừa có màu đen, lại có mãng xã bao quanh, cũng đều là do tôi bỏ ra số tiền lớn mà đào được, khối đá này, các vị đều là người hiểu nghề, chắc hẳn không cần tôi nói nhiều, có thể chính mình nhìn xem, bên ngoài cũng được, xuất xứ cũng không tồi, tuyệt đối là vật liệu cực phẩm. Nếu không phải là do Tần tiểu thư tới đây thì tôi sẽ dành hai khối đá này cho chính mình. Tiết lệ chắp tay nói cảm ơn, rất sợ lại xảy ra biến cố gì, vội vàng hỏi, cảm ơn ông chủ hầu, ông chủ hầu ra giá cho chúng tôi đi, chúng tôi trả hết trong một lần. Hầu Mậu Phong bất đắc dĩ để cho người làm trong cửa hàng của mình đi lấy sổ sách đem tới cùng tiết lệ và đoàn chuyên gia cùng nhau bàn bạc giá cả. Thần hư đạo sĩ không biết lúc nào đã tiến tới trước mặt của Diệp Oản Oản, ông chủ Diệp, tôi cảm thấy bọn họ không để cô vào trong mắt. Nhất Chi Hoa nói tiếp, ông chủ, có muốn cho bọn họ một bài học hay không? Một quyền chỉ lấy 88 đồng thôi. Nhiếp vô danh ho nhẹ một tiếng, hai người nhất thời lùi về không nói gì nữa nhiếp vô danh mở miệng nói, em gái hữu danh, nếu cần phải ra tay cô chỉ cần nói một tiếng, mặc dù không thể động võ, nhưng phương pháp làm cho cô hả giận vẫn là có rất nhiều. Diệp Oản Oản nghe vậy trầm thấp nở nụ cười, à, không cần đâu, cảm ơn. Nghĩ muốn không nhìn đến cô sao, sợ là không có khả năng. Cuối cùng không có chữ ký của cô thì khoản tiền này không có khả năng nào đi ra từ tài khoản được. Bên kia bàn bạc thật lâu, rốt cuộc bàn bạc cũng kết thúc. Tiết lệ cầm lấy hóa đơn đi đến trước mặt của Diệp Oản Oản, trực tiếp mở miệng nói, Diệp Tiểu Thư, mọi việc tất cả đều làm xong, cô ký tên đi. Sau lưng, Hầu Mậu Phong vẫn còn đang không tình nguyện nói, lần này tôi là nể mặt mũi của Tần Tiểu Thư, lần sau nếu như lại phái người không có liên quan tới như lần này nữa thì tôi cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Ông chủ Hầu nói đúng, nói đúng. Diệp Tiểu Thư, nhanh ký tên đi, cái này là nguyên thạch cao cấp, Giá cả cũng hợp lý, ở bên ngoài có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào nhưng ông chủ hầu đều không có cho. Diệp Oản Oản phong khinh vân đạp nhẹ như mây gió, mà nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đem ly trà để xuống trên bàn, ánh mắt lướt qua đám người tiết lệ đang đứng trước mặt thúc giục cô ký tên, cùng với vẻ mặt bất đắc dĩ hầu mậu phong, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ký tên?" "Ký cái gì chứ?" Sắc mặt tiết lệ trầm xuống, dĩ nhiên là để thanh toán hóa đơn mua nguyên thạch này rồi. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, ai nói, tôi muốn mua những thứ nguyên thạch này hả? Nghe được lời của Diệp Oản Oản, mọi người liền sửng sốt. Sắc mặt của Tiết Lệ đã hoàn toàn trầm xuống, Diệp Tiểu Thư, cô có ý gì vậy? Cô không mua sao? Diệp Oản Oản câu môi cười yếu ớt, chậm rãi mở miệng nói, từ khi bắt đầu, người nói muốn mua, dường như đều là các anh, cô ý muốn tới cửa hàng này, cũng là Tiết Phó Tổng Giám Anh, mà tôi chẳng qua chỉ là đi cùng tới xem một chút mà thôi, ai nói, tôi muốn ở trong cửa hàng này mua nguyên thạch. Vẻ mặt tiết lệ hoàn toàn không cách nào tin được cô. Hầu mậu phong ở bên cạnh thấy vậy cũng hoàn toàn đổi sắc mặt, tiết lệ, các anh làm thế này là có ý gì? Bàn bạc hơn nửa ngày, kết quả là muốn đùa bỡn chơi đùa tôi sao? Audio điện tử võ tấn bền chương 751, tôi quyết định. Lời Diệp Oản Oản mới nói ra như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặc, làm giấy lên cơn sóng lớn ngập trời, toàn bộ những người đang có mặt tại cửa hàng từ tiết lệ, đoàn chuyên gia đến ông chủ hầu mậu phong đều đổi sắc mặt. Ông chủ hầu xin bất giận, chuyện này có thể là có chút hiểu lầm, bên này chúng tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Tiết lệ một bên trấn an hầu mậu phong, một bên không thể nhịn được nữa lên tiếng như muốn làm khó dễ với Diệp Oản Oản, Diệp Tiểu Thư, tôi biết cô đối với Tổng giám tần có thành kiến, nhưng chuyện riêng là chuyện riêng, chuyện công là chuyện công. bây giờ cô đang làm y hệt như công và tư chẳng phân biệt được, tùy ý làm bậy, ngay cả trao đổi cũng không nói với chúng tôi trước một tiếng, tự mình chủ trương là đạo lý gì chứ? thập nhất nghe vậy lập tức đứng dậy, mở miệng nói: tiết phó tổng giám, lúc các anh đưa ra quyết định có cùng hoàn hoàn tiểu thư trao đổi qua không? người tự tiện chủ trương chẳng lẽ không phải là anh sao? tiết lệ hít sâu một hơi, nói cậu được, nếu cậu muốn trao đổi vậy chúng ta bây giờ liền bàn bạc thật kỹ lưỡng. Trước kia tôi đã đem lý do nói rất rõ rồi, nhóm vật liệu này là lựa chọn tốt nhất, Tổng Giám Tần đã hao tốn thời gian cùng tinh lực rất lâu. Diệp Oản Oản một tay chống chán, cũng không cắt đứt lời anh ta, ngồi yên nghe Tiết Lệ đứng ở đó dùng miệng lưỡi lưu loát của mình diễn thuyết cho cô nghe những công lao của Tần Nhược Hy trong chuyến đi này. Chờ đến khi anh ta nói xong, cô mới trầm tĩnh mở miệng, nói xong rồi sao? Tôi đây cũng nên nói một câu, người tổng phụ trách chuyến đi lần này là tôi cho nên tôi có quyền quyết định tiết lệ trực tiếp nghe thấy như bị một ngụm máu nghẹn ở cổ họng cô quan lớn một cấp đè chết người anh ta còn có thể dùng điều gì để phản bác lại được nữa chứ thập nhất vốn đang lo lắng không biết diệp oàn oản muốn dùng biện pháp nào để đối phó với loại người không tôn trọng mình như thế này không nghĩ tới phương pháp của diệp tiểu thư lại đơn giản mà thô bạo như vậy không khỏi ho nhẹ một tiếng rồi sờ sờ lỗ mũi của mình như vậy thật sự không thành vấn đề sao. Ngay vào lúc này, một loạt tiếng ồn nhịp nhàng giống như tiếng cổ vũ truyền tới, ông chủ diệp, xinh đẹp như hoa, mỹ 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 mỹ, tịnh 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 tịnh. Phốc, một hớp nước trà từ trong miệng diệp oản oản phun ra ngoài. Đây chính là cái mà bọn họ gọi là không cần dùng tới vũ lực cũng có thể làm cho cô hả giận đây sao. Tiết lệ nhìn năm người từ sáng đến giờ vẫn đi theo sau lưng Diệp Oản Oản, lúc này như đang thêm dầu vào lửa, sắc mặt càng thêm khó coi. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng căng thẳng đầy vẻ rằng co, ba người chuyên gia bên cạnh đều bắt đầu khuyên nhủ. Diệp tiểu thư ngàn vạn lần xin cô nghĩ lại. Nhiệm vụ lần này tuy nói không coi là nhiều, nhưng bây giờ ngọc tốt khó cầu, bên công ty chúng ta đã chờ nhóm vật liệu này hơn nửa năm, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, mà bị những nhà khác lấy được nhóm hàng này, vậy tổn thất của chúng ta có thể rất lớn đó. Chấm, âm, một tiếng, hầu mậu phong đang ở bên cạnh vừa nghe xong dùng sức thật lớn vỗ bàn một cái ở tại chỗ giận tím mặt quả thật lẽ nào lại như vậy cô gái này khẩu khí của cô thật là lớn có mấy người trong giới đưa ra giá cao hơn tôi cũng không đưa lại để cho mấy người cô ngược lại thì tốt rồi lại có thể coi thường hàng ở đây của chúng tôi tiết tiên sinh chẳng lẽ cái này chính là thành ý của các anh sao tiết lệ đầy oán giận nhìn về hướng diệp oản oản vội mở miệng nói hiểu lầm hiểu lầm thôi những thứ này đều là hiểu lầm, ông chủ hầu ông nghe tôi giải thích. Hầu mậu phong mặt lạnh, dùng sức số tay áo, được rồi cái gì cũng đều không cần nói nữa, thật ra nhóm hàng này trừ khi tần tiểu thư đích thân tự mình tới thì tôi mới đưa ra, còn lại bất kỳ ai cũng đều sẽ không cho, nếu mấy người đã không biết phải trái như vậy, tôi cũng không cần phải cho các người mặt mũi này nữa. Mời các người trở về đi. Người làm trong cửa hàng mặt khinh bỉ nhìn về phía Diệp Oản Oản, âm thanh bén nhọn mở miệng nói, vị tiểu thư này, sợ là cô không biết giá thị trường rồi, cô cho là khối đá này khắp các cửa hàng ở thành hát có đầy sao. Đây là vật liệu phỉ thúy cấp cao, dù có đợi cũng không biết phải đợi đến bao nhiêu năm mới đợi được khối đá cực phẩm như thế này, cô có biết có bao nhiêu người muốn sở hữu khối đá này hay không? chương 752, một lần đều không có ngủ cùng. Người làm trong cửa hàng vừa dứt lời, một người đàn ông to lớn mập mạp, mặc áo khoác tơ lụa, vẻ mặt tươi cười đi vào. Ơ, ờ, ông chủ hầu chuyện này là thế nào làm sao lại nổi giận lớn như vậy nhìn thấy người mới tới tiết lệ nhất thời thay đổi sắc mặt không được là hoàng thế hâm ba người chuyên gia kia nhìn thấy cũng gấp gáp hẳn lên hoàng thế hâm chạy tới đây làm gì chứ trước kia chúng ta đều đã nói nhóm hàng này tư gia chúng ta muốn rồi cơ mà còn phải hỏi sao nhất định là nhận được tin tức gì rồi nhanh như vậy sao anh nghĩ thử xem món hàng này có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào, không tới một phút cuối cùng, ai nguyện ý buông tay cơ chứ. Nhưng người phụ nữ này ngược lại tốt rồi, lại có thể đẩy mối lợi này ra bên ngoài. Nguy rồi, tên Hoàng Thế Hâm này cũng không phải là đèn đã cạn dầu đâu. Nhóm hàng này sợ là không thể giữ lại được rồi. Người làm nhìn người mới tới, đầu tiên trợn mắt nhìn đám người Diệp oản oản một cái, sau đó vẻ mặt ngay lập tức tươi cười nginh đón người đang đứng ở trước cửa ông chủ Hoàng. Cơn gió nào thổi ông tới đây vậy, mau mau mời vào." Vẻ mặt Hoàng Thế Hâm tỏ ra tiếc nuối, thử thăm dò mở miệng nói: "Ôi, tôi nghe nói ông chủ Hầu hôm nay cùng tập đoàn Tư thị ký hợp đồng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đến hỏi thăm một chút, ông chủ Hầu còn có mặt hàng tốt gì nữa không?" "Hơi hơi tốt cũng được à." Hầu Mậu Phong nghe vậy nhất thời hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cơn giận vẫn chưa được giải tỏa hết. Hoàng Thế Hâm nhìn thấy vẻ mặt của Hầu Mậu Phong, trên mặt nhất thời chính là vui mừng, xem ra tin tức không sai chút nào mà. Người làm liếc mắt nhìn về hướng đám người diệp oản oản, mở miệng nói a, à, ông chủ hoàng, đừng nói nữa, người ta đã đổi ý không cần nữa rồi. Ồ, lại có chuyện này sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết chất lượng nhóm hàng này sao? Đây chính là nguyên thạch mà ông chủ hầu sử dụng một lượng lớn tinh lực mới đào được, khối đá kia là thẻ vật liệu mở thiên song, đây chính là loại thủy tinh cao cấp khả năng cho ra đế vương lục là rất cao. Hoàng thế hâm giọng điệu tỏ ra ngạc nhiên nói. Hầu mậu phong nhìn hướng mấy người diệp oản oản, mở miệng âm u nói, vốn là lần này người tới là tần nhược hy tần tiểu thư, kết quả giữa đường lại đổi tới một người không hiểu chuyện chỉ có thể làm bình hoa di động tới đây cùng tôi nói chuyện làm ăn, cho nên người ta không nguyện ý mua đồ của tôi. Tin đồn nói ra chủ tư gia kia hồ nháo không còn tỉnh táo cũng không phải là không có khả năng à. Bất luận những người này nói cái gì, Diệp Oản Oản đều không thèm để ý chút nào, Phong Khinh Vân đạm mà ngồi ở đó uống trà chờ đợi cái gì đó, giống như chỉ đợi đến lúc nghe được câu này, ánh mắt của cô không dễ phát hiện mà lạnh thêm vài phần. Ánh mắt Hoàng Thế Hâm đục ngầu tùy ý đánh giá từ trên xuống dưới người Diệp Oản Oản, nghe nói ra chủ tư gia có được một vị mỹ nhân khuynh thế tuyệt sắc, không tiếc cùng tất cả tộc lão trong nhà đối nghịch, cả ngày mê mệt nữ sắc, đem thân thể của mình đều phá hủy cũng không tiếc, hóa ra là thật sự. Diệp Oản Oản Bọn họ trong thương giới cũng bát quái như vậy sao? Cái gì mà mê mệt nữ sắc, đem thân thể đều phá hủy chứ, vì muốn chiếu cố thân thể của Tư Dạ Hàn, sau khi sống lại, cô một lần cũng đều không có ngủ cùng anh đâu đó. Nghe những lời nói càng ngày càng khó nghe kia, Tiết Lệ đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, vẻ mặt ác liệt mở miệng nhắc nhở, "Diệp tiểu thư, người nọ là đối thủ một mất một còn trong ngành châu báu của Tư thị, ông chủ Hoàng Thế Hâm, bọn họ vẫn đang bám theo chúng ta muốn cướp lấy nhóm vật liệu này." Tổng giám tần đã chuẩn bị hơn mấy tháng, mới lo liệu xong ông chủ hầu bên này, nếu như cô cố ý không ký tên, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả mà mình có thể lãnh đi. Diệp Oản Oản vuốt ngón tay trắng nón, ánh mắt quét qua hoàng thế hâm và hầu mậu phong, cười lạnh một tiếng nói, "Hậu quả? Trong mắt của tôi, nhóm nguyên thạch này chẳng qua chỉ là biểu tượng đẹp đẽ, bên trong không ra cái đồ tốt gì đâu, cho nên tôi nhất định không muốn mất hết vốn liếng vào đống đồ như thế này." chương 753, tôi cảm thấy vận may tôi còn rất tốt. Diệp Oản Oản vừa nói dứt lời, năm người kia liền lập tức hô vang khẩu hiệu lúc nãy lên, ông chủ Diệp, tài mạo song toàn, mỹ 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 mỹ, tốt 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 tốt. Các người, lần này, hầu mậu phong là thực sự tức giận rồi. Dù sao thì ban đầu ông ta cũng kiêng rẻ cô là người của tư gia, cho nên mới cho cô một chút sắc mặt, chờ bên cô nhượng bộ bọn họ một chút, rồi sau đó bọn họ mới coi như là mình đang ban ân huệ cho người khác, chấp nhận việc trao đổi mua bán giữa hai bên. Nhưng ông ta làm sao cũng không nghĩ tới, người phụ nữ này lại có thể liều lĩnh đến mức độ này. Hoàng Thế Hâm nhìn tình huống trước mắt, dĩ nhiên vô cùng vui vẻ, vội vàng tiến lên khiêu khích nói, "Vị tiểu thư này, cô có biết là hàng trong tiệm của ông chủ hầu là nơi tốt nhất cả Myanmar hay không?" cô chỉ mới xem qua một chút mà cô lại có thể nói bên trong nhóm nguyên thạch đẳng cấp này sẽ không cho ra bất kỳ đồ tốt nào cả. Cô nói lời này rốt cuộc là ý gì? Giờ phút này, thần thái của Diệp Oản Oản đã hoàn toàn là một người nhà giàu không cần thiết bất cứ điều gì. Liếc mắt nhìn hai khối đá trên xe kéo, khoan thai mở miệng tôi nói nhóm hàng này nhất định không có đồ tốt gì. Trong đổ thạch, mở được hàng tốt chính là thắng cuộc, mở hàng hụt chính là thua, lời này của Diệp Oản Oản có thể nói là vô cùng thẳng thắn. Hầu Mậu Phong tức giận đến giận sôi lên, cô cô, được lắm. Cô bây giờ không phải chỉ là đang vũ nhục tôi mà còn đang vũ nhục cả bảng hiệu đã có từ lâu của tôi. Tiết tiên sinh, xin trở về đi, hôm nay coi như các người quỳ xuống cầu xin tôi, nhóm đá này tôi cũng tuyệt đối sẽ không bán cho tư ra đâu. Đừng ép tôi kêu bảo vệ đuổi mấy người đi. Hoàng Thế Hâm vốn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút mà chạy tới, vạn lần không nghĩ tới vận may của mình lại có thể tốt như vậy lần này sinh ý đã tới tay mà tư gia lại không muốn, phái một bình hoa có não tàn như vậy tới nói chuyện làm ăn, rồi đắc tội với hầu mậu phong. Hoàng thế hâm lập tức mềm giọng tiến lên thể hiện quyền uy của mình, ái trà, ông chủ hầu, không nên tức giận, không nên tức giận, những người này không có kiến thức lại là người ngoài nghề không hiểu hàng, ông chủ cùng bọn họ so đo cái gì chứ. Mọi người mở cửa làm ăn, cô ta không biết nhìn hàng, là sự tổn thất của cô ta, không đổ lỗi cho ông chủ được, ông chủ hầu nhóm vật liệu này của ông còn có khách hàng đặt không? Với lời nói đó Hoàng Thế Hâm ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Địa vị của Hoàng gia mặc dù không thể so với tư gia tại nước Hoa, nhưng gia giá so với tư gia cao hơn một thành, cũng là một trong những công ty châu báu lớn nhất nước Z. Hầu mậu phong hơi suy tư, cũng đã đưa ra quyết định, vì vậy sắc mặt trầm xuống nhìn về phía tiết lệ, tiết tiên sinh, nhóm hàng này, bên anh xác định không cần đúng hay không. Ánh mắt tiết lệ lóe lên, anh ta biết, đây là nhẫn nại cuối cùng của hầu mậu phong rồi. Đoàn chuyên gia gấp đến độ xoay quanh, dù sao không hoàn thành nhiệm vụ được, bọn họ cũng phải gặp họa theo. Ba người vội vàng vây ở trước mặt Diệp Oản Oản tận tình khuyên nhủ. Diệp Tiểu Thư, ba người chúng tôi ở trong nghề mặc dù không dám nói đẳng cấp, nhưng cô đi ra ngoài hỏi thăm một chút đi, không người không biết đến tên của chúng tôi, nhóm vật liệu này là chúng tôi cùng nhau xem qua, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Diệp Tiểu Thư, cô bất quá chỉ mới nhìn qua mấy quyển sách chuyên ngành mà thôi, liền dám phán đoán khối đá này không có chứa gì tốt sao. Đây không khỏi quá hoang đường đi. Coi như tiểu thư đối với tổng giám tần có ý kiến, cũng không nên ỉ vào sự sủng ái của cửu gia, liền lấy chuyện công chơi đùa như vậy chứ. Thật ra thì, vốn là mấy người này nếu như đồng ý thật tốt cùng với cô trao đổi, cô không ngại cùng bọn họ giải thích một chút kế hoạch của mình. Nhưng rất rõ ràng mấy người này từ đầu tới cuối không có xem cô là một thành viên, trong mắt trong miệng chỉ có tần nhược hy. Cho nên, cô cũng không cần phải cho bọn họ mặt mũi. Diệp Oản Oản cười cười, tôi là chỉ hiểu qua mấy ngày, không, chỉ hiểu ít ngày thì như thế nào, nghề đổ thạch này, dựa ba phần vào mắt nhìn, bảy phần xem vận may, tôi vẫn cảm thấy, vận may của tôi, còn tốt vô cùng. Thủ hắc tinh nhân, Diệp Oản Oản trực tiếp mở mắt nói bừa. chương 754, nhóm 5 người tấu hài. Hầu mậu phong cười lạnh, đáy mắt xẹt qua một tia âm vụ, ha ha, xem ra, chúng ta đã không có gì để nói rồi. A à tài, tiễn khách, coi như cô ta là người do tư giả hàn phái tới thì thế nào, đây chính là bản thân cô ta muốn tự tìm đường chết, huống hồ cô ta bất quá là một người tình nhân, thì hầu mậu phong không cần cho thứ người như vậy mặt mũi. Nếu cho cô ta thể diện mà không cần, vậy thì không thể trách ông ta rồi. Người làm trong cửa hàng vừa nghe, lập tức hiểu ý phất phất tay, Nhất thời, một đám đàn ông cao to lực lưỡng, thân hình cường tráng, khí thế hung hăng đi tới trước mặt nhóm người Diệp Oản Oản. Bên trong con đường đổ thạch này mỗi ngày vốn lưu động hở một tí là hơn ngàn vạn trăm triệu được huy động, vì lẽ đó gần như mỗi cửa hàng đều sẽ có bảo vệ riêng của mình, chứ đừng nhắc tới cửa hàng có quy mô lớn như thế này. Không đợi thập nhất có hành động thì nhóm 5 người nhiếp vô danh chờ đợi nãy giờ đã đồng loạt đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản, cùng những người bảo vệ thoạt nhìn nghiêm chỉnh có huấn luyện kia rằng co đỉnh lông mày của nhiếp vô danh khẽ nhách a à, thật ra tôi muốn nhìn một chút ai dám đụng đến ông chủ của chúng tôi thần hư đạo sĩ lớn mật ông chủ chúng tôi muốn ở chỗ này đợi bao lâu thì liên quan gì đến ông chứ nhất chi hoa làm càn ông chủ của chúng tôi ở lại nơi này đó cũng là nể mặt ông rồi đó ngoại quốc rời gạch hoa hoa cùng đạo sĩ nói đúng băng sơn mỹ nam diệp oản oản cô vô cùng hoài nghi những người cô thuê đến nơi này không phải là để làm vệ sĩ cho cô, mà theo như cô thấy thì đây như một tiểu phẩm tấu hài kịch ngắn, một sướng một họa. Hầu Mậu Phong thấy vậy vẻ mặt đầy giận dữ, a, à, còn có người dám ở địa bàn nơi phường tập trung này của tôi gây chuyện sao, tôi muốn nhìn một chút, các anh thì có bản lãnh lớn gì đây? Sau khi nhận được chỉ thị của Hầu Mậu Phong, một người đàn ông trong nhóm người thân hình cao lớn lập tức tấn công tới hướng người nhìn có vẻ yếu ớt nhất trong nhóm 5 người băng sơn Mỹ Nam băng sơn Mỹ Nam ngay cả nói chuyện cũng lười nói, chớ đừng nhắc tới đánh nhau, giờ phút này đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho người kia tấn công tới. Diệp Oản Oản nhìn đến có chút nóng này, dù sao cô chỉ biết đạo sĩ và thân thủ của nhất chi hoa không tệ mà thôi, mấy người còn lại cô không hề biết năng lực của bọn họ tới đâu. Nhưng nói không chừng người luôn muốn nằm trong quan tài này cũng là thâm tàng bất lộ thì sao? Diệp Oản Oản mới vừa nghĩ như thế, băng sơn Mỹ Nam đã di chuyển, trong nháy mắt tên bảo vệ đụng phải thân thể của anh ta, ầm ầm, sau đó băng sơn Mỹ Nam ngã xuống. Theo sát, nhất chi hoa, vèo, một tiếng té nhào vào trên người của băng sơn Mỹ Nam, ối trời. Giết người, giết người rồi. Nhất thời mặt thần hư đạo sĩ vô cùng đau đớn trợn mắt nhìn những người đó, ban ngày ban mặt, sáng người càn khôn, lại có thể dung túng ác đồ tổn thương người như vậy được sao, chuyện này không xong rồi. Nhất chi hoa, hoặc là ngồi tù hoặc là bồi thường tiền diệp oản oản trợn mắt há miệng nhìn cái này kỹ thuật diễn xuất tinh xảo giả bị người khác đụng chết tiệt tôi chẳng qua chỉ mới đụng anh ta một cái thôi mà tên bảo vệ lúc này thẹn quá thành giận bất luận như thế nào hắn ta cũng biết đối phương là người của tư gia chẳng qua chỉ là muốn đe dọa một chút làm sao có thể thực sự ra tay được đi ra các anh là đồ vô lại gian cảnh bị đụng đúng không người làm trong cửa hàng khí thế hung hăng tiến lên ở bên cổ của băng sơn Mỹ Nam sờ sờ, đang chuẩn bị vạch trần bọn họ, kết quả sắc mặt đại biến, thật thật sự không có hơi thở rồi. Cậu nói cái gì? Hầu Mậu Phong cũng đổi sắc mặt. Thần Hư đạo sĩ, còn không chịu bồi thường tiền nữa sao? Nhất Chi Hoa, bồi thường tiền, nhìn người này một chút đi với tướng mạo này, vóc dáng này ít nhất cũng phải đền 100 triệu. Nhiếp Vô Danh lườm hai người, muốn tạo phản sao? Thần Hư đạo sĩ lập tức nói, không có không có dọa một chút là được rồi, chúng ta là người vệ sĩ đứng đắn, không bao giờ làm loại chuyện ăn vạ này. Nhất chi hoa, ma quỷ, còn không mau đứng lên. Băng sơn Mỹ Nam, mà người đang nằm không nhúc nhích kia, hiển nhiên đối với tư thế hiện tại rất là hài lòng không muốn đứng dậy. Nhất chi hoa nói tiếp, được, lại nằm vui vẻ. chương 755, cô chờ người xuất hiện. Người làm trong cửa hàng giận đến mức giống to, đẹp các người những thứ người vô lại này, cô ý bới móc đúng không? Hoàng Thế Hâm ở bên cạnh nhìn cuộc nháo kịch này, cười rất là cởi mở rồi nói, ông chủ hầu, không cần cùng những người này giải thích đâu làm điều đó chỉ như đang lãng phí thời gian của mình mà thôi, không bằng chúng ta nói một chút chuyện liên quan đến nhóm vật liệu này đi. Hiện tại nếu bên tư gia không còn muốn mua nữa, vậy thì ông chủ hầu không bằng qua tay bán cho tôi đi, dĩ nhiên, tôi biết bên ngoài còn có rất nhiều người xếp hàng chờ muốn nhóm hàng này, nhưng ông chủ hầu, thành ý của tôi, ông hẳn là rất rõ ràng, hơn nữa giá tiền của tôi cũng tuyệt đối để cho ông hài lòng. Thấy thời cơ chín muồi, Hoàng Thế Hâm rốt cuộc nói ra ý đồ chân thật của mình. Phía sau, lập tức có vài tên thuộc hạ mặc đồ màu đen đi lên, rầm rầm rầm, mở ra mấy cái vali lớn, bên trong tất cả đều là USD. Giao dịch trong ngành đổ thạch này cũng là tại chỗ trả tiền thanh toán, chi phiếu chuyển tiền đều có thể dùng, nhưng cũng có rất nhiều ông chủ thích trực tiếp mang tiền mặt đến tận cửa hàng để thanh toán Hoàng Thế hôm nay cả tiền mặt đều đã chuẩn bị xong, rõ ràng là có chuẩn bị mới đến Bên phía tư gia ba người chuyên gia giờ phút này có lẽ gần như đã tuyệt vọng bèn lên tiếng nói Phó tổng giám tiết, hiện tại làm sao bây giờ? Có muốn gọi điện thoại đi tổng công ty hay không? Đáy mắt tiết lệ xẹt qua một vệt sáng, không cần, nhớ kỹ, lần này là chính diệp tiểu thư khư khư cố chấp cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ba người này nghe vậy liếc nhau một cái, tất cả đều hiểu được ý của tiết lệ. Ở dưới sự cố ý dung túng của tiết lệ, Hoàng Thế Hâm đã không kịp chờ đợi cùng Hầu Mậu Phong đem hợp đồng ký tên. Hiện tại, nhóm hàng này chính thức thuộc về Hoàng Thế Hâm, không có thể vãn hồi lại nữa rồi. Chờ mắt nhìn Hoàng Thế Hâm mua được nhóm hàng này, mà thập nhất không khỏi lộ vẻ lo âu, hoàn oản tiểu thư, hiện tại Nguyên Thạch bị Hoàng Thế Hâm mua rồi, vậy nhiệm vụ lần này của chúng ta làm sao bây giờ? Không gấp, Diệp Oản Oản vẫn như cũ ung dung thản nhiên, dường như đang chờ người nào đó xuất hiện. Mấy người không mua đồ, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Người làm trong cửa hàng không nhịn được mở miệng nói. Vốn cho là không thể nào, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể tiếp nhóm hàng này đến tay. Hoàng Thế Hâm vẻ mặt được thời đắc ý, hướng người mới nói lên tiếng, ha ha, không cần tức giận, bọn họ muốn đợi bao lâu, liền cứ để bọn họ đợi đi nha. Vừa vặn tận mắt nhìn cảnh tôi ở trong cửa hàng của ông chủ hầu mở ra phỉ thúy thượng hạng. Vẻ mặt của hầu mậu phong vô cùng ngạo nghễ mở miệng nói: A tài, đi kêu sư phụ cắt đá giỏi nhất trong cửa hàng gọi tới. Bên mua có thể chính mình đi mời chuyên gia cắt đá đến, nhưng phần lớn cũng có nhiều người sử dụng sư phụ cắt có sẵn ngay trong cửa hàng. Vâng, ông chủ, người làm lập tức đi lên lầu mời người đến. Bởi vì động tính bên này khá lớn giờ phút này đã hấp dẫn không ít người vây xem. Thập nhất ở một bên lo lắng, Hoàng Thế Hâm cùng Hầu Mậu Phong thân thiện mà trò chuyện. Lúc này, ngoài cánh cửa một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu xám mang theo một người tuổi còn trẻ, đẩy một xe tảng đá đi vào. Ông chủ Hoàng, ông muốn hàng tôi đều kéo tới cho ông rồi đây. Sau khi vào cửa, người đàn ông áo xám còng lưng, vẻ mặt hèn mọn mở miệng nói. Nhìn người tới, không đợi Hoàng Thế Hâm mở miệng, Hầu Mậu Phong nhất thời nhướng nhướng mày, mặt đầy vẻ trào phúng, ô, tôi tưởng là ai, đây không phải là ông chủ vạn của Lâm Lang các sao. Làm sao thế, bán tảng đá không được hay sao mà lại đến phường tập trung của tôi vậy? Người đàn ông mặc áo xám nghe giọng diếu cợt của Hầu Mậu Phong, hơi biến sắc mặt, bất quá, vẫn cố nín lại, tiếp tục nhìn Hoàng Thế Hâm mở miệng nói, ông chủ Hoàng, ông nghiệm hàng này thử xem. chương 756, coi như làm việc thiện. Hoàng Thế Hâm thờ ơ nhìn lướt qua khối đá, không nhịn được mở miệng nói, tôi đã nói với ông chủ hầu rồi với loại hàng như thế này sẽ không dùng được đâu, lôi đi đi, đừng chặn ở chỗ này trễ nãi thời gian tôi mở đá của mình. Hoàng Thế Hâm nói xong lập tức cùng hầu mậu phong giải thích, ông chủ hầu ông không cần nóng giận đâu, trước kia nhóm hàng trong tay ông không phải là muốn bán cho tư ra sao, tôi thấy với tình hình này thật sự là không thể mua được món hàng này rồi, cho nên cũng không có cách nào khác phải đi tìm một nhóm hàng khác vừa vặn ở trong cửa hàng Vạn Hạc Vân muốn bán hàng gấp, giá lại đặc biệt thấp, cho nên tôi liền tiếp nhận cuộc mua bán đó. Vạn Hạc Vân nghe xong, nhất thời không rõ tình huống gì đang xảy ra, rõ ràng Hoàng Thế Hâm đã cùng mình bàn luận giá cả xong xuôi hết cả rồi, thậm chí còn để cho ông ta đưa tới nơi này để mở đá ra, nhưng bây giờ tạm thời bởi vì đã mua được hàng từ Hầu Mậu Phong cho nên mới quay ra dở giọng điệu không cần hàng của ông ta nữa. Hầu Mậu Phong lắc đầu, nhìn về phía hoàng thế hâm mở miệng nói ông chủ hoàng không phải là tôi nói chứ loại mặt hàng rác rưởi như thế này mà ông cũng thu mua được sao hoàng thế hâm thở dài nói ai ông ta ra giá quá thấp hơn nữa trước kia có qua chút giao tình hiện tại lại cầu xin tôi mua lại tôi thấy ông ta đáng thương quá số tiền này coi như làm việc thiện vậy hầu mậu phong cười suy ông chủ hoàng hà nói như vậy cũng không phải mọi người đều biết đã gần 3 năm nay Lâm Lang Các cũng không có mở ra được khối đá có chứa phỉ thúy nào cả, hàng đến từ Lâm Lang Các xui nhiều hơn may, đích ngon TINS.com ông cũng không phải là không biết, thế mà cũng không sợ thu hàng của bọn họ, ngoài mất hết vốn liếng ra còn không sợ dính xui sao? Giờ phút này, một vài thương nhân cùng du khách chung quanh vây xem thấy vậy, đang cùng nhau thảo luận ầm ĩ. Người đàn ông này là ai vậy? Ông chủ hầu nói hàng trong cửa tiệm của ông ta xui xẻo, là có ý gì? Anh lại có thể không biết ông ta sao? Đó là ông chủ của Lâm Lang Các, Vạn Hạc Vân Á, Lâm Lang Các này trước kia tại thành hát cũng được xem là một trong những nơi náo nhiệt, không thua gì phường tập trung bây giờ cả, chỉ tiếc Vạn Hạc Vân thời vận không được tốt lắm, đá trong tiệm liên tiếp trong vòng 3 năm không mở ra được phỉ thúy, hiện tại đã không còn có ai dám đi đến tiệm của ông ta mua nguyên thạch nữa rồi. Đúng vậy, người nào ở đây mà không biết Lâm Lang Các này 3 năm đã không mở ra được bất kỳ loại ngọc tốt nào rồi? xui xẻo vô cùng, ai đánh cược ở đó đều thua hết. Ông chủ hoàng thật đúng là đang làm việc thiện mà. Nếu như một cửa hàng đổ thạch không mở ra được ngọc tốt, đương nhiên sẽ không có người nguyện ý đi đến đó mua nữa. Ngược lại, nếu như một cửa hàng tình cờ mở ra phỉ thúy đẳng cấp, khả năng trong nháy mắt mang lại danh tiếng vang xa, người tới cửa sẽ nhiều không dứt. Dù sao mọi người cũng muốn tới một nơi có danh tiếng tốt hơn là nơi không có gì. Lâm lang các trong thời gian dài như vậy đều không mở ra được loại phỉ thúy tốt nào cả, cho dù chất lượng vật liệu của ông ta và các cửa hàng khác là giống nhau, cũng sẽ không có người nguyện ý đi đến đó để mua, tránh cho đụng phải rủi ro. Diệp oản oản nghe đến đó, tay đang cầm ly trà, ánh mắt lóe lên. Lâm lang các, vạn hạc phân. Vạn hạc phân nghe những thứ lời khó nghe kia, sắc mặt tái mét. Hoàng Thế Hâm đang dùng giọng điệu làm việc thiện để nói chuyện với mọi người, nhưng trên thực tế... Nhóm hàng này đã chấp nhận lấy 7 phần giá cả lỗ vốn chuyển nhượng cho ông ta, như vậy coi như ông ta đã chiếm được tiện nghi lớn rồi, nếu không làm sao có thể muốn mua được. Về phần Hoàng Hầu Mậu Phong, hai cửa hàng Nguyên Thạch nhà bọn họ trước giờ vẫn là đối thủ cạnh tranh, nhiều năm trước chuyện Hầu Mậu Phong làm giả đồ, bị Vạn Hạc Vân tại chỗ vạch trần, từ đó kết xuống thủ oán. Mấy năm nay Hầu Mậu Phong vẫn luôn cho rằng cửa hàng Nguyên Thạch của ông ta bị chướng ngại, cộng thêm vận may của ông ta cũng quả thật là quá kém trong cửa hàng một khối đã có dáng dấp chứa phỉ thúy cũng đều không có, thế cho nên tình hình kinh doanh ngày càng xa sút Bây giờ lâm lang các đá như nỏ hết đà, khó mà duy trì được nữa. Hầu mậu phong lạnh giọng mở miệng nói, vạn hạc vân, ông lại có thể che giấu lương tâm bán cho ông chủ hoàng loại đá như thế này sao, sao ông lại có thể không có chút đạo đức nghề nghiệp nào như vậy chứ? Hoàng Thế Hâm biết Hầu Mậu Phong và Vạn Hạc Vân không hợp nhau, nhưng hai người bọn họ vừa mới ký được một hợp đồng lớn, cho nên giờ phút này, ông ta cũng phải chú ý bán cho Hầu Mậu Phong một cái ân tình. chương 757, 7 phần giá cả. Vì vậy, Hoàng Thế Hâm trực tiếp đổi ý sửa lời nói, ông chủ vạn, tôi thấy ông nên đi nơi khác hỏi thăm một chút xem có ai muốn thu nhận khối đá này hay không đi, loại thứ phẩm tồi tàn này, sợ là nơi này của chúng tôi không thể thu được. Vạn Hạc Vân nhất thời nóng này, cái, cái gì, ông chủ Hoàng, trước kia chúng ta rõ ràng đã nói xong, hơn nữa tôi còn nguyện ý lấy 7 phần giá cả mà đồng ý rồi cơ mà." Hầu Mậu Phong cười lạnh, "A, à, Vạn Hạc Vân, loại mặt hàng rác dưới này của ông, đừng nói là dùng 7 phần giá bán để bán lại, coi như đưa cho người ta, sợ là cũng sẽ không ai dám mua, mấy người đó không có lý do gì mà muốn dính xui xẻo vào người đâu." Vạn Hạc Vân nãy giờ vẫn đang một mực ăn nói khép nép nghe xong giận đến phát run cả người, "Hầu Mậu Phong, ông rốt cuộc muốn như thế nào đây?" hầu mậu phong dù có nhiều người đang có mặt như vậy nhưng cũng không có chút kiêng kỵ nào thần thái ngạo nghễ mở miệng nói vạn hạc vân đích ngon com tôi đã sớm nói rồi chỉ cần một ngày vẫn còn có hầu mậu phong tôi thì lâm lang các của ông cũng đừng nghĩ bán ra được một khối đá nào cả vạn hạc vân gắt gao nằm lấy lòng bàn tay hầu mậu phong ông đừng khinh người quá đáng hầu mậu phong nghe xong cười to một tiếng ô tôi khi dễ ông thì ông có thể làm gì được tôi chứ nếu ông chịu lấy ba phần giá bán để bán thì tôi có thể xem xét như đang làm một chuyện tốt đem những thứ rác rưởi này của ông mua lại nếu không tôi muốn nhìn một chút toàn bộ thành hát này ai dám mua khối đá của ông ba phần giá bán sao cái này cùng tặng cũng không khác nhau ở chỗ nào đâu đây hoàn toàn là thừa dịp cháy nhà hôi của mà người làm tại lâm lang các giận đến cặp mắt đỏ bừng nói ông chủ hầu sao ông yêu cầu vô lý như vậy ban đầu ông Vạn Hạc Vân hít sâu một hơi, cắt đứt lời người mới nói, không cần nói nữa, đi thôi. Lại tiếp tục chờ đợi, cũng như đang tự dước lấy nhục mà thôi. Người làm mặt đầy cam uất, nhóm hàng này làm sao bây giờ, lại bán không được, cửa hàng của chúng ta thực sự phải đóng cửa mất. Thập nhất nhìn tình huống cách đó không xa, lắc đầu mở miệng, cái tên hầu mậu phong này rất thù dai, Vạn Hạc Vân đúng là quá xui xẻo mà. Giờ phút này, Diệp Oản Oản vẫn đang ngồi ở một bên lãnh đạm bình tĩnh uống trà nhìn đến cảnh này, ung dung thản nhiên mà đứng lên. Oản Oản tiểu thư, thập nhất không biết Diệp Oản Oản muốn làm cái gì, vẻ mặt hoài nghi nhìn sang. Diệp Oản Oản trực tiếp đứng dậy, gọi Vạn Hạc Vân đang muốn rời đi, ông chủ này, xin dừng bước. Vạn Hạc Vân thất hồn phách lạc xoay người, tiểu thư có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng đối diện mình đang đầy vẻ chán nản rồi nói. Lâm Lang Các, Vạn Hạc Vân, ông chủ Vạn. Vạn Hạc Vân, chính là tôi, không biết tiểu thư có gì chỉ giáo. Diệp Oản Oản nhoẻn miệng cười, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là muốn cùng ông chủ Vạn ông nói chuyện làm ăn mà thôi. Vạn Hạc Vân ngẩn người ra, tựa hồ không phản ứng kịp, nói chuyện làm ăn sao. Tiểu thư, cô muốn mua, nguyên thạch của tôi. Diệp Oản Oản, không sai. Vẻ mặt Vạn Hạc Vân đầy kinh ngạc chẳng lẽ là du khách nào đó không tin vào lời nguyền sao? Mấy năm này ông ta bán được mấy tảng đá, phần lớn là du khách ôm lấy hiếu kỳ qua mua mà thôi. Trong tiềm thức của vạn Hạc Vân cũng cho Diệp Oản Oản suy nghĩ như vậy. Hiện tại trong cửa hàng vốn đã không còn nhiều tiền nữa, nếu có thể bán ra một khối thì. Tiểu thư cô nhìn chúng khối đá nào, có thể tùy ý chọn, vạn Hạc Vân ra hiệu cho người đi cùng mình dừng lại xe đẩy, ngay sau đó mở miệng nói cho dù là một khối đá, ông ta cũng nghiêm túc đối xử. Diệp Oản Oản nghe vậy cúi người, nhìn từng khối từng khối một cách chăm chú. Mỗi khối đều nhìn một lần, sau đó, Diệp Oản Oản bi thương phát hiện, cô không kiềm chế được. Cô nhớ đến chuyện ở kiếp trước vào lúc này, Hầu Mậu Phong lấy giá tiền cực thấp cưỡng đoạt chiếm hữu lấy nguyên thạch của Lâm Lang Các, kết quả nhóm đá kia ra được loại thủy tinh cấp bậc đẳng cấp đế vương lục lão khanh, trong lúc nhất thời chấn kinh toàn bộ giới châu báu, Chương 758, có đại ma vương làm chỗ dựa. Sau đó, Vạn Hạc Vân không chịu nổi đả kích, nhảy lầu tự sát. Ở Myanmar này, mỗi ngày đều có vài người tự sát, cho nên chuyện Vạn Hạc Vân tự sát không có đưa tới bất kỳ gợn sóng nào, chỉ có khối đá kia cho ra đế vương lục đẳng cấp là được truyền khắp giới châu báu mà thôi, nhưng tất cả tiền tài cùng danh tiếng đều rơi vào trên đầu của hầu mậu phong. Tình huống bây giờ là diệp oản oản biết trong đống đá này sẽ có khối nguyên thạch cho ra phỉ thúy đẳng cấp kia nhưng vấn đề là cô không biết rốt cuộc khối đá kia ở đâu a à, cái này liền xấu hổ rồi diệp oản oản mở miệng hỏi ông chủ vạn những khối đá này là tất cả đều trong cửa hàng của ông rồi sao đúng thế nhóm hàng tất cả đều ở nơi này tôi thiếu tiền dùng cho nên muốn nhanh chóng bán ra vạn hạc vân cũng không giấu giếm tình huống của mình Diệp Oản Oản dùng trình độ tính toán bi thảm của mình một chút, nếu cô không biết bên trong khối đá nào chứa đế vương lục, không bằng tất cả đều mua lại sẽ tốt hơn nhiều. Tóm lại nhất định là không thua thiệt đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn chiếc xe đẩy chứa tất cả các khối đá lớn nhỏ, trực tiếp mở miệng, những thứ nguyên thạch này, tôi mua hết. Vạn Hạc Vân nhất thời ngây ngốc, hỏi lại cái cái gì? Tiểu thư, cô muốn mua, mua nguyên thạch của tôi. Toàn bộ sao? diệp oản oản đúng vậy nghe được đoạn đối thoại của diệp oản oản và vạn hạc vân không chỉ là vạn hạc vân chính mình khiếp sợ mà tất cả mọi người vây xem cơ hồ đều cho rằng cô bị điên rồi lại có thể có người muốn mua đá của lâm lang các còn là mua toàn bộ nữa chứ người đẹp này lá gan thật là lớn á tôi thấy là não tàn đi ngày hôm nay tôi coi như cũng biết cái gì gọi là người ngốc tiền nhiều rồi các chuyên gia tư gia mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi giờ phút này tất cả đều muốn điên rồi. Lâm lang các này sẽ sập tiệm sớm thôi, hơn nữa trong 3 năm đều không có mở ra được nguyên thạch nào tốt rồi. Hai người khác cũng hoàn toàn dùng bộ dạng vẻ mặt đã không còn cứu chữa nhìn Diệp Oản Oản, người phụ nữ này có phải điên rồi hay không? Mua hàng tại phường tập trung đẳng cấp nguyên thạch không muốn, đích ngon tins.com lại chạy đi mua một đống rác. Phó tổng giám thiết, làm sao bây giờ, anh nhanh nói một câu đi tiết lệ cũng là mặt đầy vẻ giận dữ, quả thật là hoang đường. Hầu mậu phong diếu cật nhìn về phía tiết lệ, sao lại có thể mặc cho thứ người như vậy nhúng tay vào công việc của công ty chứ? Tôi bây giờ muốn nhìn tư ra xử lý tình huống này như thế nào, ha ha. Nghe hầu mậu phong cười nhạo, trên mặt của tiết lệ như bị thiêu đốt. Diệp oản oản lúc này không chỉ là đang quấy rối mà là như đang ném toàn bộ mặt mũi của tư gia. Diệp oản oản không để ý chung quanh xôn sao tiếng thảo luận, tiện tay nhặt lên một viên đá sờ sờ, hỏi tới ông chủ vạn, bán không? Vạn Hạc Vân vẻ mặt làm khó xử, kiêng kỵ nhìn về hướng về hầu mậu phong, cuối cùng vẫn mở miệng nói, vị tiểu thư này, cảm ơn ý tốt của cô, bất quá, vẫn là không nên đi, tôi không muốn tiểu thư chọc phải phiền toái. Hầu mậu phong mới vừa rồi đã thả ra lời nói, không cho bất luận kẻ nào mua đá của ông. Nếu như không có lý do gì làm liên lụy người khác, cũng không phải là điều ông muốn thấy làm ngành nghề buôn bán châu báu cũng phải cho hầu mậu phong mấy phần mặt mũi đắc tội ông ta không có lợi diệp oản oản nhìn hướng hầu mậu phong cười cười nói à người khác không dám mua cũng không có nghĩa là tôi không dám ông chủ vạn yên tâm hậu trường của tôi rất cứng rắn dù sao cũng có đại ma vương làm chỗ dựa cô không sợ hãi tương đương lúc này diệp oản oản mới phát hiện có lúc danh tiếng của đại ma vương dùng rất tốt hầu mậu phong nghe vậy sắc mặt có chút khó coi nhưng một câu phản bác đều không nói được. Dù Diệp Oản Oản chỉ coi như là một tình nhân nhưng sau lưng cô ta lại là gia chủ của tư gia, nếu như cô ta nhúng tay vào, ông ta thật đúng là không thể làm gì cô ta được. Đáng chết, vốn là ông ta nghĩ thừa dịp Vạn Hạc Vân đang lâm vào giường cùng đem nhóm hàng này với giá thấp mà mua vào, không nghĩ tới lại bị người phụ nữ này làm rối loạn kế hoạch của mình. Hừ, bất quá cũng không có vấn đề, loại mặt hàng rác dưới này, ông ta cũng không tiếc, chẳng qua chỉ là nghĩ muốn chọc vạn hạc vân mà thôi. chương 759, nhìn coi như vừa mắt. Vạn hạc vân trần chờ hỏi, xin hỏi tiểu thư cô là. Diệp oản oản, nước hoa, tư gia. Tư, tư gia, nhất thời vẻ mặt vạn hạc vân hoàn toàn là thụ sủng nhược kinh, tư gia ở nước hoa, người nào không biết chứ, nhất là ở Myanmar, thế lực cũng vô cùng khổng lồ. Vạn Hạc Vân do dự mở miệng, tiểu thư cô nhất định phải mua nhóm đá này của tôi sao? Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, tôi thấy phẩm chất khối đá của ông chủ vạn tương đối tốt, hơn nữa còn nhìn vừa mắt, cho nên ông chủ vạn ra giá đi. Coi như vừa mắt sao. Nghe lời ấy của Diệp Oản Oản, mọi người tại đây hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Cô gái này muốn mua nguyên thạch của vạn Hạc Vân, chỉ là bởi vì nhìn thấy vừa mắt sao. Vạn Hạc Vân do dự rất lâu, nghĩ đến tình huống của cửa hàng, rốt cuộc mở miệng nói, vị tiểu thư này, đây là tất cả hàng có sẵn trong cửa hàng của tôi nếu tiểu thư không chê tôi có thể bán toàn bộ lỗ vốn nửa giá cho tiểu thư ban đầu khi đến đây ông ta đã nghĩ đến tình huống xấu nhất chính là một khối đá đều bán không được mà bây giờ có người mua lấy với ông ta mà nói đã là kết quả tốt nhất diệp oản oản cười nói tôi xem đồ vừa mắt chưa bao giờ thích để cho người khác giảm giá giá mua bao nhiêu cứ việc nói diệp oản oản nói như vậy nhưng trong lòng hết sức rõ ràng nhóm nguyên thạch này của vạn hạc vân sẽ mang tới kinh ngạc vui mừng rất lớn nếu thật sự mua bằng nửa giá trong lòng diệp oản oản tự nhiên cũng có ái náy huống chi vạn hạc vân đã kể cận đóng cửa phá sản kiếp trước kết quả của vạn hạc vân thê thảm như vậy kiếp này nếu mình kiếm được tiện nghi như vậy vì sao không thể cho vạn hạc vân một con đường sống vạn hạc vân nghe vậy vẻ mặt ngẩn ra nhất thời lộ vẻ xúc động không nghĩ tới diệp oản oản sẽ nói như vậy mà người chung quanh lại là không còn gì để bàn bạc nói cô gái này thật sự là người của tư gia phái tới sao mua hàng ở phường tập trung không muốn đích ngon tins com lại đi mua rác rưởi của lâm lang các người ta tiện nghi không muốn còn nhất định muốn làm khó mình vậy dáng dấp thật là xinh đẹp đáng tiếc não có vấn đề những người này của tư gia làm ăn cái gì không biết nghe mọi người vây xem nói những lời khó nghe này sắc mặt của tiết lệ khó coi đến cực hạt đều là do người phụ nữ này, làm ra chuyện như thế này nên anh ta mới mất thể diện đến thế. Diệp tiểu thư, xin nghĩ lại sau đó hãy làm, tiết lệ cao mày mở miệng. Nghĩ lại sau đó làm, Diệp oản oản liếc tiết lệ, anh là đang chỉ bảo tôi sao? Diệp tiểu thư, tôi không có ý này, chẳng qua là tận tâm làm tròn bổn phận chức trách của mình mà thôi. Tiết lệ nói, tận trung, Diệp oản oản cười lạnh, người mà anh tận trung là ai, đừng quên chính mình có thân phận gì, lại đang cùng ai nói chuyện. Tiết Lệ gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói, "Được, nếu như Diệp tiểu thư cố ý như thế, tôi chỉ có thể báo lên tổng công ty." "Diệp Oản Oản, xin cứ tự nhiên." Tiết Lệ tức giận, lấy điện thoại di động ra, bấm gọi điện thoại. Nước Hoa, trong phòng họp, một đám trưởng lão cấp cao đang họp. Thân là một trong những người trong hội đồng quản trị của tư gia Phùng Nghĩa Bình, đột nhiên đứng dậy rời đi, nhận nghe điện thoại một lát sau phùng nghĩa bình tiếp điện thoại xong trở lại vẻ mặt dường như rất khó khăn các vị xin lỗi ngắt lời một chút tình huống bên myanmar có thay đổi chuyện gì tư minh lễ nhìn về phía phùng nghĩa bình nghi ngờ mở miệng hỏi ngay lập tức phùng nghĩa bình đem mọi chuyện đều nói một lần nghe được tình huống phùng nghĩa bình nói xong sau đó toàn bộ phòng họp tất cả xôn xao cái này cũng quá hoang đường rồi Tư tổng cho Diệp Tiểu Thư trên danh nghĩa là trợ lý đặc biệt cũng đã đủ đối đãi đặc biệt rồi, hiện tại nhiệm vụ thứ nhất lại còn qua loa như thế, cho rằng công ty là nơi nào. chương 760, đánh cực như thế nào? Ôi, tư tổng quá hồ đồ rồi, thứ người như vậy làm sao có thể đảm nhiệm vị trí chủ mẫu tư ra tương lai được chứ? Ha ha, tư minh lễ cười lạnh một tiếng, vậy thì có cái gì đâu chứ, chỉ cần gia chủ tư ra chúng ta cao hứng không phải là xong rồi sao? Trưởng lão tóc trắng tư minh vinh lúc này lạnh lùng nói, minh lễ, cậu đang nói lời hốn trướng gì vậy? Tư minh lễ nhìn về phía trưởng lão tóc trắng, anh hai, em đây có thể nói cái gì? Lần trước, em chỉ nói người phụ nữ kia mấy câu, gia chủ liền đem chân của con trai em đều cắt đứt, anh muốn em nói thế nào? Nếu em lại nói không tốt về người đó nữa, chỉ sợ cái mạng già này của em đều không còn nữa rồi. Tư Minh Vinh nhìn về phía Phùng Nghĩa Bình, nói với Tiết Lệ, để cho người phụ nữ kia nghe điện thoại, Phùng Nghĩa Bình gật đầu, một lát sau trả lời, người phụ nữ kia không nhận. Nghe lời nói này, tất cả mọi người trong phòng họp lại xôn xao, người phụ nữ kia, lá gan lớn như thế sao? Không nghe điện thoại, để cho tiết lệ mở video không được sao? Tư Minh Lễ nói, chấm. Bên trong phường tập trung, Diệp Oản Oản ngồi ở một bên, trước mặt là tiết lệ đưa điện thoại hướng về phía cô. Diệp Oản Oản, gầm lên một tiếng, âm thanh từ điện thoại truyền tới. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản quay đầu nhìn về phía bên trong video, một đám cấp cao của tư gia. Giờ phút này, Tiết Lệ và Hầu Mậu Phong trong lòng cười lạnh không dứt, bộ dạng xem kịch vui, người phụ nữ này cho rằng mình là ai, chọc giận cấp cao của tư gia, bọn họ muốn nhìn xem cô ta muốn giải quyết vấn đề này như thế nào. Các ông không mở hội nghị, trong lúc rảnh rỗi như vậy, không phải là muốn cùng tôi gọi video nói chuyện phiếm đấy chứ. Diệp Oản Oản nhìn về phía mấy người đang xuất hiện trong video, cười nhạt nói. Diệp Oản Oản, lá gan của cô cũng quá lớn rồi, phường tập trung là nơi mà Tần Nhược Hy Tiểu Thư đã sớm liên hệ tốt, mà cô là một người ngoài, cái gì cũng không biết, làm chuyện như bây giờ, là hại công ty. Phùng Nghĩa Bình tức giận nói. Thân là một trong những thành viên ban giám đốc của công ty, coi như là chủ mẫu tương lai, ông ta cũng có quyền khuyên ngăn, lại càng không nói, Diệp Oản Oản này, bây giờ còn chưa phải là chủ mẫu tư gia tương lai a à cửu nếu tín nhiệm tôi đem nhiệm vụ giao phó cho tôi vậy dĩ nhiên là do tôi toàn quyền xử lý các ông nếu không phục đích ngon com vậy thì đi tìm gia chủ của các ông đi tới tìm tôi làm cái gì diệp oản oản bình tĩnh mở miệng nói cô cô nói cái gì phùng nghĩa bình cắn răng nghiến lợi ha ha tôi đã nói a à cửu nguyện ý chơi đùa liền để gia chủ chơi đùa ngược lại chút tiền này gia chủ cũng không quan tâm nhiều đâu, coi như là bố thí cho ăn mày mà thôi. Tư Minh Lễ trong video, cười lạnh một tiếng rồi nói. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Minh Lễ, kinh ngạc nói, "Ông chú Tư, ông làm sao cũng ở đây a? À, tôi còn tưởng rằng ông ở nhà chiếu cố con trai bị gãy chân của ông đấy." Tiếng nói của Diệp Oản Oản hạ xuống, Tư Minh Lễ nhất thời từ chỗ ngồi đứng lên, "Diệp Oản Oản, cô thật sự cho rằng cô thành tinh sao? Hiện tại cô làm chuyện này sẽ tổn hại lợi ích của tất cả mọi người tư gia chúng tôi cô có năng lực gánh vác hậu quả này sao diệp oản oản nếu như cô chống lệnh không theo hết thảy hậu quả để cho một mình cô tới gánh vác chờ cô từ myanmar trở lại coi như là a cửu lần này cũng không giữ được cô nữa rồi thân là tư gia chấp pháp đường chủ tư minh vinh rốt cuộc lên tiếng cái này tôi không có vấn đề gì các ông nếu cho là tôi thua vậy chúng ta liền đến đánh cược như thế nào diệp oản oản cười nói cô muốn đánh cược như thế nào? Phùng Nghĩa Bình cau mày. Nếu như, lần này tôi kiếm được lợi nhuận thì những người tham dự, thì phải nói mình là con rùa đen khốn khiếp, ai dám đánh cược nào? Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, rồi nói. Quả thật hồ đồ, Phùng Nghĩa Bình tức giận nói. Làm sao, không dám à? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày hỏi lại. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 760.